chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 57 đuổi người. Xảo Chi mang theo người trong nhà ở sơ nhị thời điểm trở về công tôn phủ, lúc này đại sảnh đã có không ít người ở. Nãy nãy, Gia Gia, cha mẹ, xảo chi cùng mấy cái hài tử cấp trong nhà trưởng bối chào hỏi, hai cái tiểu tử cũng là a a a a giao hàng không ngừng, chỉ có người trong nhà biết, này hai tiểu tử là muốn bao lì xì tới. Nha, đây là tưởng thái nải nải, tới thái nải nải ôm một cái. Công tôn lão phu nhân cũng không giúp xảo chi bọn họ giới thiệu những người đó, kia xảo chi cũng chỉ đương không quen biết, nếu luận khởi địa vị, này nhóm người phải cho chính mình hành lễ, những người này không có lễ phép chính mình cũng không cần cùng bọn họ đi tiếp đón các ngươi này tay nhỏ là chuyện như thế nào, không phải muốn bao lì xì đi. Xảo chi nương nhìn này hai tiểu tử vương tay. Các ngươi này hai cái tiểu nhân tinh, cấp, các ngươi bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt. Lão phu nhân làm ma ma đem bao lì xì lấy ra tới, cầm hai cái nhét ở hai tiểu tử trên tay, hai tiểu tử lập tức liền cười thành một đóa hoa, mà ma ma đem mặt khác bao lì xì cũng phân cho lý gia hài tử. Lý gia hài tử nhìn xem xảo chi, xảo chi gật gật đầu, mới duỗi tay lấy, ngay sau đó xảo chi nương cũng cho mấy cái hài tử bao lì xì đại điểm hài tử còn có chút ngượng ngùng nhưng thật ra này hai tiểu tử không ngại đâu lấy đến hoang này hai hài tử thật đúng là thông minh hay là cái gì tinh quái đi một cái trang điểm đặc tục khí nữ nhân nói hắn những lời này nhưng đem công tôn gia cùng người của lý gia đắc tội vị này đại thẩm ngươi là đôi mắt ra vấn đề vẫn là đầu óc hỏng rồi liền hoàng đế đều nói này hai hài tử là thiên tài như thế nào ngươi này không ngừng nào chạy tới hoa si đại thẩm ở chỗ này nói cái gì thí lời nói đâu xảo chi chính là xem không được người khác nói chính mình gia hài tử sẽ không nói liền không cần nói chuyện thật đúng là đương chính mình nhiều có tiêu chuẩn còn không phải là có cái đương cử nhân nhi tử còn ở nơi này kêu gào công tôn vũ nói đại thẩm ngươi lại nói ta tiểu cháu trai ta tuyệt không buông tha ngươi nói lấy ra chính mình phòng thân gậy gộc này căn là ngọc làm là người ta vũ hoàng tử cố ý cấp làm nàng cảm thấy cùng quần áo của mình tương đối xứng, liền mang theo ra tới, xem những người khác đều thịt đau, cốt như vậy ngọc khiến cho nàng cấp như vậy lăn lộn. Các ngươi, cái gì quy củ, từng cái, có biết hay không ta là ai? Đại thẩm nói, ngươi là ai ta căn bản không muốn biết, nói quy củ, ta nãy tấn vương phi, ta nhi tử cũng là thế tử, ngươi không biết từ đâu ra đại thẩm tới nhà của ta Tự nhiên không cho ta hành lễ, đây là các ngươi quy củ, từng cái đừng tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm, ta thật đúng là nói cho các ngươi, các ngươi thái bình điểm, chúng ta còn đương thân thích đi lại, nếu từng cái không biết tốt xấu, tự cao hơn người, ngượng ngùng, đại môn ở nơi đó, không tiễn. Xảo chi cũng sinh khí, lão nương trước kia quá chính là ngày mấy, tự nhiên có như vậy cực phẩm thân thích. Ngươi, đây là ngươi nữ nhi, như vậy không giáo dưỡng. Đại thẩm thấy mắng không được xảo chi bọn họ, liền mắng nổi lên xảo chi nương, chính là càng mau, xảo chi nương cho nàng một cái tác, đi đại thẩm cấp đánh buồn. Nữ nhi của ta không giáo dưỡng, ngươi mới không giáo dưỡng, một chút trưởng bối bộ dáng đều không có, năm rồi các ngươi toàn gia tới, làm ầm ĩ còn chưa tính, nay cái ta con gái con rể trở về, các ngươi còn không cho mặt, thế nào, ngươi cử nhân nhi tử gây gớm vẫn là làm sao vậy? Ta đường đường nhất phẩm phu nhân này thường không so đo, các ngươi còn một tất lại muốn tiếng một thước, ta nhưng nói cho ngươi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi, cút cho ta. Nói chính mình khuê nữ không giáo dưỡng, nhà mình nha đầu đừng nói nhiều ngoan ngoãn. Còn nói chính mình cháu ngoại là tinh quái, thật khi chúng ta dễ khi dễ. Ngao đệ, ngươi cứ như vậy giáo người trong nhà. Một cái lão nhân nói, gia hỏa này ở bên cạnh nhìn thật lâu, chính là không ra tiếng, còn không cho chính mình nhi tử cùng tôn tử ra tiếng, chính là làm kia phụ nhân nháo. Ta như thế nào giáo người trong nhà không cần ngươi quản, chạy ta dạy cho ta không thoải mái, ngươi còn tự cao tự đại, ta nói cho ngươi, con dâu của ta nói được không sai, các ngươi toàn gia cút cho ta đi ra ngoài về sau không cần lại đến, hàng năm tới tống tiền, không nói ra, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật đâu, ta không phát uy ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi không thành. Công tôn nào tức giận nói, nãy nãy, còn không phải là lão cha trước kia phong lưu bên ngoài sinh sao, còn tới bắt chẹt lão tử. Các ngươi này một nhà thật không thể nói lý. Lão nhân nói, vị này đại gia, ta xem ngươi vẫn là vì ngươi gia nhi tử tôn tử suy nghĩ một chút đi, liền các ngươi như vậy kiêu ngạo bộ dáng, phỏng chừng lại quê nhà cũng không phải cái gì tốt, nếu ta phái người đi ra ra, không biết có thể hay không tra ra chút cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Lý Đại Phúc nói, nhà hắn tức phụ cùng hài tử bị người ta nói, hắn còn nhẫn liền không phải nam nhân. Lăng, bổn vương phát hỏa phía trước cho ta lập tức biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí, còn có nếu như ta ở bên ngoài nghe được một ít đối nhà ta người không tốt lời nói, mặc kệ có phải hay không các ngươi truyền ra đi, ta cùng nhau tính các ngươi trên đầu. Lý Đại Phúc nói khi người một nhà bị chọc tức phát trung đương nhiên trong đó còn có sợ hãi thật đúng là như lý đại phúc nói đại như vậy bọn họ xác thật có chút không thể cho ai biết sự tình lần này tới vốn là tưởng đem nhà mình mấy cái nha đầu nhìn chuẩn cơ hội gã đến công tôn gia tới về sau cũng là một cái dựa vào ai biết sẽ biến thành như vậy quản gia phái người nhìn trừ bỏ bọn họ chính mình đồ vật công tôn phủ một cây đầu sợi đều không chuẩn mang đi công tôn ngao lên tiếng nói xong đem người đuổi đi ra ngoài công tôn ngao có ngươi, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Cái kia lão nhân nói. Ta chờ, ngươi tốt nhất đừng về nhà hậu bối ngươi đám kia bất hiếu tử tức chết mới hảo. Hừ, một cái thượng không được mặt bàn đồ vật, vốn dĩ xem ở chết đi phụ thân mặt mũi thượng, đương thân thích lui tới chính là, chính là này một nhà mỗi năm đều cấp trong nhà ngột ngạt, vốn dĩ nghĩ đoạn rớt, chính là lại cảm thấy hắn đáng thương, liền vẫn luôn mềm lòng, hiện tại đều khi dễ chính mình bảo bối chắc trai cùng cháu gái, này còn lợi hại. Ngươi Hừ, khí nói không nên lời lời nói lão nhân cái thứ nhất đi đầu đi ra ngoài, mà nhà bọn họ mấy cái cô nương còn không ngừng cấp công tôn vũ đệ thu ba, tiếc rằng nhân gia liền mí mắt đều không nâng, nhìn này mấy người phụ nhân bất động bộ dáng, ma ma trực tiếp đem người cấp sách đi ra ngoài, không biết xấu hổ đồ vật, còn ở nơi này thông đồng nhà mình thiếu gia. Các ngươi không cần đem gia nhân này sự tình để ở trong lòng, là nên thu thập lúc. Công tôn ngao nói. Lão Tam, ngươi đi làm chuyện này tình, nhớ kỹ muốn cho bọn họ phiên không được thân. Công tôn ngao phân phó nói. Là, gia gia, cái này ta lành nghề. Công tôn gia người chính là như vậy, hoặc là không ra tay, vừa ra tay nhất định đánh tới ngươi phiên không được thân, cũng nói không nên lời lời nói. Liền ở ngay lúc này, hai tiểu tử lại a a a kêu, các ngươi hai cái bướng bỉnh bao, hôm nay chính là vì các ngươi sự, đại gia chính là đều đem thể diện buông tha. Nói cái gì đâu, này cùng bọn họ có quan hệ gì, này nhóm người mỗi năm đều cấp sao nhóm tìm không thoải mái, ta nhưng cùng ngươi giảng, về sau lại nói ta tôn tử, tiểu tâm ta đánh ngươi. Xảo chi nương làm bộ muốn tấu xảo chi bộ dáng. Nhi tử A, à, ngươi nãy nãy có các ngươi liền không cần ta. Nói còn giả khóc lên. Tức phụ, ta muốn ngươi. Lý Đại Phúc cho rằng tức phụ thật sự thương tâm, quát ra như vậy một câu, đậu đến cả nhà đều cười ra tới, hắn ngây ngốc sờ sờ chính mình sau đầu, làm cho đại gia lại là một trận cười, xảo chi chỉ có thể bất đắc dĩ trừng hắn, mà hắn chỉ biết ngây ngốc hướng về chính mình tức phụ cười. Này công tôn gia đại phòng kia gia đình sự tình cũng không có ảnh hưởng đến xảo chi bọn họ tâm tình, bổn gia lại lục tục có người tới chúc Tết, xảo chi chưa bao giờ biết bổn gia lại như vậy nhiều người, hơn nữa đều là dìu già dắt trẻ tới, thật là đủ đồ sộ, phỏng chừng cũng muốn trăm tới hào người, may mắn tiểu ca đã sớm an bài hảo, làm cho bọn họ đi trụ lữ quán, vốn đang muốn cho bọn họ ở nhà, chính là đã xảy ra sốt ruột sự tình, nhưng không nghĩ lại lưu những người này ở nhà, hơn nữa xảo chi. Bọn họ cũng ở nhà, đừng lại đem nhà mình cháu gái khi dễ, kỳ thật bọn họ thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, những người này thật đúng là không phải xảo chi đối thủ, nhân gia tấn vương phi danh hiệu chính là thực dùng tốt. Ở công tôn gia, xảo chi bọn họ đem ở nhà đánh mạc trượt còn có bài đều mang đến, trừ bỏ tiếp kiến khách nhân ngoại, mặt khác thời gian đều ở tương ái tương sát, đương nhiên lần này đánh thắng gia chính là lão phu nhân cùng công tôn ngao, vận may hảo đến bạo, thế nhưng thiên hồ đều có thể sờ đến vài đêm nãi nãy, gia gia, các ngươi cũng thật lợi hại, như vậy bài đều có thể sờ đến. Xảo chi hâm mộ nói. Ha ha, còn không phải các ngươi đều nhường chúng ta. Thứ này thật tốt. Công tôn ngao nói. Hảo chơi là hảo chơi, nhưng là không thể tổng chơi Nga, đối thân thể không tốt. Xảo chi ở kiếp trước. Chính là nghe nói qua có người bởi vì chơi mạt trượt chết ở mạt trượt trên bàn, quá mức trầm mê, này nhưng không tốt. Yên tâm đi, liền ngẫu nhiên chơi chơi lão phu nhân nói ngày mai chúng ta đi dân hương các ngươi đi theo cùng đi đi lão phu nhân nói xảo chi gật gật đầu hôm nay tú lan cùng chính mình nói đám kia người phỏng chừng muốn xuống tay kia nhà mình liền cho bọn hắn sáng tạo cơ hội hảo bất quá muốn cùng đại nha qua lại giao hảo khí mới được đại nha ngày mai chúng ta đi dân hương ngươi đến lúc đó chú ý điểm đám kia người giống như có điều hành động xảo chi đi đại nha đưa tới trong phòng nói tẩu tử ta đã biết ta sẽ chú ý. Đám kia người xấu, đem chú ý đánh tới người trong nhà trên người, đặc biệt còn lừa gạt chính mình tình đậu sơ khai cảm tình, tuy rằng còn không tính lừa gạt cảm tình, bất quá chính mình chính là tâm lý khó chịu, nhất định phải đòi lại tới. Cái này ngươi đặt ở trên người phòng thân dùng, vạn nhất không thể kịp thời làm ra phản ứng thời điểm, ngươi có thể tự bảo vệ mình. Xảo chi lấy ra một phen tiểu xảo chủy thủ, nàng làm người đính làm tam đêm, một phen chính mình vẫn luôn cầm, một phen cấp đại nha, còn có một phen vốn dĩ phải cho nhị nha, nhưng là nha đầu này quá kiêu ngạo, sợ nàng đã thương người, tạm thời cũng liền phóng chính mình này. Tẩu tử, yên tâm đi, tuy rằng không có thực tốt võ công, nhưng là ngày thường đi theo ca ca bọn họ cũng là luyện qua vài cái. Đại nha tiếp nhận chủy thủ nói, cái này chủy thủ thật đúng là tiểu xảo, rút ra vừa thấy, lưỡi đao vẫn là thực sắc bén. Ân, ừ, ngươi trong lòng rõ ràng ta cứ yên tâm, nhớ kỹ trừ bỏ ta cùng đào hoa các nàng, ngươi không cần tin tưởng bất luận kẻ nào nói, ngày mai là chúng ta nữ tử ra tay lúc. Xảo Chi nói. Hảo, tuyệt không thất bại. Đại nha kiên định nói, Xảo Chi ngươi có thể hay không lại tính toán chế tạo một cái nhị nha A. À? 58, trừng phạt. Tức phụ, thật không cần ta bồi ngươi đi sao? Lý Đại Phúc không yên tâm tức phụ ngày mai đi trong miếu. Đồ ngốc không có việc gì, ta chỉ là rửa sạch nội trạch, ngươi cùng mấy cái tiểu tử đi ngược lại không tốt, Ngươi chỉ lo đem kia một nhà xử lý liền hảo Nguyên lai like ngày đó tư sinh tử người một nhà không có rời đi kinh thành Mà là tìm một nhà sân thuê xuống dưới Nếu lưu tại đây là còn có điều đồ Ngày ấy nói chính mình nhi tử là tinh quái vừa lúc cùng nhau thu thập Chuyện này tức phụ ngươi chỉ lo yên tâm Hà đại ca đã đi điều tra Hà gia đi vào kinh thành sau Nam Đinh liền đi theo lý gia nam tử Nữ quyến liền tại nội trạch Không có việc gì thời điểm giúp đỡ Bởi vì xảo chi vẫn là không quá thói quen có quá nhiều người trừ bỏ lúc trước cha mẹ gia gia nãi nãi cấp những người đó cơ bản cũng chính là hà gia một nhà, lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ tìm mấy cái lâm thời người tới làm chút chuyện, cũng là vì như vậy mới làm người lại chỗ trống nhân toản, bất quá lần này rửa sạch sau, xảo chi muốn đem nhân viên hảo hảo. Phân phối một chút, thật sự không được lại mua một hộ nhà tiến vào. Ân, ừ, gia nhân này không phải đèn cạn dầu, năm đó gia gia niệm ở những cái đó huyết thống phân thượng đối bọn họ cũng coi như lễ ngộ, chỉ tiếc có chút người không biết cảm ơn, còn có, đại phúc ca trảm thảo cần thiết muốn trừ tận gốc, ngươi làm việc cần phải nhớ kỹ, có chút người mặc kệ ngươi như thế nào đối hắn hảo, hắn đều sẽ không nhớ kỹ. Xảo chi nhắc nhở nói, tức phụ, ngươi yên tâm hảo, mấy ngày nay cùng mấy cái cửu ca cũng học không ít, chúng ta không chọc người, nhưng cũng không thể làm người chọc, một khi ra tay nhất định phải sạch sẽ lưu loát. Lý đại phúc nói, này mấy cái cửu ca đến từ chính mình bị phong làm tấn vương sau, ba ngày hai đầu cho chính mình đi học, như thế nào làm việc, như thế nào làm người, đụng tới vấn đề xử lý như thế nào, ngay từ đầu thời điểm, chính mình còn kinh ngạc nói, có tiền có địa vị người như thế nào như vậy hắc đâu, sao lại trong nhà đã xảy ra sự tình cho hắn biết, không phải ngươi không chọc người liền có thể, có chút người chính là như vậy tiện, một hai phải làm đến ngươi phát hỏa không thể, đây cũng là. Hắn hiện tại đối ngoại làm việc không lưu tình nguyên nhân, chính mình chịu điểm ủy khuất không quan hệ, thê nhi huynh đệ cũng không thể chịu một chút khi dễ. Ngày thứ hai, xảo chi mang theo đại nha nhị nha đi theo lão phu nhân các nàng cùng đi trong miếu tẩu tử vì cái gì chúng ta cũng muốn tới a à, mỗi lần đều phải tới trong miếu đều không hảo chơi nhị nha không hài lòng nói ta nghe nói này trong miếu mới tới một cái làm thức ăn chay sư phó tay nghề chính là lợi hại hơn nữa này sư phó một ngày cũng liền làm năm bàn nếu không phải chúng ta trước tiên liền đến hảo phỏng chừng đều không có ăn đâu xảo chi nói lần này trừ bỏ xử lý sự tình ngoại chính là nếm thử này thức ăn chay kiếp trước cũng đi qua thức ăn chay quán, cảm thấy hương vị thật đúng là không tồi, vô luận là ngoại hình cùng vị đều là nhất lưu, bất quá kia đồ vật cũng là có chút tiểu quý. Thực sự có như vậy ăn ngon sao, nhị nha không tin, còn không phải là tố sao, có thể ăn ngon tới đó đi. Đến lúc đó, ngươi không cần không chịu bãi miệng liền hảo. Xảo chi cười nói, thuận tiện nhìn nhìn đại nha, nha đầu này một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, kỳ thật cái kia nam tử xảo chi bọn họ sao có phái người đi tìm hiểu quá, là có như vậy cá nhân, nhưng là cũng không phải cái gì tuổi trẻ công tử, là cái 40 tuổi đại thúc, cũng là cái rơi xuống đất tú tài, xem ra này nhóm người thật đúng là không phải cái gì người tốt, nếu thật xảy ra chuyện, nhà mình nha đầu cũng không biết tìm ai đi, hừ, các ngươi ai không dễ chọc, một hai phải chọc tới ta, cái này niên. Đại nữ tử thanh danh chính là so mệnh quan trọng, may mắn chính mình ngày thường đối mấy cái hài tử vẫn là để bụng, tương đối hiểu biết, bằng không không cần xảy ra chuyện. Đại nha, không cần nghĩ nhiều, không có gì ghê gớm, coi như là trong cuộc đời một lần rèn luyện, bị điểm này việc nhỏ liền đánh tới, kia chính là không đáng nga. Tẩu tử, ta biết, chỉ là cảm thấy cấp trong nhà thêm phiền toái. Đại nha có chút khổ sở nói, xảo chi kéo qua tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Ngươi đứa nhỏ này, chúng ta là người một nhà, những cái đó tâm tư không thuần người, nơi nào là các ngươi có thể xem hiểu, Cũng trách ta ngày thường không có hảo hảo giáo giáo ngươi, dù sao quá xong năm ngươi cũng mười ba đến lúc đó đi theo ta xử lý một ít sự tình trong nhà cũng hiểu biết một chút học học xảo chi nói nữ hài tử tổng phải gả người gả chồng sau cũng sẽ muốn xen vào da tự nhiên đến hảo hảo dạy dỗ ta đã biết tổ tử ta về sau không nói như vậy đại nha biết ca ca tổ tử vẫn luôn dẫn bọn hắn như chính mình hài tử rất nhiều thời điểm đều là vì bọn họ suy nghĩ tựa như tổ tử kỳ thật không thích kinh thành sinh hoạt chính là vì mấy cái huynh đệ vẫn là tại đây kinh thành phát triển hơn nữa vì mọi người đều chuẩn bị sản nghiệp, liền nàng cùng nhị nha đều đã ở chuẩn bị của hồi môn, như vậy huynh tẩu có thể nào không cho chính mình cảm động, liền sợ chính mình làm không làm cho bọn họ thương tâm khổ sở, lần này sự tình nếu không phải tẩu. Tử phát hiện đến sớm, phỏng chừng tẩu tử cùng đại ca không biết muốn đau lòng thành cái dạng gì. Đại nha vương tay, ông xảo chi, xảo chi cũng hồi ôm cái này nha đầu, rốt cuộc vẫn là hài tử, từ nhỏ lại không có cha mẹ che chở, bị như vậy nhiều tội, chính mình đau lòng bọn họ đều không kịp, đám kia người tẩn nhiên muốn đã thương các nàng. Đại tiểu thư, tới rồi. Đào hoa thanh âm truyền đến, mành cũng bị sốc lên. Xảo chi cùng hai cái nha đầu xuống xe ngựa, này chùa miếu ở giữa sườn núi, bởi vì lộ tương đối bình thản, bọn họ xe ngựa là trực tiếp đến chùa miếu cửa, lúc này đã có một đám hòa thượng ở bên ngoài đợi. Lão phu nhân, ngài hảo, một đường vất vả. Một cái ăn mặc màu đỏ áo cà sa râu bạc hòa thượng nói phương trượng đại sư, làm phiền. Lão phu nhân nói, nguyên lai là lão phương trượng, xem ra vẫn là mang tinh thần, xảo chi nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc, mông lung núi xa, bao phủ một tầng lộ mỏng, lờ mờ, ở mờ ảo mây khói trung chợt xa chợt gần, như gần như xa, giống như là vài nét bút đạm mặt, bôi trên màu lam chân trời, làm người có loại tưởng vẽ ra tới xúc động. Vị này hẳn là chính là đại tiểu thư đi. Lão phương trượng nhìn xảo chi nói. Phương trượng hảo. Xảo chi hợp tay hành lễ, lão phương trượng cũng đáp lễ, đại tiểu thư nếu tới đây, liền an tâm sinh hoạt, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi cả đời yên vui. Lão phương trượng đối xảo chi nói lời này, đa tạ phương trượng các ngôn. Xảo chi cảm thấy cái này lão phương trượng có phải hay không nhìn ra cái gì, bất quá cũng không cái gọi là, trừ bỏ linh hồn, chính mình chính là hàng thật giá thật. Các vị đi bên trong nghỉ tạm đi. Lão phương trượng đi đầu đem mấy người lãnh đi vào. Nha đầu, này lão phương trượng chưa bao giờ đón khách, Ngươi hôm nay lần đầu tiên tới liền đã chịu như vậy tiếp đãi, có thể thấy được thật là đã chịu Phật tổ phù hộ, chờ một chút chúng ta nhưng nhiều đến quyên chút dầu mè tiền. Lão phu nhân vui vẻ nói, liền nói chính mình cái này cháu gái là có phúc khí người, liền lão phương trượng đều ra tới tiếp đãi các nàng. Là, nãy nãy. Từ nhỏ xảo chi liền không quá vào miếu vũ, tới cổ đại. Này vẫn là lần đầu tiên, nhìn chung quanh hết thảy, cùng hiện đại miếu thờ thật đúng là không sai biệt lắm, bất quá liền tại đây yên lặng chùa miếu, chờ một chút chính là sẽ trình diễn vừa ra trò hay, hy vọng không cần quấy nhiễu các vị mới hảo. Đại gia theo lão phương trượng cùng nhau nghe xong một ít kinh văn, sau đó từng người hồi sương phòng nghỉ ngơi, chờ cơm trưa thời điểm, lại kêu các vị. Đại nha tiểu thư. Một cái áo lục nữ tử đi vào đại nha trong phòng. Đại nha nâng ngẩng đầu, ngươi là ai? Kỳ thật đại nha đã nhận ra chính là cái kia Mai Nhi. Đại nha tiểu thư, ta là Mai Nhi mai nhi nói như vậy ở nông thôn nha đầu cũng đáng được chủ tử phí như vậy đại tâm tư sao là ngươi a nhất thời cũng nhìn không ra đúng rồi ta lại trong phủ như thế nào không có nhìn thấy ngươi a đại nha nói ta cũng là vừa tới ở phòng bếp hỗ trợ tiểu thư tự nhiên cũng không thấy được ta tiểu thư hiện tại ly dùng bữa thời gian còn sớm chúng ta nếu không đi ra ngoài đi một chút đi mai nhi nói cũng hảo ta cũng cảm thấy có chút buồn đại nha đem trên tay theo phẩm phóng hảo, đem dấu ở trong tay áo chủy thủ cũng chuẩn bị cho tốt, liền đi theo kia nha đầu đi ra ngoài, bọn họ chân trước đi, mặt sau liền có người đuổi kịp, xảo chi sẽ không làm nhà mình nha đầu đi mạo hiểm. Tiểu thư, cái này là trong miếu hậu hoa viên, nghe nói bên trong cảnh sát vẫn là không tồi. Mai Nhi nói, nếu không tồi, liền nhìn xem đi. Đi đến vườn không lâu, Mai Nhi nói nàng quá mót, muốn đi phương tiện một chút, đại nha gật gật đầu, thật là bị tẩu tử đoán được, thật không biết này nhóm người đầu là như thế nào lớn lên một chút đều không thông minh nghĩ thời điểm một bóng người che khuất chính mình ánh sáng tiểu thư chúng ta lại gặp mặt thật là có duyên a à. một cái bạch y thư sinh xuất hiện ở đại nha trước mặt nếu không biết dưới tình huống đại nha nhất định sẽ cảm thấy bọn họ là rất có duyên phận chính là lúc này chỉ có làm chính mình cảm thấy chán ghét những người này như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu còn làm bộ không có gì sự tình giống nhau là lý công tử a à lần trước đa tạ. Đại Nha lui ra phía sau vài bước nói, ly xa chút hảo. Tiểu thư, sợ ta. Nhìn Đại Nha sau này lui, Lý Hạo trong lòng có ti điềm xấu cảm giác, nhưng thực mau lại bị chính mình xem nhẹ, loại này tiểu cô nương có thể biết được chút cái gì a? À? Lý công tử nói đùa, ta như thế nào sẽ sợ đâu, chỉ là này nam nữ một chỗ luôn là không tốt. Đại Nha ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, thật con mẹ nó ghê tởm. Tiểu thư mặt lo lắng, thật không dám giấu giếm, Ta là xem không ai mới đến, lần trước phân biệt sau, ta đối tiểu thư chính là vạn phần tưởng niệm, bởi vậy đối với các ngươi hướng đi là trải qua một phen hiểu biết, mới ở hôm nay tới gặp tiểu thư, để giải ta nỗi khổ tương tư. Lý Hạo bày ra một bộ tình thâm ý thiết bộ dáng nhìn đại nha. Thật đúng là tình thâm nha. Lúc này xảo chi thanh âm truyền tới. Tẩu tử. Đại nha lập tức chạy đến xảo chi bên cạnh, Lý Hạo nhìn nhìn trong truyền thuyết đại tiểu thư, nữ nhân này nhìn qua cũng không có gì, chính là người lớn lên xinh đẹp chút. Tẩu tử, ta cùng đại nha là lưỡng tình tương duyệt, thỉnh ngươi thành toàn. Người nam nhân này bày ra một bộ phi quân không cưới bộ dáng, xem xảo chi đều phải phun ra, như thế nào một người có thể như vậy không biết xấu hổ. Đại nha, ngươi nhận thức hắn. Xảo chi nhìn nhìn đại nha hỏi. Không quen biết. Đại nha nói. Tiểu thư ngươi sao lại có thể như vậy thương ta tâm, các ngươi đã nhiều lần gặp mặt, lẫn nhau thuộc tâm sự, đương nhiều người như vậy mặt sao lại có thể chống chế. Lý Hạo còn không biết chết sống nói. 59. Trừng phạt nhị Đào Hoa, ngươi nói người nam nhân này đi hắn đưa đi sướng tuần có phải hay không không tồi a à, như thế nào diễn kịch diễn cùng thật sự giống nhau. Xảo Chi lạnh lùng nói, nhìn trước mặt nam nhân kia, thật là, như vậy bại hoại một cái cô nương thanh danh, nếu là ở bên ngoài đụng tới chuyện như vậy, nhà mình đại nha không phải có khẩu nói không rõ. Phu nhân, ngươi lời này có ý tứ gì, ta theo như lời những câu là thật là thật sao nhà ngươi chủ tử không cùng ngươi nói ta công tôn xảo chi cũng không phải là hảo lừa gạt người nga vẫn là ngươi cùng mai nhi hai người chi gian gian kế ta xem không hiểu đâu xảo chi nói xong liền thấy tú lan đem mai nhi cấp tóm được lại đây lý hạo nhìn mai nhi hắn sửng sốt phu nhân người này là ai ta không quen biết không cần ngươi nói nhận thức hôm nay các ngươi đánh cái gì bàn tính ta cũng rất rõ ràng con người của ta chính là có cái không tốt thói quen, chỉ cần phạm đến ta trên đầu, ta sẽ không nhẹ tha." Xảo Chi cười nói, cái này cười làm người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, không phải cái loại này giữ tận cười, mà là làm người cảm thấy không tốt đó sự tình lập tức liền phải phát sinh cười. "Người tới kia, trảo tặc a." À. Nói theo trúc bọn họ ở Lý Hạo không có phản ứng lại đây, đã bắt đầu mảnh tấu hắn, hơn nữa đánh chính là miệng cùng mặt, một lát liền đánh thành đầu heo, liền ở ngay lúc này trong miếu tăng nhân cùng lão phu nhân cũng đi đến. Sao lại thế này? Lão phu nhân hỏi. Nãy nãy, này một nam một nữ cũng không biết nào chạy tới, vừa mới nghỉ ngơi, đi phượng thoa cấp bắt lấy tới, một lát liền không thấy, chờ phản ứng lại đây chiêu tạc thời điểm, theo chút bọn họ tại đây trong vườn bắt được này hai người, ta phượng thoa còn ở bọn họ trên tay. Xảo Chi nói. Hừ, trộn đồ vật trộn trong miếu tới, nhất định là một đôi nam trộn nữ sướng hư lưu manh, quản gia cho ta nghiêm thêm trong giữ, chờ một chút mang về, làm lão gia xử lý. Lão phu nhân nói, đương nhiên xảo chi nói lời nói, ở đây trong lòng minh bạch người đều rõ ràng, sự tình không phải đơn giản như vậy, trên mặt đất hai người muốn nói cái gì, chính là miệng bị đánh sưng lên căn bản nói không rõ, mà Lý Hạo cùng Mai Nhi đến bây giờ cũng không biết chính mình nào làm lỗi. Các ngươi sai liền sai ở không hiểu biết nhân gia người một nhà là gì đều không giấu giếm, còn có chính là hộ muội tình tiết nghiêm trọng xảo chi đối bất luận kẻ nào đều là nghiêm khắc đối đãi đem ngươi tổ tông ra một lần đều là sẽ không tiếc huống chi như vậy sức sẹo kiều đoạn xảo chi vừa nghe liền có miêu nị tẩu tử cái này thức ăn chay ăn ngon thật có thể hay không thỉnh đại sư phó đi nhà của chúng ta à nhị nha cũng không biết phát sinh cái gì mỹ thực làm nàng cũng không đi qua hỏi chuyện khác ngươi nga này đại sư phó chính là sẽ không tùy tiện đi nhà ai nga ngươi liền thừa hôm nay ăn nhiều chút đi xảo chi nói gấp một khối thịt kho tàu đương nhiên đều là tố lại gấp một khối cá cấp đại nha. Nhanh ăn đi, hảo hảo quá chính mình nhật tử, hết thảy tẩu tử ở. Nhìn đại nha không thế nào ăn cái gì, nàng biết nha đầu này lại muốn bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Tẩu tử, cảm ơn ngươi. Đồ ngốc, người một nhà nói cái này làm cái gì? Xảo chi miễn cười nói. Đúng vậy, đại nha, chúng ta là người một nhà mặc kệ phát sinh sự tình gì có ca ca ngươi tẩu tẩu, còn có chúng ta công tôn phủ đâu, không có gì ghê gớm công tôn lão phu nhân tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì chính là rốt cuộc trải qua sự tình nhiều đại khái cũng có thể đoán ra một vài này đàn không bớt lo đồ vật suốt ngày ra chuyện xấu lần này trở về xem lão gia tử như thế nào thu thập bọn họ đi đoàn người dùng quá ngọ thiện sau liền cùng lão phương trượng chào từ biệt phương trượng đại sư hôm nay nhiễu phật môn thanh tịnh ngày khắc định tới thỉnh tội xảo chi ngượng ngùng nói đại tiểu thư không cần chú ý việc này cũng là cho miếu một cái chung cảnh báo về sau nhất định phải nghiêm thêm quản thúc. Hôm nay người này vào bằng cách nào hắn cũng là muốn ra, vốn dĩ hôm nay tới liền mấy nhà có uy tín danh dự người, nói tốt không tiếp khách lạ, hôm nay người nọ có thể lẫn vào cũng là trong miếu có người tạo thuận lợi, này nhưng sao được, hôm nay là này đó khách quý, ngày khác nếu hoàng thượng tới cũng đã xảy ra chuyện, cũng không phải là vấn đề càng nghiêm trọng. Một đám người sau khi trở về, xảo chi liền trực tiếp mang theo hai người biết tấn vương phủ, hơn nữa làm người ở cửa bày ghế chính mình ngồi ở chỗ kia, hơn nữa làm gia đình đem kia hai người cột vào trên ghế trượng đánh xảo chi nhìn cửa tụ tập không ít người sau mở miệng nói chuyện các vị đại gia nhất định cảm thấy chúng ta tấn vương phủ quá mức ngang ngược kiêu ngạo không nghĩ tới này hai người lẫn vào ta trong phủ hành cẩu thả việc còn ăn cắp hoàng thượng ngự tứ phượng thoa ta tấn vương phủ đến từ thành lập tới nay phiền toái không ngừng chỉ ứng chúng ta là nông hộ sinh ra một cái hai cái đều khi dễ đến trên đầu chúng ta ta hôm nay như vậy cũng là cho những cái đó bất an hảo tâm đề cái tỉnh, chúng ta tuy là sinh ra nông hộ, nhưng làm việc quan minh lỗi lạc. Nếu sự cái gì hạ tam lạm, trộm cắp sự tình, chúng ta nhất định không nhẹ tha, thuận tiện nói một chút, không có chúng ta nông hộ, các ngươi lại cao quý có ích lợi gì, ăn cái gì, uống cái gì, còn không phải chúng ta nông hộ vất vả trồng ra, đại gia hỏa nói đúng không? Xảo chi lớn tiếng hỏi. Tấn Vương Phi ngươi nói, đối, các ngươi cho chúng ta quốc gia mang đến tân hạt giống, thái tử sang năm liền phải đại diện tích trồng trọt, chúng ta. Dân chúng liền không cần đói bụng, những cái đó khi dễ tấn vương phủ người, chính là cùng chúng ta này đó nghèo dân chúng không qua được, chúng ta không bán bọn họ ăn, xem bọn họ ăn cái gì. Chính là, nghe nói cái loại này tử mẫu sản một ngàn nhiều cân đâu. Thiệt hay giả? Là thật sự, ta biểu đệ chính là ở tấn vương thôn trang thượng làm việc, lần đó thu hoạch thời điểm, hắn còn ở nơi đó hỗ trợ xưng tới. Này tấn vương phủ làm tốt lắm, chúng ta nông hộ tấm gương, đám kia cho người ta ngột ngạt đồ vật, làm chúng ta biết là ai, cho hắn cửa phun phân đi. Phía dưới dân chúng phần lớn đều là nông hộ sinh ra, bọn họ biết ở cái này xã hội bọn họ quá đến như thế nào gian khổ, bởi vậy đối tấn vương phủ là càng thêm thân thiết. Mà một khắc đầu mổ phủ gia đình chính là không bình tĩnh, lập tức xoay người rời đi, theo trúc bọn họ đã theo dõi người này, liền lặng lẽ theo qua đi, mà xảo chi ở nghiêm trị kia hai người sau, cũng không hề rối rắm, làm người đưa đến phủ doãn chỗ, phủ doãn trực tiếp làm người cấp ký tên cấp làm này hiệu suất không lời nói giảng cũng là việc này làm người biết này tấn vương phủ thật đúng là không phải hảo ngoạn những cái đó thủ đoạn không phải nhân gia sẽ không mà là không nghĩ dùng một khi dùng có thể so các ngươi thượng mặt bàn đâu xem ra này trong kinh thành tưởng cấp nha đầu này ngán chân người thật đúng là không ít ra ra là ai sao thiên viên hoành nói đã ra được ai là thập hoàng tử không nên thân đồ vật có bản lĩnh liền lấy ra tới, tẩn chỉnh chút thượng không được mặt bàn sự tình con mẹ nó sự tình, hắn còn không hiểu được thu liễm, nếu như vậy, hắn nhà ngoại cũng không cần tồn tại, tỉnh nháo tâm. Hiên viên hoành nói, này lâm gia cũng là cái không đầu óc, vẫn là thái tử bớt lo làm việc đều không cần chính mình phiền lòng, còn hiểu đến xem xét thời thế, nhân tài như vậy có thể làm đại sự. Thực mau, kinh thành lâm gia bởi vì tham ô nhận hối lộ, mua bán chức quan, còn có thảo gian nhân mạng chờ tội trạng bị mãn môn xét nhà, hạ nhập đại lao, cuối cùng lâm gia mấy cái địa vị cao người bị xử trảm, lâm gia nữ quyến cùng một ít nam đinh bị xung quân biên cương làm cu li thập hoàng tử lúc ấy nghe đến mấy cái này một ngụm lão huyết phun ra, cuối cùng là ở nhà dưỡng bệnh, không thể lại nhảy nhót. Xảo chi một nhà đã có thể hảo chơi, kia tư sinh tử một nhà cuối cùng bị tra ra ở địa phương làm sằng làm bậy, thương cập mạng người, cuối cùng cử nhân bị tước chức, một nhà đều hạ đại lao. Kêu công tôn ngao tới gặp ta, hắn đây là quan báo tư thù công tôn lão đại còn không biết chết sống nói. Công tôn phủ từ trước đến nay thanh chính liên minh, đâu giống các ngươi, tư sinh tử chính là tư sinh tử, thượng không được mặt bàn, làm không ra chuyện tốt tới. Lao đầu vừa nói nói. Cũng không phải là sao, nghe nói công tôn phủ mấy năm nay nhưng chưa từng bạc đãi bọn hắn gia, mỗi năm tống tiền đều là chỉnh xe chở đi, hiện tại còn tưởng cắn ngược lại một cái, thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Lao đầu nhị nói. Chính là, này toàn gia nam nữ đều không phải cái gì thứ tốt, khi mấy cái nha đầu vừa thấy chính là phá dưa, còn tuổi nhỏ liền như vậy không biết cảm thấy thẹn. Lao đầu vừa nói nói. Các ngươi, thật quá đáng, chờ ta đi ra ngoài nhất định lộng chết các ngươi. Công tôn lão đại nói. Chờ ngươi tồn tại đi ra ngoài rồi nói sau, các ngươi giết những người đó ra hiện tại chính là ở kinh thành liên hợp cáo trạng đâu. Nói xong vài người cũng không để ý tới bọn họ chính mình uống rượu đi. Gia gia, chúng ta không cần chết mấy cái nha đầu khóc lóc hô câm miệng chính là các ngươi này mấy cái bồi tiền hóa một chút dùng đều không có dùng tìm nam nhân một cái đều giúp không được gì làm ơn lão nhân ngươi cũng không nhìn xem các ngươi tìm đều là người nào đều là kinh thành trung tên côn đồ nhân gia chỉ là không ra tiền chơi chơi nhà ngươi nha đầu được không ngươi thật đúng là tưởng cái gì thượng mặt bàn người chơi cười công tôn trong phủ công tôn ngao chính là thoải mái nhiều kia toàn gia vào đại lao mặt khác liền chờ quan phủ tuyên án chính mình nương năm đó ủy khuất rốt cuộc cũng là báo, tuy rằng nói lão cha hôm sau đối lão nương toàn tâm toàn ý, chính là chung quy là một cây thứ, hiện tại hảo, kia lão tiểu tử dạy con vô phương được đến hiện tại báo ứng, không tồi hôm nào cấp lão nương thiêu điểm tiền giấy nói cho nàng cái này chuyện tốt, thật là cái phúc hắc quỷ, xem ở lão cha phân thượng đối gia nhân. Này còn tính có thể, hiện tại bắt được đến cơ hội, cuối cùng vì lão nương hết giận, cũng coi như lưỡng toàn. Ngươi lại ở hạt chuyển chút cái gì a? À? lão phu nhân nhìn công tôn ngao nói tức phụ chúng ta dọn dẹp một chút trụ nha đầu kia đi thôi ở trong nhà đều không hảo chơi công tôn ngao nói nhà này người đều quá giảng quy cũ đều không tự do ta cũng như vậy tưởng thành ngày mai chúng ta liền đi qua lần này đem nhà của chúng ta này tiểu tôn tử mang lên tỉnh bị bọn họ giáo nghiêm trang đều không hảo chơi nhìn chính mình cái này chắc trai thật là cùng hắn cha một cái đức hạnh mặt lạnh đều không có cái gì tươi cười vẫn là kia hai cái bảo bối đáng yêu, một đậu liền cười. Ngươi nói sao đều là sao nhóm gia hài tử, tiểu tử này liền như vậy khối băng mặt đâu. Này lại biện pháp gì, không đều là cùng hắn cha học. Lão phu nhân nói, ở làm việc công tôn gia con thứ hai lại đánh cái hắc gì, này sao lại thế này, chính mình không có cảm lạnh a. À. 60. Lai like khách Tết âm lịch thực mau liền ở ồn ào nhốn nháo, hi hi ha ha, cộng thêm ngoài ý muốn dưới tình huống thuận lợi đi qua, lý gia so với phía trước còn muốn náo nhiệt, chủ yếu là bởi vì công tôn gia hai lão nhân cùng một cái tiểu oa nhi đều ở tiến vào, năm sau, Lý Gia Trang đại trụ bọn họ mang theo mấy cái nam hài tử cũng tới kinh thành, nguyên lai là phương đông tiên sinh nhìn mấy cái hài tử tư chất đều thực hảo, làm xảo chi an bài nhìn xem có thể hay không tiến vào kinh thành học viện, đến nổi học. Phí cái gì đều từ trong thôn thống nhất chi trả, này đó thật đúng là đều không phải sự. Lý Gia bọn nhỏ nhìn ngày xưa tiểu đồng bọn, bọn họ cũng phi thường vui vẻ, liền xin nghĩ, tuy rằng hiện tại chính mình còn không có cái gì chính thức chức quan, chính là làm chút công văn gì đó vẫn là không tồi, bất quá chỉ có Lý Cường đi làm, mặt khác hai cái rốt cuộc còn không phải đặc biệt đại, bởi vậy còn sẽ ở trong học viện đọc sách, mang theo mấy cái bạn tốt cùng nhau dạo Bắc Kinh Thành. Nhìn xem, đây là ai a? À? Một cái mập mạp tiểu tử nói, hắn là công bộ phùng đại nhân công tử, một cái tiểu mập mạp, hiện tại ra cửa đều đến có người đỡ, thật là nhìn liền mệt. Phùng công tử, biệt lai vô dạng. Lý Cường nói, cái này mập mạp luôn thích tìm phiền toái, bất quá cũng không phải cái gì đặc biệt người xấu, chính là thích làm ầm ĩ. Này mấy cái là các ngươi bằng hữu." Phùng công tử hỏi. "Đúng vậy, bọn họ muốn ở Lăng Phong thư viện đọc sách." Lý Cường cũng không gạt, "Cái này là Phùng công tử, công bộ Phùng đại nhân công tử." Lý Cường cấp các bạn nhỏ giới thiệu nói. "Phùng công tử?" Vài người hành lễ, "Miễn đi, không cần khách khí." đúng rồi các ngươi tới nơi này cũng không sợ phá hư này phong cảnh làm ơn chỉ có ngươi mới có thể phá hư này phong cảnh được không một đống thịt bên cạnh còn muốn người giá liền không biết lại như vậy béo đi xuống còn có thể hay không đi đường phùng công tử không có gì sự tình chúng ta liền trước rời đi tỉnh phá hủy ngài bên người phong cảnh lý quý nói đối với cái này phùng công tử biện pháp tốt nhất không cần để ý đến hắn tỉnh hắn lại tưởng chút lung tung rối loạn sự tình mấy cái tiểu đồng bọn lần này tới kinh thành là muốn thường trụ chớ chọc phiền toái mới hảo, không giống chính mình còn có ca ca tẩu tử đỉnh, bọn họ không giống nhau, rốt cuộc không phải mỗi ngày đều nhìn, này phùng công tử tuy rằng không phải cái gì ác nhân, nhưng là xác thật có chút ác thú vị người, bị hắn theo dõi nhưng không hảo quá. Thiết, mặc kệ các ngươi, khó được đại gia ta hôm nay du lịch, liền không tìm các ngươi. Nói xong tại hạ nhân nâng hạ, đi địa phương khác. Cường tử, hắn như thế nào như vậy béo? Lý miễn nói. Trong nhà liền hắn một cái nhi tử, ngày thường liền nuông chiều, ăn ngon đều cho hắn, nghe nói một đống muốn ăn hai cân thịt, từ nhỏ cứ như vậy, có thể không béo vì sao, Lý Cường đem chính mình biết đến nói cho các bạn nhỏ. Còn có về sau đụng tới hắn tránh xa một chút, gia hỏa này có điểm ác thú vị, thích tìm người hạt hồ nháo, bị chúng ta chỉnh vài lần, còn không hối cãi. Lý Quý nói, đã biết, vài người đều gật đầu nói, bọn họ ra tới thời điểm, Phương Đông Phu Tử cũng nói qua, kinh thành người có rất nhiều đều không thể nói lý, muốn bọn họ làm việc cẩn thận, đặc biệt không cần cậy mạnh, có bất luận cái gì sự tình không cần cường xuất đầu, vạn nhất quán thượng sự, chỉ cần có lý, chỉ lo tìm tấn vương gia liền hảo, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có hại, bọn họ đều nhớ kỹ, mấy ngày nay bọn họ cũng hiểu biết một ít kinh thành người cùng sự, cùng với lý gia vào kinh thành sau phát sinh. Hết thảy, mỗi lần đại gia chỉ biết vinh hoa, chính là chưa từng có nghĩ tới bọn họ gian khổ, bởi vậy ở viết thư trở về thời điểm dặn dò người. Trong nhà, nhất định không cần ý vào tấn vương xuất từ nhà mình thôn, liền muốn làm gì thì làm, nhân gia ở kinh thành nhưng không dễ dàng. Hảo, mang các ngươi đi ha ha kinh thành ăn ngon điểm tâm, chờ tẩu tử tiệm cơm tây khai trương, đến lúc đó các ngươi có thể nếm đến thật nhiều ăn ngon. Lý Cường đem vài người cùng nhau mang về nhà, vừa lúc nhan sư phó đã làm tốt điểm tâm, nhan sư phó ở Tết âm lịch thời điểm, trở về tranh quê quán, hắn chủ yếu là đem quê quán vài mẫu đồng ruộng xử lý một chút, vốn dĩ tưởng chờ già rồi trở về, chính là hiện tại không cần hắn muốn ở tấn vương phủ đến lão quê quán đồ vật cũng không cần để lại hắn một hồi tới mấy cái hài tử liền nháo hắn làm điểm tâm làm cho nhan sư phó không cần thật là vui thuyết minh chính mình đồ vật làm hảo thế nào ăn ngon sao lý quý hỏi mấy cái đồng bọn điểm tâm này ăn ngon thật lý miễn mấy cái tiểu tử vừa ăn vừa nói còn nhìn những người khác đừng tới đoạt các ngươi mấy cái ăn từ từ đừng nghẹn còn có đâu Xảo chi nhìn này mấy cái hài tử, đúng là còn, Đại Phúc ca nói hôm nay thư viện sự tình liền phải xử lý tốt. Học viện sự tình đã làm tốt, các ngươi lại có ba ngày liền phải nhập viện, tới rồi nơi đó không phải sợ, chỉ cần có lý, không ai dám khi dễ các ngươi, nếu có người khi dễ các ngươi chỉ lo tới tìm Đại Phúc ca cùng ta biết không? Xảo chi nói, đã biết, tẩu tử. Mấy cái hài tử gật gật đầu, bọn họ liền biết tẩu tử là người rất tốt. Tiểu ca, ngươi thế nào mấy ngày có điểm rầu rĩ không vui xảo chi nhìn chính mình tiểu ca ca công tôn vũ nói là tiệm cơm tây tiến triển không hảo sao không có gì lạp nha đầu ngươi nói có hay không nữ hài tử kia như vậy không rụt rè đại thật xa chạy tới công tôn vũ thật đáng buồn lúc trước chính mình chính là nói với hắn hảo hảo chính mình không có khả năng cùng nàng ở bên nhau bởi vì hắn không thích bị trói buộc ai biết người nọ chạy tới kinh thành tới vẫn là một người dọc theo đường đi vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ ca sẽ không có nữ hài tử vì ngươi chạy tới đi Xảo chi trường lớn đôi mắt nhìn chính mình ca ca ân smith muội muội công tôn vũ cũng thật buồn bực chính mình liền đi tranh phiên bang cũng không có làm cái gì chỉ là ngày thường smith sẽ mang theo cái này nha đầu cùng tự mình cùng nhau nói xin ý du ngoạn lúc ấy cũng không có gì a à, chính mình cũng liền đem nàng coi như tiểu muội muội mà thôi ngay từ đầu liền đem nói rõ ràng nhưng này nha Tẫn nhiên trước hai ngày chạy tới cùng chính mình nói nàng trừ bỏ chính mình. Ai cũng chướng mắt, chính mình có thể không tiếp thu nàng, nhưng là không thể ngăn cản. Nàng theo đuổi chính mình, má ơi, chính mình như vậy ly kinh phản đạo người, bị nữ nhân này hành vi cấp dọa tới rồi. Smith muội muội, tiểu ca ca ngươi sẽ không ở phiên ban cùng nhân gia có một chân, hiện tại nhân gia chạy tới muốn ngươi phụ trách đi. Xảo chi phát huy tưởng tượng, phiên ban người chính là nhiệt tình bôn phóng nga, một đêm tình chính là rất nhiều đâu. Ngươi nói bậy gì đó? công tôn vũ trừng mắt nhìn một chút nha đầu này, ta là hạng người như vậy sao, ta lại phiên ban thời điểm liền cùng nàng nói rõ ràng, chính là hiện tại nàng chạy tới, ta thực bối rối. Vậy ngươi thích nàng sao? Xảo chi hỏi. Ta coi như nàng là ta bằng hữu muội muội. Công tôn vũ tuy rằng quái đảng, nhưng là hắn có nguyên tắc, mà cái này bằng hữu muội muội trước nay liền không phải hắn lựa chọn, huống chi hắn thật đúng là không tính toán thành thân, ít nhất không như vậy sớm thành thân, tuy rằng chính mình lại người khác trong mắt tính lớn tuổi, người lại nguyên tắc là tốt, nhưng là không thể chỉ lo nguyên tắc mà xem nhẹ mặt khác. Xảo chi nhìn cái này ca ca, từ nhận thức hắn tới nay, hắn đều là một cái phi thường tự tin người, giống như cái gì đều không làm khó được bộ dáng của hắn, như bây giờ sầu làm gì, còn không phải là bị nữ hài tử theo đuổi sao. Đúng rồi, kia cô nương hiện tại ở nơi nào, cốt xấu nhân gia cũng là công chúa, không bằng làm nàng trụ nhà ta, xảo chi muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử sẽ làm chính mình cái này tiểu ca ca như thế ưu sầu ở khách điếm ta mang ngươi đi đi ngươi đem nàng kế đó bất quá ở ta không có quyết định thời điểm bị cho ta chỉnh cái gì chuyện xấu tuy rằng chính mình muội muội nói không tồi chính là chính mình vẫn là không thể tiếp thu này chuyện tình cảm vẫn là không cần miễn cưỡng hảo cái này smith muội muội chính mình không chán ghét chính mình không chán ghét nữ nhân trừ bỏ chính mình người trong nhà thật đúng là đặc biệt một cái tính đến lúc đó lại nói hảo xảo chi nhìn đào hoa đào hoa đi sửa sang lại hoa mai viên làm công chúa đến lúc đó đi nơi đó cư trú hảo, đồ vật đều chuẩn bị cho tốt chút, lại bác hai cái hiểu chuyện nha đầu cấp công chúa sử dụng, đừng chậm trễ nàng. Xảo chi phân phó xong sau, liền cùng công tôn vũ đi khách điếm. Vũ ca ca, ngươi tới rồi. Một cái ăn mặc hồng y phục tóc vàng mỹ nữ, dùng xảo chi hiện đại người ánh mắt, đây là cái đại mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh, phật phòng quyến rũ, đặc biệt là cái này thượng nửa đoạn, thật là gợn sóng mãnh liệt a. À, ngoại quốc nữ chính là dáng người bổng bổng. Tiểu ca ca, ngươi chính là có phúc khí nga." Sảo Chi nhẹ giọng nói, trước lấy Công Tôn Vũ một cái mắt sát, Sảo Chi sờ sờ cái mũi, nhìn hai người hổ động, nhân gia cô bé không cao hứng. "Ngươi là ai a?" À? Dương nữ nhìn Sảo Chi hỏi, nàng nhưng chưa thấy qua Công Tôn Vũ đối cái nào nữ tử như vậy thân mật. "Ta là Công Tôn Sảo Chi." Sảo Chi nói, xem ra dấm kính vẫn là mang đại đâu. "Ngươi chính là ta ca nói cái kia kỳ kỳ nữ tử." Nói xong Dương nữ liền ôm Sảo Chi, cái này làm cho đi theo người đều sửng sốt, như thế nào lại người như vậy đâu. Vị này xinh đẹp mỹ nữ, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu. Xảo Chi cười nói, ở phiên bang như vậy ông chính là không có vấn đề, chính là ở chỗ này liền không giống nhau, đây chính là có vi lễ nghĩa. Nga, hướng, ta kêu Anna. Tóc vàng mỹ nữ nói. Anna, ngươi ở tại khách điếm cũng không được, không bằng cùng ta trở về trụ nhà ta đi. Xảo Chi nói, Nữ tử này chính mình cũng muốn quan sát một chút, thuận tiện nhìn nhìn chính mình tiểu ca. "Hảo a, các ngươi nơi này thật nhiều quy của ta cũng đều không hiểu đâu, ngươi có thể giáo giáo ta sao?" Anna hỏi. "Không thành vấn đề." Nói, làm người giúp Anna thu thập hành lý, mang theo Anna hồi Tấn Vương phủ, công Tôn Vũ ở nửa đường cùng hai người tách ra, tiệm cơm tây liền phải chuẩn bị cho tốt, chính mình nhưng đến Hảo Hảo trấn cửa ải, đến lúc đó lại làm muội muội lại đây nhìn xem, đặc biệt là phòng bếp sở hữu kiến tạo đều không có cái này phòng bếp tới sang quý, ngay lúc đó phòng bếp là xảo chi căn cứ hiện đại tiệm cơm tây phòng bếp làm cho, sao, cơm tây phòng bếp, xứng đồ ăn gian gì đó đều làm cho rành mạch, quy mô cũng. Phi thường đại 61. Phong quang Theo Anna trụ tiến tấn vương phủ, công tôn ngao cùng công tôn lão phu nhân nhìn cái này hoặc bác nữ hài, lòng tràn đầy vui mừng, bởi vậy đối với cái này nha đầu truy cứu chính mình tôn tử cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, bọn họ cũng là tương đối khai sáng, cái gì nữ tử rụt rè, chỉ cần không phải cái gì hạ tam lạm thủ đoạn bọn họ vẫn là có thể tiếp thu, bởi vậy công tôn vũ hiện tại là vì tránh né Anna chính là tấn vương phủ đều không tới, vẫn là xảo chi phái người kêu mới đến. Tiểu ca, nhà ta là có rắn độc mảnh thú vẫn là như thế nào, sẽ ăn người A, một cái đại lão gia, liền cái nữ nhân đều không bằng, thích liền thoải mái hào phóng thích, co rúng sợ đuôi làm gì đâu. Nhiều như vậy thiên còn tưởng không rõ, ta nhưng nói cho ngươi, ngày hôm qua anna chính là thu được hắn ca gửi thư muốn nàng trở về trong nhà cho nàng tìm một hộ nhà tính toán đính hôn người nếu thật thích nhân gia liền cho ta đem người lưu lại nếu không thích cho ta có bao xa lăng rất xa xảo chi tức giận nói mấy ngày nay nàng chính là xem ở trong mắt nhân gia anna vì phối hợp hắn chưa bao giờ xuống bếp người thế nhưng học nổi lên trù nghệ kia ngón tay nhỏ còn bị cắt rất nhiều lần nhưng mỗi lần này nam nhân nhìn một bộ không để bụng bộ dáng nhưng người ta vừa đi lại đau lòng tàn nhẫn còn cầm tốt nhất kim sang dược cho chính mình, làm đưa đi cấp Anna, thiết, nhân gia không chú ý hắn thời điểm, hắn kia đôi mắt nhỏ trộn nhìn nhân gia, còn tưởng rằng người trong nhà cũng chưa nhìn đến, như thế nào như vậy không khéo người ở cảm tình thượng liền như vậy thẹn thùng đâu, đâu giống nhà mình đại phúc, từ thích chính mình thời điểm, chính là đầy đủ thể hiện ra chiếm hữu dục, cũng không keo kiệt làm người biết hắn đối chính mình thích, như vậy kém lớn như vậy đâu. Nàng thật sự phải đi về đính hôn. Công tôn vũ nhìn chính mình muội muội xem nàng như vậy sinh khí, không giống như là đậu chính mình chơi. Đương nhiên, ngươi cho rằng nữ nhân có bao nhiêu thời gian có thể háo, Anna so với ta đều đại một tuổi đâu, ta đều hai hài tử, ngươi cho rằng nhân gia cha mẹ sẽ đồng ý nàng cùng ngươi cái này lão nam nhân háo sao? Xảo chi nói. Nhưng bọn họ cũng không thể không màng nàng cảm thụ, nàng lại không thích người kia. Công tôn vũ thư dạ nói. Không thích có biện pháp nào, nhân gia cha mẹ đính, ai làm nàng thích không thích nàng đâu. Xảo chi ra vẻ đáng tiếc nói. Ai nói không thích nàng? Công tôn vũ tức. Giận nói, chính mình như thế nào sẽ không thích đâu, từ nào đó góc độ đi lên giảng, cái này Anna vẫn là tương đối giống chính mình cái này muội muội, không làm ra vẻ, không giống kinh thành những cái đó quan gia tiểu thư, nhìn liền tưởng phun. Vậy ngươi thích nhân gia, còn như vậy đối nhân gia. Xảo chi cho hắn một cái xem thường. Ta không phải phải nghĩ kỹ sao. Công tôn vũ ngượng ngùng nói, kỳ thật hắn mấy ngày hôm trước đã nghĩ thông suốt, chỉ là ngượng ngùng, kéo không dưới mặt tới mà thôi. Đều nghe được. Xảo Chi hướng về phía Bình Phong mặt sau nói, công tôn Vũ lập tức nhìn về phía Bình Phong, chính mình bị lừa. Vũ, ngươi nguyên lai like là yêu ta, thật tốt quá. Nói liền tiến lên ôm công tôn Vũ, cũng hôn hắn một chút, như thế rất tốt, nhân gia công tôn Vũ mặt nháy mắt đỏ lên. Anna, đừng như vậy, người khác nhìn đến không tốt. Công tôn Vũ bất đắc dĩ nói, Anna, nơi này không phải các ngươi quốc gia, dân phong không có như vậy mở ra, ta hy vọng ngươi lại công chúng trường hợp vẫn là thu liễm một ít. Công tôn vũ nhưng không nghĩ nha đầu này bị người chỉ chỉ rõ rõ. Hảo, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sửa. Nói còn nhỏ điểu y người dựa vào công tôn vũ. Được, các ngươi hai cái, đừng buồn nôn, tú ân ái một bên đi. Xảo chi thật chịu không nổi, bất quá tiểu ca sự tình giải quyết thì tốt rồi, kế tiếp phỏng chừng chính là Anna người nhà vấn đề anna viết phong thư trở về nói cho ngươi ca ngươi nơi này sự tình đừng đến lúc đó bọn họ đính xuống tới từ hôn liền phiền toái không phải gạt ta lừa ngươi làm cái gì là smith tới tin nói hắn cha mẹ có cái này ý tưởng nếu hiện tại các ngươi sự đính xuống tới liền phải đánh mất bọn họ ý niệm đừng ra phiền toái hảo ta trở về viết vũ ngươi tại đây cơm nước xong đi ta gần nhất học sườn heo chua ngọt ăn rất ngon đâu cỏ cây đều nói ta xuất sư anna nói cỏ cây công tôn vũ nhìn nhìn chính mình muội muội nàng vẽ mặt táo bón dạng như thế nào như vậy giống lão thử kêu đâu anna không cần như vậy kêu lạp hảo khó nghe xảo chi không biết nói bao nhiêu lần ta cảm thấy tương đối thân mật sao hảo trước không nói ta đi viết thư nói xong liền ném xuống hai người đi viết thư đi nhìn anna rời đi hai người đều lắc đầu thật là chuyện này ngươi sớm một chút cùng cha mẹ nói nhân gia tốt xấu là công chúa nên có lễ tiết vẫn là phải có sảo chi nói đã biết đúng rồi tiệm cơm tây ngươi tính toán khi nào khai trương gần nhất thiêu đồ ăn sư phó cũng đã đúng chỗ sảo chi lấy ra tới thực đơn những người này cũng luyện tập một đoạn thời gian cũng không biết phù hợp hay không tiêu chuẩn ta ngày mai đi xem bọn họ thiêu đồ vật rồi nói sao nhan sư phó hẳn là đã đem đồ vật của hắn chuẩn bị cho tốt đi cũng không phải là sao ngươi không thấy được hắn nhìn phòng bếp gian cái kia hưng phấn dạng nếu không phải đào hoa các nàng ngăn đón phỏng chừng hắn đều phải ở tại kia, ngươi làm cho cái kia đại băng phòng thật đúng là không tồi, chỉ là này băng tổng phải dùng xong A. Tuy rằng nhà bọn họ có tiền, có thể từ địa phương khác vận lại đây, nhưng là phí tổn quá cao. Cái này yên tâm, ngày mai cho ngươi biến cái ma thuật, ngươi nhất định sẽ vui vẻ. Xảo chi cố ý úp úp mở mở nói. Liền ngươi cổ linh tinh quái. Công tôn vũ nhìn cái này mùi mùi sủng nịch nói. Ta lần trước nghe Gia Gia nói, hoàng thượng tưởng thành lập một cái bộ ngoại giao, nhưng là người được chọn làm hắn thực đau đầu đâu. Công tôn vũ nói, đừng để ý đến hắn, gia hỏa này lại muốn trình rập ta. Xảo chi không tước nói, trước hai ngày cái kia đại thúc hưng phấn chạy tới, nói hiện tại có rất nhiều ngoại tộc người tới chúng ta này bái phỏng, tính toán thành lập một cái chuyên môn bộ ngoại giao môn, phụ trách ngoại giao lui tới, tiếp chuyện cùng thương mậu giao lưu. Không phải lễ bộ có thể làm sao? Xảo chi lúc ấy chính là như vậy hỏi hắn ngươi liền không phải đến, hoàng đế đại thúc tẩn nhiên nói nhân gia lễ bộ gì đều không biết, chính mình giáo lâu như vậy đồ vật, không mấy cái học giống dạng, hắn nhìn phiền lòng, làm ta làm cái này bộ ngoại giao tổng quản, chỉ cần chỉ huy an bài liền hảo, còn có này bộ ngoại giao người được chọn đều từ ta tới đính, hắn không phải cho ta hạ bộ sao, này ngoại giao làm không hảo chính là muốn đánh giặc, người chết, hắn khi ta là nhiều hùng tâm tráng trí tới, ta chính là cái gia đình phụ nữ, giúp chồng dạy con thì tốt rồi, hắn đem chúng ta hai vợ chồng đương ngưu sử đâu, ta đại phúc ca vì giáo những người đó trồng trọt, liền nghĩ ngơi thiên đều không có, hắn lúc trước còn không biết xấu hổ nói, làm đại phúc ca mặc kệ sự đâu. Xảo chi ngẫm lại liền khí, cái này hoàng đế đại thúc nơi chống tính kế nhà mình người, đại phúc hiện tại chuẩn bị khoai tây mở rộng, hiệp trợ thái tử mỗi ngày đều phải đã khuya mới trở về, đại phúc ca lại là một cái nghiêm túc người, nghĩ đến có thể trợ giúp dân chúng, một lòng một dạ phải làm hảo. Này đối gian thương phụ tử liền nhưng kính khi dễ bọn họ hai vợ chồng. Chính là muội tử, ta cảm thấy như vậy không có gì không tốt, ngươi tưởng a, à, có cái chức quan trong người, lại có ai dám nháo sự, trực tiếp liền quan ra ngoài, còn có những cái đó phụ nhân, cái kia có thể so sánh ngươi uy phong, lại cho ngươi ra oai phủ đầu, ngươi trừu chết bọn họ, Công Tôn Vũ nói, cái này bộ ngoại giao không có gì không tốt, dù sao nàng là đầu, chọn mấy cái đắc lực người làm việc, có thể làm không tốt, hơn nữa nhà mình muội tử cũng có chính mình bản lĩnh công tôn gia rốt. Cuộc không phải lâu dài dựa vào, thụ đại phân chi, sau này như thế nào còn không biết đâu. Tiểu ca cảm thấy ta tiếp thu cái này chức quan tương đối thích hợp. Xảo chi nhìn chính mình tiểu ca ca, này nam nhân trừ bỏ chính mình chuyện tình cảm trị không được, mặt khác thời điểm vẫn là rất rõ ràng. Khi đương nhiên, ngươi làm quan, chúng ta tiệm cơm tây cũng là có tiền kiếm, ngày thường kia hoàng đế keo kiệt, tiếp đãi ngoại tân cũng sẽ không keo kiệt, ngươi đem yến hội phóng chúng ta tiệm cơm tây, ngươi nói chúng ta sẽ thế nào? công tôn vũ cười giang nói tiểu ca ngươi thật tài tình xảo chi cười nói đúng rồi chúng ta nếu không lộng cái khách sạn năm sao cấp làm ngoại tân trụ thoải mái cũng là rất quan trọng hai cái gian thương xấu xa cười nếu minh không cho bạc liền từ nơi này tới ngươi lại ngoại tân trên đầu sẽ không keo kiệt đi ngày mai ta tiến cung cùng hoàng đế đại thúc nói nói ra cung sau ta liền đi tiệm cơm tây ngươi làm cho bọn họ chuẩn bị tốt thuận tiện đến lúc đó đem nhà ta mấy cái hài tử cũng mang đi nếm thử mới mẻ nhan sư phó dọn ra đi sau cũng chưa ăn đến gì mới mẻ ngoạn ý xảo chi nói đã biết công tôn vũ vốn dĩ cũng muốn mang đám hài tử này đi chơi chơi hoàng đế đại thúc ngươi nếu muốn ta tiếp quản cái này bộ ngoại giao ngươi cho ta cái gì đặc quyền xảo chi hỏi nha đầu bộ ngoại giao ngươi được chọn toàn bộ từ ngươi tuyển định làm bất cứ chuyện gì hết thảy đều phải lấy quốc gia của ta ích lợi làm căn bản Hiên viên hoành nói. Ta yêu cầu dư thừa tài chính cây trụ, xảo chi nói. Cái này tự nhiên, ta còn không đến mức bên ngoài tân trên người keo kiệt đâu. Hiên viên hoành nhìn nha đầu này, phỏng chừng là trước đây bị chính mình lăn lộn sợ. Như thế nào chiêu đãi ngoại tân quyền lực hết thảy từ chúng ta bộ ngoại giao thống nhất quy hoạch, ngươi không chuẩn quá mức can thiệp. Xảo chi nói. Hành, chỉ cần ngươi cảm thấy như vậy là đúng liền có thể. Bất quá nha đầu ngươi phải biết rằng, chúng ta cũng là có hạng ngạch ta đây mặc kệ, nếu ta làm được khó chịu, ta liền bỏ gánh, chính ngươi nhìn làm, ta ghét nhất người khác làm ta làm việc còn rất nhiều hạn chế, kia không phù hợp phong cách của ta. Xảo chi ra vẻ rất có mặt bộ dáng nói. Thành, ngươi chỉ cần tiếp nhận bộ ngoại giao, hết thảy lớn nhỏ sự vụ chỉ cần không khác người, đều từ ngươi quyết định, yêu cầu cái gì tài nguyên chỉ lo mở miệng, mặt khác bộ chỉ cần có toàn lực phối hợp ngươi tổng được rồi đi. Thiên viên hoành nói. Này còn kém không nhiều lắm xảo chi gật gật đầu người được chọn quá mấy ngày ngươi nếu không thống nhất thông báo tuyển dụng đi thông qua văn bản cùng phỏng vấn hai cái phân đoạn tiến hành ta cũng không nghĩ người khác nói ta làm việc thiên tư lại an bài mấy cái tư cách lão đạo người cùng nhau phỏng vấn tương đối hảo này dù sao cũng là chính thức trường hợp học thức cùng eq đều là rất quan trọng chính trị ngôn ngữ chính mình không hiểu trừ bỏ một ít lễ tiết chính là những cái đó lão nhân chính là thực lành nghề quan trường chi đạo xem ra sau này chính mình bộ ngoại giao người còn muốn học học mấy thứ này 62. Cơm Tây Xảo Chi cùng Hoàng đế đánh thành hiệp nghị sau, liền rời đi đi tiệm cơm Tây, lúc này chính mình gia hài tử đều đã tới rồi, bao gồm nhà mình hai cái bướng bỉnh bao, này hai gia hỏa từ sẽ ngồi lúc sau, liền rất thiếu nằm, Xảo Chi vì thế cấp làm bảo bảo ghế, Xảo Chi phát hiện này hai cái tiểu tử không thể dùng thường nhân bồi dưỡng phương thức đi làm, tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng là vẫn là đem bọn họ đương choai choai hài tử đi đối đãi. Tức phụ, ngươi đã đến rồi lý đại phúc nhìn nhà mình tức phụ đi vào tới hắn đón đi ra ngoài đại phúc ca ngươi hôm nay như thế nào có thời giang a xảo chi thật vui vẻ đã lâu không có người một nhà cùng nhau tham dự hoạt động đã giáo xong rồi mặt khác bọn họ chính mình luyện tập đại phúc ôm tức phụ đi ngồi xuống được các ngươi hai cái nơi này có một đám hài tử đâu công tôn vũ nhìn hai phu thê nói hừ chính ngươi hảo bao nhiêu thật là đồ vật chuẩn bị tốt sao xảo chi hỏi đã hảo chúng ta đi nhà ăn đi xảo chi cùng đại gia cùng đi tiệm cơm tây nơi này so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại lúc ấy chính mình chỉ là cho bản vẽ nhưng là không có chân chính đi xem qua dù sao có tiểu ca nàng cũng không cần nhọc lòng ngẫm lại chính mình kiếm tiền cũng là tương đối dễ dàng ra hiến kế đại bộ phận đều là người khác đi làm tẩu tử này trên bàn như thế nào như vậy nhiều nĩa cùng chậu a nhị nha nói. Cơm tây là có rất nhiều chú trọng, các ngươi chờ một chút ta tới giáo các ngươi, các ngươi hảo hảo học, về sau chính là muốn các ngươi dạy người. Xảo chi nói, hơn nữa đem bọn tiểu nhị cùng nhau gọi tới, khai trương trước vẫn là muốn huấn luyện, vì thống nhất trang phục, xảo chi toàn bộ dùng bạch vải bông làm áo sơ mi kiểu dáng, cái này niên đại không có làm tây trang mặc liêu, xảo chi cấp đại đường giám đốc chính là trưởng quầy, làm tới đường trang, tuy rằng kỳ quái điểm, nhưng là vẫn là không tồi. Tẩu tử, ăn cơm tây như vậy phiền toái. Nhị nha nhưng không thích như vậy phiền toái sự tình đâu. Ngươi này tiểu nha đầu, tốt nhất lập tức ăn đến miệng đâu. Xảo Chi cười nói. Hảo thượng đồ ăn đi. Xảo Chi nói, cơm tây giống nhau chia làm tứ đại loại hoặc năm đại loại, này phân biệt là khai vị đồ ăn, canh, salad, hải sản, thịt loại, điểm tâm, khai vị đồ ăn xem tên đoán nghĩa, làm người khai vị, lấy hàm hoặc toan là chủ, số lượng không nhiều lắm, nhưng là chất lượng rất cao nga chờ một chút các ngươi có thể nhấm nháp một chút. Tẩu tử này cũng quá chú trọng đi. Lý Cường nói. Đây là ăn một cái tinh xảo, một cái cách điệu, các ngươi về sau thói quen sẽ thích, Anna hẳn là cũng ăn qua đi. Xảo Chi nói. Chúng ta lấy tuy rằng cũng có giao nĩa, chính là giống như không có như vậy chú trọng. Khi đương nhiên, rất nhiều đều là tiến hóa có được không, đồ vật cũng là dần dần gia tăng, đâu giống nhân gia là xuyên qua, trực tiếp tới nguyên bộ thực mau tiểu nhị cho mỗi cá nhân chuẩn bị một phần khai vị đồ ăn là thập cẩm đầu bồn phân cách thả vài loại đồ ăn có ướp trái cây cá trứng nhìn qua chính là tương đối tinh xảo các ngươi nếm thử xem hương vị hẳn là không tồi xảo chi cái thứ nhất ăn dùng nĩa cho đại gia làm làm mẫu mọi người xem xảo chi cũng đi theo học tẩu tử mấy thứ này ăn ngon thật bên ngoài đều không có ăn qua nhị nha vui vẻ nói khi đương nhiên thứ này bên ngoài nếu có thể tìm được mới là lạ đâu. Đối với xảo chi tới nói, này hương vị không phải đặc biệt hảo, nhưng cái này niên đại liền không giống nhau, đơn giản nấu nướng nào có như vậy tinh xảo cách làm tới ngon miệng, hơn nữa phối liệu gì đó có thể nói đều là nhập khẩu, có thể không hảo sao. Tiếp theo tiểu nhị lại thượng súc kem nấm, lại là tươi ngon đồ vật, đương nhiên các vị nhất định sẽ hỏi, hai cái bướng bỉnh bao đang làm gì, xảo chi vì bọn họ phiền toái làm ầm ĩ đầu tiên cho mỗi người tắt một khối tiểu bánh kem, làm cho bọn họ đi gặm, hiện tại canh nấm lên đây, làm nha đầu cấp uy một ít, này hai tiểu tử vui vẻ đôi mắt đều nhìn không thấy, xảo chi xem bọn hắn, bọn họ có phải hay không quá béo, xem ra về sau muốn giảm béo, có người làm như vậy mẹ nó sao, nhân gia đó là nải béo. Được không, hiện tại liền nghĩ giảm béo. Kế tiếp chính là sa lát lạp, hải sản, thịt loại, sa lát dù sao là tùy ý làm cho, rau dưa trái cây đều có, hải sản bởi vì vật tư có chút thiếu thốn, chỉ lộng một ít cá biển, vỏ sò là một cái lẩu thập cẩm, không có cách nào, cái này niên đại biển sâu vớt thật đúng là không cái này kỹ thuật, thịt loại liền nhiều, có bò bít tết, sườn heo, gà bài, vịt bài, xảo chi làm đều chuẩn bị, chỉ là mỗi loại đều là chút ít, hôm nay chủ yếu cũng là nhìn xem đầu bếp trình độ, một đám người ăn vui vẻ vô cùng, bởi vì ăn thịt phải dùng đến đao, lúc ấy chính là đem một đám người làm cho đầu hãng. Bất quá cũng may xảo chi kiên nhẫn dẫn đường, một đám người cũng cho là cái tiểu nhạc đệm. muội tử, thứ này thật đúng là không tồi, tuy rằng trình tự làm việc trường ra một chút, nhưng là làm người có loại chờ mong, chờ mong kế tiếp là cái gì? Công Tôn Vũ nói. Đúng vậy, cỏ cây, cái này tuy rằng cùng chúng ta kia tương tự, chính là này tiệm cơm Tây chính là đồ vật thật tốt nhiều đâu, ta đều một chút ăn no căng. Anna nói. kia cũng thật đáng tiếc, chờ một chút còn có điểm tâm ngọt Nga, không biết các ngươi đến lúc đó còn ăn không ăn được. Xảo Chi cười nói, nàng chính là không có ăn nhiều, có một ít đều là cho đại phúc ăn, dù sao nhà nàng đại phúc ăn uống nhưng đại, xảo chi lo lắng hắn có hay không ăn no đâu, sau đó lại hỏi đại gia sao, cấp mấy nam nhân điểm hải sản mặt, đừng đến lúc đó ăn không đủ no liền không hảo. Thấy đại gia ăn không sai biệt lắm, tiểu nhị hỏi muốn hay không thượng điểm tâm ngọt, xảo chi gật gật đầu, chỉ chốc lát sau liền đưa tới cu điên, quả táo vòng, còn có cải tiến bánh tác trứng, mấy cái hài tử ăn thị phi thường vui vẻ, chính là hai bảo bối cũng ăn một chút, đặc biệt là quả táo vòng bọn họ đặc thích. Một đám người ăn xong đồ vật sau, ai u, hôm nay chính là ăn no căng, không được, chờ đứng lên. Công tôn vũ tuy rằng là lão bản cũng là hưởng qua những cái đó đồ ăn, nhưng là không có một lần có hiện tại ăn như vậy thoải mái, thích ý, cảm thấy là một loại hưởng thụ. Các ngươi Nga, cho các ngươi ăn ít điểm, đều khống chế không được. Xảo chi cười cấp nhị nha xoa bụng. Nhân gia cảm thấy ăn ngon sao? Nhị nha đà đà nói. Tiểu thèm miêu điểm điểm tiểu nha đầu cái mũi đại phúc ca ngươi ăn no sao xảo chi sợ chính mình tướng công còn không có ăn no ăn no thứ này chính là mỗi phân lượng quá ít đại phúc nói cái này chính là như vậy bởi vì chủng loại tương đối nhiều nếu đều ăn qua tới nói quá nhiều liền sẽ ăn không hết kia cũng là một loại lãng phí còn có chính là chúng ta chính là thí đồ ăn về sau cấp khách hàng chúng ta sẽ căn cứ nhân số cho bọn hắn làm đề cử đặc biệt là phần ăn loại này đó khẳng định ăn no Quá nhiều chính mình cũng kiếm không đến tiền A, à, mỗi dạng đồ vật phí tổn nhưng không thấp đâu. Ta xem đại phúc ngươi về sau liền chọn thịt ăn, quảng no. Công tôn vũ treo gẹo nói. Tiểu ca, ngươi tính toán khi nào khai trương, này đó đồ ăn ta nhìn đã không sai biệt lắm, bọn tiểu nhị phục vụ cũng là thực đúng chỗ. Xảo chi nói. Ta tính toán tháng sau mùng 1 khai trương, trong khoảng thời gian này làm đại gia lại đem học luyện tập một chút, Smith tháng sau cũng sẽ lại đây thuận tiện cho ta đem tài liệu cũng cùng nhau mang lại đây, như vậy ít nhất nửa năm nội tài liệu là không thiếu. Công Tôn Vũ nói. Khi thành, đúng rồi, Anna, ngươi có hay không viết thư đi trở về? Xảo Chi hỏi. Viết, đã đưa trở về Anna nói, hiện tại nàng so với ai khác đều cao hứng. Chờ chúng ta tiệm cơm tây vào quỹ đạo sau, làm tiểu ca bồi ngươi trở về một chuyến, Xảo Chi nhìn hai người nói. Ân, cha mẹ ta đây đã nói qua, bọn họ bắt đầu xuống tay làm chuyện này tình công tôn vũ nhìn bên người tiểu nữ nhân nói đến từ ngày hôm qua hai người đính xuống sau giống như cái này tiểu nữ nhân trở nên thẹn thùng anna ngươi vẫn là làm chính ngươi tương đối hảo ta ca tựa như thích như vậy ngươi xảo chi cũng đã nhìn ra chính là các ngươi quốc gia nam nhân không phải thích ôm nhu người sao anna khó hiểu hỏi cỏ cây liền rất ôn nhu nhưng là lại cùng những cái đó tiểu thư không giống nhau khai phá hỏa thời điểm phát hỏa nên bá đạo thời điểm bá đạo cùng chính mình biết đến hài tử thật không giống nhau nếu ta tiểu ca thích như vậy đã sớm thành thân ngươi vẫn là hoạt bát tốt hơn xảo chi nói thật sự anna nhìn xem công tôn vũ đúng vậy thật tốt quá trang hảo vất vả nga anna lộ ra thoải mái đồ ngốc công tôn vũ uống xảo chi đều bật cười lý đại phúc nhìn chính mình tức phụ hắn liền thích như vậy tức phụ muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười, còn rất có chủ trương, làm chuyện gì đều sẽ suy xét đến chính mình người nhà. Đại Phúc, ngươi có thể hay không không cần như vậy buồn nôn, nhìn Đại Phúc kia sủng nịch ánh mắt, thật là chịu không nổi. Tiểu ca, ngươi về sau cũng sẽ như vậy, khả năng so với ta còn muốn quá Nga. Lý Đại Phúc nói, còn nói chính mình đâu, căn cứ tức phụ nói, Anna bọn họ chính là thực mở ra, về sau không biết này hai người ở chung có thể hay không che lấp đâu, nghĩ Đại Phúc liền cảm thấy hảo chơi, công tôn vũ tuy rằng bất cần đời, nhưng là có chút phương diện vẫn là thực bảo thủ, liền sợ hắn đến lúc đó bị này nhiệt tình tiểu thê tử đánh vỡ hắn giới hạn đâu. Cơm tây ăn qua sau, xảo chi cùng đại phúc dù sao khôi phục bình thường đi làm việc, mấy cái tiểu nhân tắt thi thoảng đi tiệm cơm tây cọ ăn, bởi vì mọi người đều rất quen thuộc, cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là cần thiết phải có người mang theo. Một khắc mặt, hoàng đế thánh chỉ cũng hạ đạt, xảo chi là bộ ngoại giao bộ trưởng, sau đó phía dưới quan viên tắc có xảo chi, thái tử, thừa tướng, lễ bộ cùng nhau tiến hành giám thị, có tỉ thí cùng phỏng vấn, này tin tức vừa ra, cả nước quan động, rất nhiều người cho rằng ra khoa thí liền không có khảo thí, làm quan cũng không dễ dàng, hiện tại cái này bộ ngoại giao lại làm đại gia phi thường vui vẻ, kia cũng là cái quan, nghe nói là tiếp đãi ngoại ban quan viên, thuộc về độc lập với triều đình bộ môn, bởi vậy báo danh nhân số chưa từng có nhiều, bài thi dù sao xảo chi ra một bộ phận, mặt khác đều là thái tử bọn họ làm. Cho, bởi vì khảo thí nghiêm khắc tính, Bài thi cuối cùng là từ chuyên gia trong giữ. 63. Bệnh thủy đậu Bộ Ngoại giao thành lập, tiến vào triệu tập dự thi giai đoạn, bởi vì lần này Lý Cường cũng tham gia, bởi vậy xảo chi cũng không có tham gia thi viết giám thị. Tẩu tử, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Lý Cường nhìn chính mình tẩu tử nói. Nói cái gì đâu, ta tốt nhất đừng tham gia loại này giám thị đâu, làm ta cảm thấy phiền lòng, nhưng thật ra ngươi không cần có áp lực, bình thường phát huy liền hảo, những cái đó tri thức điểm đều là ngươi ngày thường học xảo chi nói lần này lý gia lý quý không có tham gia là bởi vì hắn muốn làm võ quan tòng quân đi đối với điểm này xảo chi không có ý kiến chỉ là thượng chiến trường còn phải chờ về sau lại nói bởi vậy thác gia gia đem tiểu tử đưa đến quân doanh đi tôi luyện được đến tin tức là tiểu tử này ở quân doanh một chút đều không sợ khổ cùng một đám già trẻ đàn ông hỗn đến cũng không tệ lắm như vậy xảo chi cứ yên tâm các ngươi này mấy cái tiểu tử dần dần trưởng thành đều có chính mình chủ trương, bất quá ta nhưng cùng các ngươi giảng, nhị thúc kia một mạch các ngươi đến sớm một chút cho ta sinh cái tiểu nhân ra tới, ta hảo giúp đỡ mang. Xảo chi nhìn Lý Cường, tiểu tử này cũng nên tới rồi làm mai tuổi tác, tuy rằng chính mình lại giúp hắn chắn rớt những cái đó dụng tâm kính đáo người, nhưng là có một chút nàng là có thể cho bọn hắn chính mình tìm tức phụ, thời gian không thể lâu lắm, Lý Gia Thôn nơi đó có chút cùng Lý Cường cùng tuổi đều đã làm mai, sang năm liền phải thành thân, tuy rằng cảm thấy còn quá sớm, nhưng là trước đến xuống tới luôn là tốt tẩu tử ta đều còn không có lập nghiệp đâu như thế nào thành gia a à, đến lúc đó lấy cái gì nuôi sống tức phụ cùng hài tử lý cường gần nhất cũng thực đau đầu lý gia thông tin giống như kích thích tẩu tử nhân gia đến hôn cùng chính mình lại cái gì quan hệ sao ta không bức ngươi nhưng là sang năm qua đi ngươi đến cho ta tìm đi lên ta cùng đại ca ngươi nhưng đối với đến khởi nhị thúc nhị thẩm xảo chi nói đã biết lý cường bất đắc dĩ nói Lý Phú ở bên cạnh trộm cười, chính mình dù sao còn nhỏ, tổ tử cũng sẽ không thúc giục chính mình đâu, chờ chính mình lại hưu nhàn mấy năm lại nói, hơn nữa hắn tính toán chờ tuổi tác không sai biệt lắm, hắn làm ngoại phóng quan, lại tiêu giao mấy năm, chờ 20 tuổi trở về thời điểm, lại thu xếp, xem ra cái này phúc hắc tiểu gia hỏa đã làm tốt tính toán. Còn có ngươi tiểu gia hỏa này, đừng cười trộm, nhị nha mỗi ngày đều cùng vũ hoàng tử trộn lẫn khởi tổng không phải biện pháp, tuy rằng ta là tính toán thuận theo tự nhiên lạc, nhưng là này hoàng gia vẫn là thực làm đầu người đau. Xảo chi đến bây giờ vẫn là mâu thuẫn hoàng gia hôn nhân, cái này nhị nha cũng là vô tâm không phổi tới cực điểm, xảo chi cũng không biết nói như thế nào, lại không thể nói toạt, hiện tại này vũ hoàng tử đối nàng cũng là thực dụng tâm, nhưng tương lai đâu, ai xảo chi phát hiện hiện tại giống như càng ngày càng nghĩ nhiều, làm nhà mình tướng công đã biết, lại muốn nói. Tẩu tử, ngươi cho rằng ta không nghĩ a à, ta cũng tưởng đem người này ly nhị nha xa một chút, chính là nha đầu này có đôi khi nói nói muốn hắn quyết liệt chính là không lâu đã bị tên kia dăm ba câu cấp lừa đi trở về lý phú cũng rất là buồn rầu mỗi lần nhìn đến vũ hoàng tử kia đắc ý cười liền tưởng trừu hắn tẩu tử nhị nha sự tình ngươi liền không cần nhiều nhọc lòng này vũ cũng không phải cái gì người xấu nhà của chúng ta vị trí hiện tại cùng tương lai chúng ta thành tựu nhất định là nàng cường hữu lực cây trụ lý cường nói hắn cảm thấy cái này không có gì hảo phiền não nhưng giống như người trong nhà luôn là rối rắm điểm này, cái này ngày thường làm việc thông minh ổn trọng tẩu tử, đụng tới nhị nha sự tình cứ như vậy mơ hồ. Hảo đi, chúng ta tạm thời trước nhìn xem đi, xảo chi cũng thực bất đắc dĩ, muốn tìm tướng công cầu ôm một cái. Không đợi hắn yêu cầu ôm một cái, nhà nàng hai cái bảo bối xuất hiện, a a a kêu cái không ngừng. Các ngươi này hai tiểu tử, không biết đi nghỉ ngơi, đến nơi đây làm gì đâu. Xảo chi ôm quá một cái tiểu tử hôn một cái, lại ôm một cái khác cũng hôn một cái này hai tiểu tử hiện tại không thể nặng bên này nhẹ bên kia nếu không nhất định sẽ làm ầm ĩ cái không ngừng thân xong hai cái tiểu tử cũng thái bình này hai tiểu tử hôm nay như thế nào còn không ngủ trưa a à? xảo chi nhìn hoa lan hỏi hiện tại từ hoa lan cùng cúc hoa chuyên trách chiếu cố hai đứa nhỏ đào hoa cùng hoa mai đi theo nhan sư phó học tập điểm tâm chính mình bên người dù sao có mấy cái ma ma chiếu cố hơn nữa này mấy cái ma ma cũng không phải là cái gì giống nhau ma ma đều là có trên tay công phu chính mình cũng không tính toán tìm tiểu cô nương hầu hạ không phải chính mình không có tin tưởng mà là tỉnh phiền toái trong nhà bởi vì nhân thủ vấn đề lại mua người một nhà gia gia nhân này hiện tại đều ở phòng bếp làm giúp hơn nữa đều là nam hài tử vừa lúc trong nhà chúng tiểu tử cũng cần phải có đồng bọn liền chọn hai cái tiểu một chút đi theo bảo bối tiểu hòe cùng tiểu hoa đâu xảo chi hỏi hôm nay này hai cái tiểu gia hỏa giống như có chút không thoải mái trên người đều có bệnh sởi ta sợ bọn họ lây bệnh cấp tiểu thiếu gia, khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Hoa Lan nói đến. Bệnh sởi, làm đại phu đi nhìn sao? Xảo chi có loại điềm xấu dự cảm. Khương Tẩu Tử nói, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cúc Hoa nói. Hoa Lan, lập tức kêu đại phu tới, sau đó tiểu thiếu gia cùng trong nhà mặt khác hài tử tạm thời không quan trọng các bảo bối sân, vì để ngừa vạn nhất, này hai cái tiểu tử trước đưa đến thiên viện, chờ xác nhận cái gì vấn đề lại làm cho bọn họ ra tới. Xảo Chi phân phó nói. Còn có các ngươi mấy cái, cho ta lập tức trở về phòng, làm ma ma ở trong nhà trước hôn giấm. Xảo Chi lập tức phân phó nói. Hoa Lan đem tiểu thiếu gia buông, liền đi tìm quản gia. Tẩu tử, có phải hay không có chút khẩn trương quá mức? Lý Cường nói. Ta hy vọng là ta nghĩ nhiều, nhưng nếu thật là ta tưởng như vậy, chính là sẽ lây bệnh. Các ngươi mấy cái cho ta lập tức về phòng đi. Xảo Chi phân phó nói, sau đó đi xem Khương gia hai đứa nhỏ. Vương Phi. Khương Thiếm nhìn đến xảo chi lại đây, cấp hành lễ. Đều khi nào, hai hài tử thân thể không tốt, như thế nào không thỉnh đại phu. Xảo chi hỏi, sau đó đi đến hai hài tử bên người, nhấc lên góc chăn, tay nhỏ đã ra bệnh thủy đậu, thật là bệnh thủy đậu. Tẩu tử, hiện tại làm mọi người không cần lại tiếng cái này nhà ở, gần nhất ngươi liền không cần đi ra ngoài làm việc, chiếu cố này hai hài tử, sở hữu quần áo, ta sẽ làm người nấu nước tiến vào toàn bộ tiến hành rửa sạch phao năng, phơi hảo. Xảo Chi nói xong, mặt khác trong phòng hương giấm, ta sẽ làm người đem đồ vật đưa tới. Vương Phi, này hai tiểu tử sẽ không có việc gì đi. Khương thẩm nóng nảy. Ta còn không rõ ràng lắm, chờ một chút đại phu tới, xem hắn có biện pháp nào không, nếu không có, ta nơi này có cái phương thuốc tử, vạn bất đắc dĩ lại dùng. Xảo Chi nói, chính mình từng nay nhìn đến một cái phương thuốc cổ truyền, hiện tại đến trở về viết xuống tới. Cảm ơn Vương Phi. Xảo Chi rời đi bọn họ vườn sau đó làm nha đầu lấy tới nước ấm chính mình đi tắm rửa gian tắm rồi thay đổi quần áo từ hôm nay trở đi nhà của chúng ta người không thể tùy tiện xuất nhập phàm là có nóng lên hiện tượng nhất định phải tới nói cho ta đừng lầm đại sự xảo chi nói còn có các ngươi mấy cái mấy ngày nay trước cách ly xác nhận một chút nếu không có vấn đề ta đem các ngươi đưa đến công tôn gia đi người trong nhà sở hữu quần áo đều cho ta phơi tẩy giấm cả ngày cho ta huân xảo chi nói quản gia đi đem vương gia kêu trở về, chuyện này không có khả năng chỉ có nhà của chúng ta có, trong kinh thành muốn bài ra một chút, nếu đại diện tích phát sinh, sẽ chết người. Xảo chi làm quản gia đi xem xem. Tức phụ, làm sao vậy, ngươi như vậy nóng vội. Lý Đại Phúc đang cùng thái tử ở bên nhau. Tiểu hòe bọn họ sinh bệnh, này bệnh sẽ đại diện tích lây bệnh, trong thành hẳn là có hài tử cũng được, chỉ là đại gia không chú ý, yêu cầu hoàng đế phái người đi tra tra. Xảo chi cùng Đại Phúc nói vương phi thật là như vậy thái tử tiến vào thái tử ngượng ngùng ta không thấy được xảo chi nói không có quan hệ việc này cấp bách các ngươi mấy cái đi trong thành các gia y quán trước nhìn xem có hay không nóng lên hài tử trên người có bệnh thủy đậu đều là xử lý như thế nào thái tử đối bên người người ta nói nói ta tiên tiến cung đi theo phụ vương nói một chút thái tử nói xong liền rời đi đại phu nhà ta kia hai tiểu tử thế nào loại này bệnh phía trước cũng là gặp qua bất quá đều là không dược trị liệu có chút hài tử thân thể hảo có thể kháng qua đi có chút liền không được ta chỉ có thể khai chút thuốc hạ sốt đại phu nói đại phu ta này có cái phương thuốc tử ngươi nhìn xem có thể hay không dùng nếu có thể sử dụng phiền toái ngươi dựa theo cái này bốc thuốc xảo chi nói lấy ra chính mình phương thuốc tử đại phu nhìn bên trong dược ta như thế nào không nghĩ tới vương phi ta lập tức đi phối dược này hai cái tiểu tử, lão phu tưởng tự mình kháng hộ nhưng hảo. Tự nhiên, vậy phiền toái đại phu. Xảo chi tốt nhất đâu, tuy rằng cũng sẽ có thái y tới, chính là những người này nhiều ít có chút mắt chó xem người thấp, đặc biệt là trong nhà một cái hạ nhân, bọn họ mới sẽ không như vậy tận tâm. Thái tử trở về báo cáo chuyện này không có bao lâu, đi điều tra người liền đã trở lại, nói gần nhất hai ngày, đi y quán xem bệnh nóng lên hài tử liền không dưới 20 cái, hơn nữa đều có bệnh sởi xuất hiện, cái này còn chỉ là tới xem bệnh người, không thấy bệnh còn không biết. Vì thế, hoàng đế cùng thái tử tự mình đi tranh tấn vương phủ, hoàng thượng. Xảo chi cùng đại phúc đều được lễ. Nhà đầu sao lại thế này, này bệnh nghiêm trọng sao? Hiên viên hoành hỏi. Ân, ừ, nếu khống chế không hảo liền sẽ nghiêm trọng, ta đã khai phương thuốc, cho ta gia hai tiểu tử trước thí nghiệm một chút, nếu được không, nhưng thật ra có thể cho đại gia đi dùng, không được đến lại tìm phương pháp. Xảo chi nói, mặt khác phàm là trong nhà có sinh bệnh tiểu hài tử đều phải cách ly, sở hữu dùng quá vật phẩm đều phải dùng nước sôi năng quá, bạo phơi, không có người bị bệnh da, cũng muốn ở trong nhà huân giấm, bạo phơi đồ vật. Xảo chi chỉ có thể đem chính mình biết đến nói cho hoàng đế. Thái tử, chuyện này ngươi đi xử lý, thật sự không được, đem sinh bệnh hài tử tập trung đến một cái thống nhất địa phương, mọi người đều phải chú ý. Còn có bệnh sở chảy ra thủy ngàn vạn đừng chạm vào, kia đồ vật vẫn là sẽ lây bệnh. Xảo chi nói, Ta chờ một chút làm trong nhà nữ quyến khâu vá một ít khẩu trang, làm đại phu nhóm chạy chữa thời điểm mang theo, đồng thời ta còn sẽ lấy ra bộ, chỉ là thứ này khả năng không tốt lắm lộng. Cái này ngươi yên tâm, ngươi đem bản vẽ yêu cầu họa ra tới, ta tới an bài. Thái tử nói. 64. Bệnh thủy đậu nhị Xảo chi cùng đại gia đem những việc cần chú ý đều thuyết minh rõ ràng, sau đó mang theo người trong nhà chế tạo gấp các khẩu trang, làm người đem khẩu trang đều mang lên, bao gồm hai cái tiểu tử ngay từ đầu còn không chịu mang, là xảo chi phát giận, mới mang lên. Các ngươi hai tiểu tử, cả ngày muốn ra bên ngoài chạy, cái này hảo, tiểu hòe cùng tiểu hoa ca ca bị bệnh, các ngươi lại không thành thật, ta liền không để ý tới các ngươi. Này hai tiểu tử quan sát một đoạn thời gian, không có phát xuất hiện tượng, cũng không có ra bệnh thủy đậu, xảo chi cũng tương đối yên tâm, trong nhà mặt khác mấy cái hài tử cũng là tương đối tốt, không có vấn đề, xảo chi liền đem bọn họ đều đưa đến biệt viện đi, vốn đang tính toán đưa công tôn gia, chính là rốt cuộc công tôn gia cũng có hài tử, còn có mang thai tẩu tử, hiện tại nhìn không ra phát bệnh, nhưng cũng là sợ đừng đến lúc đó bệnh khuẩn có thời kỳ ủ bệnh liền không hảo. Các ngươi lại thôn trang cũng không cần chạy loạn, ở thôn trang mang theo. Căn cứ Lý Đại Phúc biết, thôn trang phụ cận còn không có nha xuất hiện hài tử có nóng lên cùng ra bệnh thủy đậu, như vậy xảo chi cũng yên tâm, nhưng là mặc kệ thế nào, dự phòng vẫn là muốn, cũng chuyên môn tìm một cái thái y đi theo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tức phụ, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta hài tử sẽ không có việc gì. Lý Đại Phúc nhìn mệt đến quần thâm mắt đều ra tới xảo chi. Ta biết, thái tử nơi đó có phải hay không đã đem sinh bệnh hài tử đều phóng tới cùng nhau. Xảo chi hỏi. Đúng vậy, bao gồm quanh thân một ít không có tới xem bệnh, như vậy linh tinh vụn vặt có 50 cái hài tử. Lý Đại Phúc nói. Có chuyên gia chiếu cố sao? Xảo chi thật đúng là không yên tâm. Chết bất luận cái gì một người, người nhà đều sẽ thực thương tâm. Có, thỉnh mười mấy lão phụ nhân, đều là có phương diện này chiếu cố kinh nghiệm, người phương thuốc thái y kia cũng làm cải tiến. Lý Đại Phúc nói, hiện tại hài tử trạng huống đều còn tương đối ổn định. Vậy là tốt rồi, tiểu hòe cùng tiểu hoa hiện tại tình huống ổn định đi. Xảo Chi nói, đã ổn định, Đại Phu nói cũng là hắn gặp qua khôi phục nhanh nhất. Chỉ là hài tử ngứa khó chịu, căn cứ ngươi nói, mỗi cái hài tử tay đều cấp mang theo bao tay cùng cố định sợ bọn họ cào lý đại phúc nói ân không biết nhà của chúng ta kia mấy cái hài tử thế nào vì chiếu cố này mấy cái hài tử đào hoa cùng hoa mai cũng bị chính mình kêu trở về đi chiếu cố bọn nhỏ này mấy cái hài tử chỉ cần có ăn bọn họ là sẽ thực ngoan ngoãn tức phụ ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi xem lý đại phúc đau lòng muốn chết vì thế làm chính mình tức phụ nằm xuống bồi trong chốc lát nhìn tức phụ ngủ rồi hắn mới rời đi hắn muốn tìm thái tử kỳ thật có chút hài tử lại phát hiện thời điểm đã rất nghiêm trọng ngày hôm qua liền có một cái đã không có chịu đựng đã chết thi thể là bị hỏa táng lúc ấy xảo chi cũng nói không thể dùng thổ chôn như vậy còn sẽ lây bệnh gia nhân này gia cũng coi như thông tình đạt lý rốt cuộc này muốn ảnh hưởng mặt khác hài tử thái tử lý đại phúc nhìn thái tử ngươi đã đến rồi ngươi tức phụ kia không có việc gì đi. Thái tử hỏi. Không làm nàng biết, bằng không tức phụ lại phải thương tâm. Lý Đại Phúc biết, chính mình tức phụ phi thường lo lắng này đó bọn nhỏ. Các ngươi kia đưa tới khẩu trang cùng bao tay cũng đã phát đi xuống, xem ra vẫn là thực dùng tốt. Thái tử nói, ta kêu ngươi tới, là bởi vì khoai tây cả nước mở rộng sự tình, không thể bởi vì chuyện này trì hoãn, ta hiện tại muốn xen vào nơi này sự tình, muốn cho ngươi đi mở rộng. Hiện tại cái này tình huống, ta không cho rằng rời đi gia là tốt. Lý Đại Phúc nói, ta biết, ngươi có thể mang theo tức phụ hài tử cùng đi, thuận tiện cũng dẫn bọn hắn đi ra ngoài giải sầu, chờ các ngươi trở về phỏng chừng cũng đã kết thúc, đến nỗi cụ thể tình huống ngươi tức phụ cũng sẽ không biết quá nhiều. Thái tử nói, ta đây đến đi theo tức phụ nói một chút, nếu không có vấn đề nói, ta sẽ mang cả nhà cùng đi. Lý Đại Phúc cảm thấy mang theo tức phụ đi ra ngoài cũng là không tồi lựa chọn ít nhất tức phụ đi theo chính mình vẫn luôn vội sự tình trong nhà cũng không có hảo hảo giải sầu thái tử được đến tình báo này bệnh thủy đậu chỉ là bọn hắn nơi này xuất hiện địa phương khác không có loại này hiện tượng bất quá phương thuốc cũng đã phân phát cho các nơi vạn nhất phát sinh có thể lập tức xử lý cũng làm người ở các nơi tuyên truyền bệnh thủy đậu tương quan tri thức đừng làm cho những cái đó người nghèo trì hoãn hài tử trị liệu hoàng đế còn phát hạ mệnh lệnh chỉ cần là loại này bệnh đến huyện nha huyện nha sẽ miễn phí tìm đại phu trị liệu này cũng làm dân chúng một. Vui vẻ, rốt cuộc người nghèo xem bệnh thật đúng là kinh thường. Ngươi là nói thật. Xảo Chi không thể tin được hỏi, chính mình đi vào nơi này mấy năm nay nhưng không có đi qua nhiều ít địa phương, nhưng thực hiện hiện tại có cơ hội đi ra ngoài, nàng tự nhiên vui vẻ, chỉ là trong nhà hai đứa nhỏ, nàng không yên tâm. Ta đã cùng quản gia nói qua, bất luận cái gì yêu cầu đều làm hắn vô điều kiện đi làm được, Lý Đại Phúc nói. Ta cũng cùng Khương Thím nói qua, làm nàng chú ý hai hài tử khương thím làm ngươi yên tâm đi nàng sẽ chiếu cố hảo hai đứa nhỏ tức phụ đối trong nhà bất luận kẻ nào đều giống người một nhà giống nhau chỉ là loại này thực khoai tây vẫn là phải tiến hành rốt cuộc cũng là vì dân chúng hảo kia thành ngươi đi lộng một chút đi thuận tiện làm người hơi tinh cấp bọn nhỏ làm cho bọn họ chuẩn bị một chút đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tiếp bọn họ lên đường xảo chi nói hảo hiển nhiên tin tức này làm đại gia những ngày qua khẩn trương cảm xúc có thể lơi lỏng một đám hài tử đều chuẩn bị chính mình muốn mang đồ vật bao gồm hai cái tiểu tử còn chỉ huy hoa lan bọn họ muốn mang đồ vật bởi vì bọn họ hiện tại có thể bò bởi vậy bọn họ muốn đồ vật đều bị bọn họ kéo ra tới làm cho hai cái nha đầu đều choáng váng đầu các ngươi hai cái chúng ta là đi ra ngoài làm việc nga đừng mang nhiều như vậy bằng không tẩu tử nhất định sẽ đem mấy thứ này tặng người lý phú nhìn này hai cái tiểu cháu trai cũng không biết bọn họ như thế nào như vậy thông minh. Vừa nghe đến chính mình lão nương muốn đem đồ vật tiễn đi, lập tức lại đem đồ vật nhét trở lại đi, cuối cùng vẫn là hoa lan bọn họ phụ trách chuẩn bị. A a a. Hai cái tiểu tử hôm nay buổi sáng đã kêu đã lâu. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, tổ tử các nàng lập tức liền tới rồi, các ngươi đừng lại kêu, sáng sớm thượng liền chưa từng nghe qua. Biết hôm nay muốn xuất phát, này hai đứa nhỏ liền không an tĩnh quá. Chính là A, à, tiểu cháu trai, các ngươi không cần lại kêu, thực mau tẩu tử liền phải tới rồi, tiểu cô cô cho các ngươi ăn bánh ngọt, đây chính là đào hoa tỷ tỷ buổi sáng làm nga. Nhị nha lấy ra bánh ngọt đưa cho hai tiểu tử, hai tiểu tử lập tức vương móng vuốt. Nhỏ ăn lên, cuối cùng lấp kín bọn họ miệng. Liền ở ngay lúc này nơi xa truyền đến xe ngựa thanh âm, đại ca bọn họ tới, vài người lập tức đi ra ngoài, lại là là tẩu tử nhóm tới rồi. Các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Lý Đại Phúc hỏi. Đều hảo, liền chờ xuất phát. A a a. Hai cái tiểu tử vừa ăn biên kêu. Xem các ngươi hai cái tiểu bướng bỉnh, ăn dơ muốn chết. Xảo chi lấy ra khăn cấp hai tiểu nhân lau chùi một chút. Hảo, chúng ta đến xuất phát. Xảo chi bọn họ ôm quá hài tử, bởi vì là chuyên môn cố ý làm đại hình thùng xe, bởi vậy người một nhà đều thượng một chiếc xe, trừ bỏ xa phu chính là bọn họ người một nhà, mặt khác còn có ba bốn hai xe, mặt trên là hàng ngày phải dùng, còn có một ít lễ vật, lần này khả năng sẽ trải qua Lý Gia Thôn, đã lâu không có đi trở về, thuận tiện sự tình trong nhà lại liệu Lý một chút. Tẩu tử, chúng ta lần này sẽ đi ra ngoài thật lâu sao? Nhị Nha hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Xảo Chi hỏi. Vũ ca ca làm ta sớm một chút trở về đâu? Nhị Nha Thiên Chân nói. Ngươi đừng để ý đến hắn, chính hắn mỗi ngày đều có chuyện làm, cũng không có thời gian suy nghĩ ngươi. Xảo Chi nói, này vũ hoàng tử hiện tại càng ngày càng chán ghét. Nga Cường tử, ngươi lần này cùng chúng ta ra tới, đến lúc đó khảo thí không có vấn đề đi. Bởi vì lần này bệnh truyền nhiễm sự tình, tuyển chọn tái tạm thời đẩy sau. Không có việc gì, vài thứ kia đều ở trong đầu, sẽ không quên, đến nỗi thời gian nếu biết khảo thí này, ta cưỡi ngựa trở về là được, cũng không trì hoãn. Lý Cường nói Khi hành, chỉ cần ngươi có nắm chắc liền hảo. Xảo Chi nói, đứa nhỏ này thật làm chính mình yên tâm lão tam hiện tại ở quân doanh chính mình cũng không cần quá mức lo lắng lý phú dù sao ở chính mình bên người cũng không cần quá lo lắng ai sao ra tới còn như vậy không yên tâm đâu nhìn xem đại nha đến từ kia chuyện sau nàng cũng trở nên tương đối rộng rãi làm việc gì đó đều tương đối có chừng mực hơn nữa chính mình mang theo hắn bắt đầu quản gia liền càng thêm trầm ổn tẩu tử ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi tiểu cháu trai làm chúng ta đến mang đại nha nói ta không có việc gì, đến là ngươi, gần nhất chính mình đơn độc quản lý thôn trang sự vụ còn được không? Xảo Chi hỏi. Còn hành, nơi này sự tình không nhiều lắm, so trong vương phủ dễ dàng nhiều. Đại Nha tự tin nói. Này liền hảo, nhà của chúng ta Đại Nha cũng càng ngày càng lợi hại, xem ra lần này trở về đến cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Xảo Chi nói dẫn nói. Tẩu tử ngươi chán kết lạp, Đại Nha mặt đều đỏ bừng, còn làm trò trong nhà nhiều người như vậy mặt này có cái gì lạp, chúng ta bảo bối cũng muốn có dượng yêu thương đúng hay không, đến lúc đó, cái này dưỡng không nhiều lắm ra điểm huyết, chúng ta chính là sẽ không làm người liền như vậy đem đại cô cô mang đi, đúng hay không? Xảo chi nhìn hai cái bảo bối nói. a a a Đúng vậy, không có đáng giá cũng không thể mang đi. Hai tiểu tử kẻ sướng người họa nói. Lý Cường bọn họ bảo trì ngậm miệng, bởi vì nếu chính mình sen mồm nhất định sẽ bị lan đến, thật vất vả gần nhất mấy ngày thanh tịnh, chính mình nhưng không nghĩ tìm phiền toái, cái này tẩu tử nếu vì một việc chấp nhất lên chính là sẽ không liền như vậy giải quyết. Xem ra vẫn là nhà của chúng ta bảo bối hiểu chuyện đâu, đại cô cô tìm cái cái dạng gì người đâu. Xảo chi nói lại nhìn một chút đại nha. Tẩu tử, ngươi có thể hay không không cần lại nói lạp, hảo thẹn thùng đâu. Đại nha cũng không biết nói cái gì. Này có gì lạp, đều là người trong nhà, nếu tẩu tử không có đụng tới thích hợp người, ngươi ca bọn họ cũng có thể nhìn xem a à nếu coi trọng không phải thực không tồi sao. Xảo Chi nói. 65. Hồi thôn. Xảo Chi bọn họ đoàn người ở quy định mỗi cái địa phương đều làm dừng lại, Lý Đại Phúc cùng địa phương quan viên đi gieo trồng khoai tây, Xảo Chi tắt mang theo một đám hài tử đi mua sắm cùng ăn các địa phương đặc sản, thuận tiện nói một chút, lần này Anna cũng đi theo bọn họ cùng nhau tới, cái này phiên bang cô bé ở chỗ này giống như là cái tiểu hài tử giống nhau, nơi nơi chạy loạn, nhìn đến đồ vật liền mua, bọn họ còn chưa tới lý gia thôn đã nhiều hai chiếc xe sao lại không có cách nào mỗi đến một chỗ bọn họ liền phải đổi một cái tiêu cục không có cách nào trong nhà có cái mua sắm dục bạo lều người không ngừng gia tăng hàng hóa làm xảo chi không thể không hạ tối hậu thư anna ta biết ngươi không kém tiền nhưng ngươi không cần phải nhìn đến đồ vật liền mua ngươi mua rất nhiều đồ vật đều không thực dụng chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn có cảm giác mà thôi xảo chi nói chính mình ở hiện đại thời điểm Mỗi lần ở giảm đi giới thời điểm, mua thật nhiều dùng được đến dùng không đến đồ vật, chờ muốn sửa sang lại nhà ở, ném đồ vật thời điểm, thật nhiều đều không có dùng quá, nhìn Anna bộ dáng này, chính mình cũng liền nhớ tới khi đó chính mình. Cỏ cây, nhân gia đã biết lạp, lại mua một cái, lần sau liền không mua. Anna nhìn những cái đó tinh xảo theo phẩm, lần nữa nhịn không được mua mua mua, một thứ lại biến thành non nửa xe, hảo đi, chính mình cũng là không có xem trọng nàng, xảo chi đã vô lực. Vì thế đem Anna túi tiền tịch thu, không có chính mình đồng ý không chuẩn tốn một xu, còn quy định những người khác không chuẩn vay tiền cho hắn, nếu ai mượn cho nàng, về sau liền không có tiền tiêu vặt, cái này hảo, Anna chỉ có thể xem không thể mua, đụng tới thật sự không tồi đồ vật, xảo chi mới có thể mua. Như vậy chờ Đại Phúc kết thúc khoai tây gieo trồng, lần này đi ra ngoài xe ngựa khống chế ở 10 chiếc trong vòng. Tức phụ, ta thời điểm làm xong, chúng ta ngày mai liền có thể hồi lý gia thôn. Lý Đại Phúc nói khi cảm tình hảo, vừa lúc đem cha mẹ mộ địa cấp suốt. Đây cũng là xảo chi vì sao một hai phải mang một đám hài tử trở về nguyên nhân, dù sao cũng là trong nhà phần mộ tổ tiên, còn có nhị thúc gia, mấy cái tiểu nhân đều đến lại mới là. Đúng rồi, kinh thành bệnh thủy đậu hiện tại thế nào? Xảo chi hỏi. Đã khống chế được, những cái đó hài tử cũng ở dần dần khôi phục, cải tiến phối phương xem ra cũng là khởi đến tác dụng. Lý Đại Phúc biết tức phụ vẫn luôn quan tâm chuyện này, chính là lo lắng những cái đó hài tử, này một đường tới, xảo chi còn cố ý đối một ít nông hộ truyền bá này đó tri thức, làm cho bọn họ biết hiện tại quốc gia đối loại này bệnh là miễn phí trị liệu, làm một khi có tình huống, nhất định phải đi y quán trị liệu, này cũng làm những người đó phi thường cảm kích, con nhà nghèo, nói thật ra muốn nuôi lớn, thật đúng là lo lắng đề phòng, bởi vì không có tiền, vạn nhất sinh bệnh gì đó cũng kinh. Thường, có chút xa xôi nhân gia liền trực tiếp đem sinh bệnh hài tử ném trong núi đi nhưng điểm này xảo chi là không biết bằng không nhất định sẽ mắng chửi người này liền hảo chúng ta sẽ lý gia thôn cũng có thể nhiều trụ chút thời gian xảo chi vui vẻ nói chỉ sợ không được ngươi đã quên cường tử muốn khảo thí tiệm cơm tây cũng muốn khai trương chúng ta đem chủ yếu sự tình làm liền phải trở về nhìn tức phụ cao hứng bộ dáng hắn cũng không đành lòng dội nước lã chính là không có cách nào ai làm nhà mình như vậy nhiều sự tình đâu đương đoàn người đi vào trấn trên thời điểm đi trước nhìn nhìn chính mình di nãi nãi, còn có bá bá, còn có biểu ca cùng biểu tẩu, tiểu cháu trai, mọi người đều đã lâu không có nhìn đến bọn họ, xảo chi cũng ở trấn trên ở một buổi tối, hai cái bảo bối nhìn chính mình biểu ca cũng là một trận hưng phấn, nhân gia đã lâu không có tìm được tiểu bằng hữu chơi, cái này biểu ca nhìn qua cũng là ngây ngốc, đến lúc đó chính mình lại có thể tống tiền một phen, hai cái tiểu tử còn xấu xa cho nhau nhìn một. chút, chính là không có tránh được xảo chi phát nhãn. Các ngươi hai cái nếu làm ta biết các ngươi sằng bậy, ta tịch thu các ngươi sở hữu đồ vật. Này hai tiểu tử, này dọc theo đường đi cũng mua rất nhiều đồ vật, đều là chút hiếm lạ cổ quái món đồ chơi cùng vật phẩm trang sức. Ngươi không cần hung bọn họ, này hai hài tử nhìn chính là tốt. Xảo chi di nãy nãy nói, hơn nữa làm người cầm một bộ khóa vàng cấp này hai hài tử, hai hài tử nhìn đến kim quan lấp lánh đồ vật liền thích, lập tức bắt tay không bỏ. Cảm ơn di nãy nãy. Xảo chi thế bọn nhỏ cảm tạ lão phu nhân. Cảm tạ cái gì, ngươi cho chúng ta ra như vậy đa lễ vật, chúng ta nhưng không có tạ nga. Xảo chi lần này tới chính là chuẩn bị một xe đồ vật, có thượng đẳng mặt liêu, hiếm lạ vật phẩm trang sức, còn có tinh xảo đồ trang sức, trong nhà lão lão tiểu tiểu, cả trai lẫn gái đều chuẩn bị. Ta đều lâu như vậy không có trở về, trước kia còn không đều là các ngươi chiếu cố ta, hiện tại điểm này đồ vật tính cái gì? Xảo chi nói, đúng rồi, di nãy nãy, biểu ca hắn có hay không cái gì tính toán, hiện tại kinh thành bộ ngoại giao cũng ở nhận người, biểu ca cũng có thể đi thử thử, bởi vì chúng ta cũng sẽ có cùng người khác làm buôn bán cơ hội, nếu biểu ca vui không đề phòng đi thử thử, xảo chi cảm thấy chính mình đối cái này biểu ca vẫn là thực vừa lòng. Lần trước lại là cùng phụ thân hắn thương lượng việc này tới, cho dù không thành công, hắn cũng tính toán ở kinh thành làm điểm sinh ý, tổng không thể vẫn luôn dựa vào chính mình cha, con kế nghiệp cha là nên, hắn càng muốn chính. Mình đi sớm sớm. Lão phu nhân nói. Đây là hẳn là chúng ta ngày mai hồi thôn đem sự tình xử lý một chút cũng muốn đi trở về không bằng đến lúc đó xem biểu ca biểu tẩu muốn hay không cùng chúng ta cùng đi xảo chi cảm thấy vẫn là phu thê cùng nhau rời đi tương đối hảo đừng đến lúc đó ở riêng hai xứ xảy ra sự cố không riêng hiện đại cổ đại loại này ở riêng hai xứ cảm tình ra vấn đề cũng không ở số ít đi cái này làm cho bọn họ thương lượng hảo lại nói cho ngươi ngươi lần này trở về chính mình cũng chú ý thân thể sự tình tương đối nhiều đừng mệt lão phu nhân nhìn nha đầu này nói Lúc trước cái kia tiểu nha đầu hiện tại nói chuyện làm việc đều là đạo lý rõ ràng, chính mình cũng vì muội muội cảm thấy vui vẻ. Đã biết, đến lúc đó ngài, có cơ hội cũng đi kinh thành đi một chút, nãy nãy đều nói qua rất nhiều lần, vốn dĩ nàng cũng nghĩ đến, chính là gia gia nơi đó lại đi không khai, cũng liền bỏ lỡ lần này cơ hội. Xảo Chi nói, ta cũng thật tính toán đâu, chờ thời tiết ấm áp chút lại tính toán, hiện tại người già rồi, rất nhiều thời điểm đều không muốn nhúc nhích. Lão phu nhân nói, Ngày hôm sau, xảo chi bọn họ mang theo sở hữu hài tử trở lại Lý Gia Thôn, Tiến Thôn, thôn trưởng cùng mọi người đều ở nơi đó chờ, Lý Đại Phúc nhìn thôn trưởng, thôn trưởng Đại Thúc. Tấn Vương Thôn trưởng mang theo mọi người cấp Đại Phúc xảo chi hành lễ. Đại Thúc, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, ở Lý Gia Thôn, ta vĩnh viễn đều là Lý Đại Phúc, này thôn một viên, các ngươi như vậy quá khách khí. Lý Đại Phúc đều ngượng ngùng. Đúng vậy, Đại Thúc, các ngươi như vậy, làm cho mọi người đều băn khoăn, về sau cũng không dám hồi trong thôn. Xảo chi treo ghẹo nói. Liền ngươi nha đầu có thể nói, hảo, chúng ta cũng không chỉnh chiếc tây nghi thức xả giao, đi, về nhà đi xem đi, sau đó các ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm. Khi đương nhiên, đã lâu không ăn đến tiếng tay nghề. Giót giờ nói nói nói. Ngươi nha đầu này, mau trở về đi thôi, người trong nhà đều chờ đâu. Nói xong xảo chi bọn họ liền giá xe ngựa hồi chính mình ra, lúc này mạnh bá một nhà cũng ở cửa chờ đại phúc gọi bọn hắn đừng hành cái gì lễ nhìn liền chân đau xảo chi chạy nhanh làm đại phúc trước cùng đại gia nói một chút động bất động quỳ xuống chính mình chính là không tiếp thu được các ngươi cũng không cần quỳ nhà của chúng ta cũng không thích này đó lý đại phúc nói mạnh bá nhà này ít nhiều các ngươi liệu lý lý đại phúc cùng xảo chi bọn họ ngồi ở trong đại sảnh nhìn lúc trước một đám người mấy cái hài tử cũng lớn không ít đây là chúng ta nên làm nói lấy ra một cái hộp cái này là mấy ngày nay sổ sách cùng thu vào vương gia kiểm tra và nhận một chút mạnh bá nói mạnh bá các ngươi đem bạc cho chúng ta các ngươi chính mình có lưu đủ sao mỗi lần đều nói cho bọn họ chính là cũng không biết có phải hay không thật sự lưu đủ vương phi yên tâm chúng ta đều có hơn nửa đồ vật đều là trong đất sản xuất chúng ta ngày thường cũng không cần tiêu phí cái gì mạnh bá nói vậy được rồi các ngươi mang đại gia đi trước từng người trong phòng nghỉ ngơi đi, chờ một chút chúng ta đi thôn trưởng đại thúc gia ăn cơm, các ngươi liền không cần thu xếp. Đã biết, vì thế Nam Đinh nhóm hỗ trợ đi dọn đồ vật, các nữ quyến giúp đỡ xảo chi bọn họ đem một ít đồ tế nhuyễn sửa sang lại một chút, bởi vì tiểu cô nương tuổi tác sấp xỉ, đại nha cùng mấy cái nha đầu thực mau liền nói cùng đi, vốn dĩ chính là quen thuộc, một đám người vui vui vẻ vẻ nói chính mình bất đồng hiểu biết, chúng ta nhị nha còn lại là trước tiên chạy ra đi sung sướng, nàng phải cho tiểu bằng hữu mang lễ vật đâu nàng lễ vật nhưng đều là ăn ngon điểm tâm nga cái này chính là đáp ứng các bạn nhỏ muốn mang về tới nhị nha đi ra ngoài sao đại nha xảo chi hỏi đúng vậy cầm thật nhiều điểm tâm đi ra ngoài hẳn là tìm nàng bằng hữu đại nha cười nói trở lại lý gia thôn thật tốt tự do ngươi cũng không cần vội đi theo đại gia trông thấy mặt đi xảo chi nói không được Hôm nay ta liền đem đồ vật sửa sang lại một chút, ngày mai hảo phân cho các bằng hữu. Đại nha lấy ra một bộ đồ trang sức, "Linh, lung cái này là cho của các ngươi, cũng không biết các ngươi có thích hay không." Hai cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, ngượng ngùng lấy. "Lấy đi, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, chính là chút bạc chất, ngày thường mang theo cũng phương tiện." Xảo chi nói. "Cảm ơn đại tiểu thư cùng vương phi." Hai người vui vẻ nhận lấy lễ vật. "Tại gì, nhanh lên đi phóng hảo đi." nơi này chính chúng ta tới. Hai cái nha đầu sau khi rời khỏi đây, Anna ở chỗ này lại cảm thấy nhàm chán. Cỏ cây, nơi này có hay không cái gì hảo ngoạn a? À? Hẳn là không có gì hảo ngoạn, bất quá ngươi có thể đi trảo cá tôm chơi, chúng ta trước kia chính là vẫn luôn đều như vậy chơi, bắt tới sau, chính mình lại làm ăn, chính là mỹ vị Nga. Xảo Chi nói. Thật sự, ta đây muốn đi bắt. Anna vui vẻ nói. Vậy ngươi tìm kia mấy cái tiểu tử cùng đi, Bọn họ làm cái này chính là thực lành nghề, bất quá giữa trưa nhất định phải trở về, muốn đi thôn trưởng gia ăn cơm. Xảo chi nhìn đã chạy ra đi Anna nói. Đã biết, Anna vẫy vẫy tay, tỏ vẻ đã biết, đầu đều không có hồi. 66. Tu mồ Giữa trưa, xảo chi người một nhà cùng Anna cùng đi thôn trưởng gia, đương nhiên cũng mang theo lễ vật, nhị nha là đã sớm ở thôn trưởng trong nhà cùng trong thôn hài tử cùng nhau chơi. Tẩu tử các ngươi tới rồi chị nha chơi đến tóc có điểm tản ra ngươi cái này tiểu nha đầu tóc đều rối loạn thật là nói xong xảo chi từ tùy thân bọc nhỏ lấy ra lượt cho nàng xử lý ta nói đại phúc tức phụ ngươi này bao cũng thật đẹp a à, mang theo cũng phương tiện Thông trưởng tức phụ lý thẩm tử nói thím cái này bọc nhỏ mang điểm tùy thân đồ vật tương đối phương tiện ta cảm thấy sao nhóm thôn không đề phòng có thể làm một đám kiếm một bút xảo chi nói hơn nữa cấp thôn trưởng tức phụ chạy vứt đi một cái mị nhãn khi cảm tình hảo các ngươi chính là ta sao thôn phúc tinh gần nhất lại có thể làm chúng ta những người này kiếm điểm tiền riêng lý thẩm tử vui vẻ nói hôm nay yến hội qua đi lại cùng đại gia thảo luận những việc này hảo các ngươi trước trong phòng ngồi trong chốc lát nơi này chúng ta tới đại trụ tức phụ nói không đã lâu không có cùng các vị tẩu tử nói chuyện ta tưởng bồi các ngươi nói câu lấy đại trụ tức phụ cánh tay ngươi nga đều là làm nương người còn như vậy làm nũng xem ngươi kia hai cái nhi tử đều không có ngươi như vậy như vậy sẽ làm nũng mấy cái phụ nhân nhìn về phía hai cái bảo bối này hai gia hỏa đi theo một đám hài tử ở chơi thanh khách cười này hai gia hỏa phỏng chừng chiều nay cũng đừng ngủ xảo chi nhìn hai cái tiểu tử như vậy hưng phấn còn có cùng đại gia giống như hỗn đến cũng không nhiều lắm đại trụ nhị cẩu thiên quý nhà bọn họ hài tử càng là che chở hai người này hai tiểu tử chỉ nào bọn họ liền đi đâu muốn cái gì liền cấp cái gì hoàn toàn là hai đứa nhỏ vương, như vậy tiểu là có thể chỉ huy người khác, thật là có bọn họ. Ngươi này hai đứa nhỏ chính là nhân tinh, quá thông minh, trong thôn cái kia cùng các ngươi giống nhau đại như vậy thông minh. Nhị cậu tẩu tử nói, cũng không phải là, chính là đại chúc hài tử cũng không bọn họ như vậy cơ linh. Thiên quý tẩu tử nói, các ngươi cũng đừng khen, nếu này hai tiểu tử nghe được, lại muốn khoe khoang. Xảo chi cũng biết chính mình lượng tiểu tử thông minh quá mức, lần trước tuy rằng làm cho bọn họ mịt mờ chút chính là rốt cuộc vẫn là hài tử vẫn là sẽ bại lộ chỉ có thể nhìn điểm cũng may ngày thường cũng là người trong nhà mang theo bọn họ ngươi nga đúng rồi các ngươi lần này tính toán ở bao lâu lý thẩm hỏi kỳ thật lần này trở về chính là tưởng đem trong nhà phần mộ tổ tiên đều lộng một chút các ngươi cũng biết trong nhà mấy cái tiểu nhân tính toán ở kinh thành phát triển trở về cơ hội cũng không lớn liền nghĩ đi mồ tu một chút lại mua vài mẫu tế điền làm thôn thống nhất xử lý, vạn nhất chúng ta không kịp trở về, liền phiền toái trong thôn thống nhất ăn Tết, thiêu chút tiền giấy. Xảo Chi nói, ngươi đứa nhỏ này, liền tính các ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Lý Thẩm nói, thím, chúng ta này một thế hệ cũng khỏe, chính là chờ chúng ta đời sau, hạ hạ đại, rốt cuộc nhân sự biến thiên, ai biết tương lai sự tình, còn không bằng như vậy làm, như vậy trong thôn những cái đó quá bộ lão nhân đi, cũng sẽ không cho đại gia tạo thành gánh nặng. Xảo Chi nói. Liền ngươi tưởng chu toàn. Lý Thẩm nói. Lão nhân, không sai biệt lắm, làm mọi người đều thượng bàn đi thôi. Lý Thẩm kêu thôn trưởng, thôn trưởng đang cùng Đại Phúc còn có mấy cái tộc trưởng nói tu mồ sự tình. Đại Phúc, này tu mồ chính là đại sự, quá hai ngày là có cái ngày tốt, nhưng thật ra có thể khởi công. Lão tộc trưởng nói. Vậy phiền toái thôn trưởng Đại Thúc giúp ta tìm những người này, chuẩn bị tài liệu. Đại Phúc nói. Kỳ thành, ta buổi chiều liền đi an bài. Lý thôn trưởng nói. Còn có thúc, ta tưởng mua 10 mẫu điền, làm trong thôn tế điền, không biết hiện tại có hay không. Đại Phúc nói. Mà nhưng thật ra có, chính là tương đối rải rác. Lý thôn trưởng nói. Thúc cũng biết nhà. Của chúng ta kia mấy cái tiểu nhân, khả năng trở về cơ hội cũng không nhiều lắm. Này 10 mẫu đất ta suy nghĩ từ trong thôn thống nhất quản lý, nếu có cái gì hiến tế cập trong thôn hoạt động, đều có thể từ 10 mẫu ngoài ruộng ra, lý đại phúc nói những cái đó quá bộ lão nhân đi cũng có thể có cái đốt tiền giấy người này hảo a đại phúc ngươi có thể nghĩ vậy chút thật tốt quá mấy cái tộc trưởng đều tương đối vui vẻ như vậy trong thôn một ít chi tiêu cũng không cần người trong thôn ra tuy rằng mấy ngày nay dựa vào này hai vợ chồng trong thôn tiền thu cũng không tồi nhưng rốt cuộc đều là tiểu đánh tiểu nháo tới sao mặt khác thôn hảo quá chút là được mặt khác đại thúc lần này tu mồ nói thuận tiện đem từ đường cũng lộng một chút đi bạc đều là chúng ta bỏ ra. Cái này đều là tức phụ lúc trước cùng chính mình nói tốt. Khi thành, lần này ta cùng nhau bán tài liệu. Lý thôn trưởng nói, sau đó một đám người liền thượng bàn đi ăn cơm. Tới, hôm nay chúng ta lại nơi này kính kính đại phúc một nhà, bọn họ cho chúng ta thôn mang đến phát tài cơ hội, hiện tại lại đặt mua tế điền, làm chúng ta toàn thôn đều có thể được lợi. Lý thôn trưởng nói, tất cả mọi người kính xảo chi người một nhà. Thúc, các vị, Ta là sao nhóm Lý Gia Thôn, làm điểm này cũng là ta thuộc bổn phận sự tình, chỉ là sau này chúng ta không ở trong thôn, trong nhà người cùng nhà ta tổ tiên liền làm phiền các vị lo lắng chiếu ứng, nói xong Lý Đại Phúc uống một chén rượu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu ứng tốt. Lý thôn trưởng nói, lại quá hai năm liền phải tuyển thôn trưởng, chính mình đại nhi tử là khối liêu, mấy năm nay có một số việc hắn cũng thích hợp ở giao cho hắn đi làm, đại phúc bọn họ cùng nhà mình quan hệ, tin tưởng tuyển cử thời điểm, chính mình nhi tử nhất định sẽ thắng được, bởi vậy đối đại phúc gia sự tình, hắn cũng là càng thêm dụng tâm. Yến hội vẫn luôn liên tục đến buổi chiều, đại gia một bên ăn, vừa nói lời nói, còn có bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, xảo chi nhưng thật ra ăn cơm xong có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi, đại nha cũng là, dù sao cũng là đại cô nương, đối này đó chơi đùa sự tình cũng không để bụng. Đại nha, nơi này có cơ bản sổ sách, ngươi không có việc gì thời điểm nhìn xem, thông trang sự tình, ngươi cũng xem một chút, lần này trở lại kinh thành sau, ta liền sẽ mang ngươi tham dự các loại yến hội, đến lúc đó ngươi cũng không nên khẩn trương Nga. Xảo chi nhìn đại nha, hiện tại có chút thời điểm nha đầu không ở bên người nhưng thật ra đứa nhỏ này hầu hạ chính mình. Đã biết, tẩu tử, bất quá tẩu tử, ta còn có rất nhiều sự tình không hiểu. Đại nha nói, ta biết, lần này sau khi rời khỏi đây, ngươi chỉ cần nhiều xem nghĩ nhiều, đối có chút không xuôi tai nói, không cần để ý tới, đối những cái đó nói tốt người cũng muốn chú ý có phải hay không có một khác tầng ý tứ, khẩu Phật tâm xà người. Xảo chi đối đại nha giáo dục có thể nói là nhân tính thiện lương cùng đáng ghê tởm một mặt đều sẽ cùng nàng giảng, làm nàng như thế nào đi phân rõ, đây cũng là đại nha vẫn luôn thích đi theo xảo chi nguyên nhân. Đã biết, tẩu tử, ta đem đồ vật lấy ra đi, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đại nha biết tẩu tử có ngủ chưa thói quen, trước kia bọn họ cũng là sẽ nghỉ ngơi, chính là hiện tại bọn họ dần dần lớn, đối ngũ trưa nhu cầu giống như cũng ít rất nhiều lý cường uống lý phú đi tìm phương đông phu tử đã lâu không có nhìn thấy xảo chi cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật cùng nhau mang qua đi đến nỗi anna buổi sáng cùng bọn nhỏ bắt cá cùng tôm bắt ra lạc thú tới buổi chiều cơm nước xong mang theo mấy cái tiểu hài tử cùng đi tóm được hơn nữa đáp ứng này đó hài tử buổi tối về đến nhà tới ăn cơm này không đồng nhất đàn hài tử chính là nhạc hỏng rồi biết lý gia đồ ăn chính là trong thôn ăn ngon nhất buổi tối như đại gia mong muốn làm rất nhiều cá tôm liệu lý, có tạc tiểu ngư, cá viên, tôm viên, tôm bóc vỏ, thịt kho tàu bạch trước, các loại liệu lý, một đám đại nhân cùng hài tử ăn vui vẻ vô cùng, sau lại những cái đó tới đón hài tử đại nhân đều ngượng ngùng, chủ yếu là nhà mình tiểu hài tử ăn từng cái bụng đều đại đại, cuối cùng vẫn là xảo chi làm hướng chút sơn tra thủy cấp bọn nhỏ tiêu thực mới sẵn sàng. Đám hài tử này sau khi trở về, mỗi một cái đều bị nhà mình lão cha lão nương nói một hồi. Ngày hôm sau còn cầm thật nhiều ứng quý rau dưa cùng trứng gà lại đây các ngươi làm gì vậy đâu, còn không phải là hài tử lại cùng nhau ăn bữa cơm sao. Xảo chi xem đại gia khách khí như vậy, hắn đảo ngượng ngùng. Này cũng không riêng gì này cơm, mấy năm nay nếu không phải các ngươi, chúng ta nhật tử cũng sẽ không tốt như vậy, tuy rằng các ngươi ngoài ruộng có sản xuất, chính là đây là chúng ta tâm ý. Đại trụ tẩu tử nói. Thành, nếu các ngươi đưa tới, ta liền nhận lấy. Ý bảo hỷ tẩu tử đem đồ vật lấy xuống. Hôm nay đại phúc cùng thôn trưởng sáng sớm liền đi trên núi đi." Thiên Quý tẩu tử nói. "Đúng vậy, nghĩ thừa mọi người đều không phải đặc biệt vội sớm một chút đem sống cấp làm, hơn nữa kinh thành sáng nay hơi tin tới nói, cuối tháng thời điểm liền phải khảo thí, chúng ta nghĩ thật đúng là không nhiều ít thiên." "Các ngươi lần này liền trụ như vậy đoạn thời gian." Vị cậu tẩu tử còn có chút không tha nói. Vốn dĩ cũng tưởng nhiều trụ chút thời gian, chính là khảo thí nhật tử đính, cũng không thể trì hoãn đến lúc đó nhà các ngươi mấy cái tiểu tử cô nương, đại đều nên nói hôn đi. Cũng không phải là, thật nhìn đâu, nghĩ trước định ra tới, chờ thêm hai năm đem hôn sự cấp làm, nhưng người này nhiều cũng không hảo tuyển, chúng ta mấy nhà kia cô nương tiểu tử cũng không biết trước cái gì suy ngốc, một hai phải nói chính mình nhìn vừa mắt mới kết thân, này không, nhìn không biết nhiều ít da. Tẩu tử, ta cảm thấy này mấy cái hài tử ý tưởng không có sai, này hôn nhân xác thật muốn lưỡng tình tương duyệt, nếu không về sau không phải trở thành oán ngẫu loại chuyện này chỗ nào cũng có, tuy rằng ở cổ đại manh hôn tương đối nhiều, chính là chính mình không chủ trương cái này, trở về mang đại nha tham gia hoạt động cũng là vì làm nàng chính mình coi trọng, mặt khác làm nàng nhiều kiến thức một chút, đừng gì người tới cũng không biết phân biệt. Lần trước tên hỗn đảng kia, tốt nhất hình như là ở trong phòng giam bị những cái đó đã lâu không đụng tới nữ nhân quê mùa cấp làm, thật là phạm tiện, xứng đáng, hiện tại khen ngược, thành trong nhà lao công cộng việc Bất quá đối với xảo chi tới nói, từ trước đến nay là sẽ không làm tai họa ngầm tồn tại, bởi vậy cùng trong phòng giam người cũng nói qua, chỉ cần thứ này vẫn luôn có thể ở nhà tù, không thiếu được bọn họ chỗ tốt, bao gồm bọn họ người nhà cũng được lợi, nhưng là nếu dám phản bội, nàng thủ đoạn cũng không phải ăn chay, xảo chi không ngại đánh, cũng không ngại dùng dụ dỗ chính sách, đối nàng tới nói chỉ cần có thể tạo được hiệu quả liền hảo. 67, thanh nhàn. Kia cũng là cái này lý, dù sao bây giờ còn có 2 năm, đảo cũng không vội đại trụ tẩu tử nói nhà ngươi đại nha cũng nên làm mai đi nhị cẩu tẩu tử nói lần này trở về ta liền cho nàng thu xếp bất quá vẫn là muốn nàng chính mình vừa lòng mới được ta đâu liền cấp trương dương mắt đặc biệt là nhà chồng người nhân phẩm đừng chính mình tướng công là cái tốt đụng tới một ít chanh chua bà bà chị em dâu cô tử liền không hảo xảo chi chính là cảm thấy nữ nhân không riêng gì gã một người nam nhân càng là gã cho kia một gia đình gia đình chính là rất quan trọng đại nha cùng nhị nha có người này tẩu tử chính là các nàng phúc khí. Thiên quý tẩu tử nói. Cái gì phúc khí, chính là đại gia một loại duyên phận, dựa vào cái này duyên phận kiếp này sao nhóm ở bên nhau, vì sao không hảo hảo quý trọng đâu. Xảo chi nói. Là như vậy cái lý. Mấy người phụ nhân ở bên nhau lại trò chuyện trong chốc lát việc nhà, sau đó trở về chuẩn bị cơm trưa. Anna hôm nay sáng sớm lại đi theo một đám hài tử chạy trong núi đi chơi, nói muốn trích quả tử gì đó, tùy tiện đi, có nàng như vậy cái đại nhân đi theo hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Cỏ cây, ngươi xem, ta bắt được một con vương bát. Anna cầm một con con ba ba kích động chạy tiến vào. Ta nói cô nãy nãy, ngươi có thể hay không đừng chạy, bị ta ca thấy được lại muốn nói ngươi. Xảo chi cười nói, làm nhạc tẩu tử đem con ba ba lấy xuống, giữa trưa liền ăn con ba ba canh hảo. Cỏ cây, này trong núi thật là hảo chơi, mỗi ngày đều có mới lạ ngoạn ý. Anna hưng phấn nói ta biết ta cũng tưởng vẫn luôn ở nơi này chờ về sau cường tử bọn họ đều yên ổn sau ta còn là hồi nơi này tới mỗi ngày bò leo núi bắt bắt cá không cần rất cao hứng nga xảo chi nhìn anna nói nói thật ra nàng thật đúng là không nghĩ trở về vậy đừng đi trở về cường tử bọn họ dù sao đã trưởng thành anna không sao cả nói cái này ngươi liền không hiểu bọn họ mấy cái tựa như ta hài tử giống nhau không đợi bọn họ cánh chim đầy đặn ta sẽ không rời đi bọn họ bọn họ ở đâu, ta liền ở đâu, ta phải đợi bọn họ hoàn toàn độc lập thời điểm, ta lại đi theo đại phúc ca ẩn nuôi. Xảo chi nói. Cỏ cây, ngươi hảo bổng Nga, khó trách người trong nhà đều như vậy thích ngươi. Ta cũng rất thích ngươi nha. Anna ôm xảo chi chính là hôn môi, làm vừa lúc tiếng. Vào lý thẩm tử xem vừa vặn. Các ngươi hai cái đây là làm gì đâu, cũng không e lệ. Lý thẩm tử đều ngượng ngùng, này xảo chi chính là có tướng công. Lý thẩm, ngươi đừng hiểu lầm cái này là bọn họ phiên bang lễ tiết cùng chúng ta nơi này có rất lớn khác nhau xảo chi nhìn lý thẩm bị kinh hách bộ dáng liền muốn cười thật sự mang theo hoài nghi ánh mắt lý thẩm nói thật sự thím ta không lừa ngươi xảo chi cùng lý thẩm bảo đảm tuyệt đối không phải nàng tưởng cái loại này hảo ta liền tin ngươi sao có như vậy lễ tiết lý thẩm lắc đầu nói thầm đúng rồi đại phúc tức phụ ta là muốn hỏi một chút ngươi kia bọc nhỏ như thế nào làm chúng ta muốn thừa hiện tại không có việc gì nhiều làm một ít chờ lần sau học chợ thời điểm có thể bán đi chiếm cái tiên cơ hảo a ta tới giáo các ngươi xảo chi sản khoái đáp ứng rồi anna ngươi muốn hay không cùng nhau không cần các ngươi luôn là theo thù may vá sống ta cũng sẽ không ta còn là đánh bắt cá hảo nói xong cùng lý thẩm chào hỏi liền chạy ra đi đại phúc tức phụ cái này chính là kia phiên bang công chúa như thế nào một chút công chúa bộ dáng đều không có. Lý Thẩm cảm thấy hảo kỳ quái, ở chỗ này liền gia đình giàu có tiểu thư đều thực trục rè. Nàng tính cách chính là như vậy, ta tiểu ca còn liền thích nàng tính tình này. Xảo Chi nói, Lý Thẩm nghĩ đến cái kia công tôn vũ, này hai người thật đúng là giống, khó trách sẽ hắn thích. Xảo Chi đi theo Lý Thẩm đi thôn trưởng gia, trong viện đã có thật nhiều phụ nữ đang chờ, Xảo Chi cùng đại gia nhất nhất chào hỏi, sau đó bắt đầu giáo đại gia làm bao bao, xảo chi dạy bọn họ đều là làm nút thắt hình dạng bao bao, nắp gập cái loại này, an toàn chút, cổ đại không có khóa kéo, chỉ có thể dùng cái này đơn giản nhất. Đại Phúc tức phụ, ngươi sao như vậy thông minh đâu, này nút thắt dùng bố bao cái hòn đá nhỏ đinh đi lên, liền như vậy xinh đẹp, thật là phương tiện. Một cái phụ nhân nói, cũng không phải là, ta nhìn đều thích, nhà của chúng ta tiểu nha đầu nói, cũng muốn cho hắn lộng một cái đâu. Hài tử, ta đến lúc đó họa cái bản vẽ cho các ngươi, các ngươi dựa theo cái kia làm, loại này đồ án, chỉ có thể là chính chúng ta làm, ngàn vạn đừng để lộ bí mật tiết lộ đi ra ngoài nga, bằng không nhưng không kiếm tiền. Thành, chúng ta thôn những người này chính là tích góp tiền riêng đâu. Lý Thẩm Tử nói, này bản vẽ vẫn là làm nhà mình lão nhân đi an bài, đừng đến lúc đó đi công tác, trong thôn luôn là có gã tới ngoại thôn người, có chút đồ vật cũng là phòng không được, bởi vậy chỉ cần là có điểm cơ mật đồ vật, đều là thôn trưởng, tộc trưởng còn có mặt khác mọi người trong thôn Nam đinh thảo luận muốn nghiêm thêm quản lý nhà mình tức phụ nếu không trục xuất thôn đây cũng là lâu như vậy tới nay trong thôn không xảy ra việc gì nguyên nhân xảo chi nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền cùng đại gia cáo biệt về nhà đi hai ngày này trong nhà hai cái tiểu tử đi theo nhị nha đều không về nhà mỗi ngày làm hoa lan bọn họ mang theo ra bên ngoài chạy chính mình đi ở ở nông thôn tiểu đạo sơn nhìn đồng ruộng có chút người ở canh tác gió nhẹ thổi bay thật là một phen không tồi cảnh tượng làm người cảm thấy thật là thoải mái kinh thành tuy rằng phồn hoa nhưng là vẫn là không thích hợp chính mình chính mình nỗ lực làm hết thảy cũng chỉ là bởi vì trợ giúp người trong nhà trong lòng chỗ sâu trong cũng không có làm chính mình có lòng trung thành tức phụ lý đại phúc nhìn chính mình tiểu tức phụ tức phụ càng ngày càng xinh đẹp mấy năm nay trong nhà nhưng không thiếu xảy ra chuyện nhưng mỗi lần nàng đều có thể dũng cảm đối mặt vì trong nhà người chuẩn bị hết thảy ngươi đã về rồi nhìn chính mình tướng công xảo chi chạy qua đi cẩn thận một chút đừng ngã Đại Phúc ôm chính mình tức phụ nói. Đại Phúc ca, chờ trong nhà hài tử không hề yêu cầu chúng ta thời điểm, chúng ta vẫn là hồi lý gia thôn đi, ở chỗ này ta cử đến thật thoải mái nga. Xảo Chi nói. Hảo, ta cũng thích nơi này, có thể mang ngươi vào núi đi trích quả dại, xuống sông bắt cá, trảo tôm, không có phân tranh. Lý Đại Phúc biết tức phụ vẫn luôn không thích kinh thành ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, kỳ thật hắn cũng là cái dạng này ý tưởng. Sự tình vội thế nào? Xảo Chi hỏi đại gia đã ở khởi công, phỏng chừng liền hai ba thiên có thể kết thúc, đến lúc đó chúng ta trước tiên đem một cấp thượng, liền trở lại kinh thành đi, cường tử khảo thí sự tình không thể trì hoãn. Đại Phúc nói, ta biết, ta sẽ xử lý hảo hết thảy. Đi, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi trong núi đi dạo đi, ta đã lâu không đi qua. Hảo, đối lý Đại Phúc tới nói, chỉ cần tức phụ thỉnh cầu hắn là nhất định sẽ đồng ý. Núi lớn, ta đã trở về, ta rất nhớ các ngươi nha. Xảo chi ở trong rừng xuyên qua, kêu to đến, nơi xa nhị nha bọn họ sau khi nghe được, cũng hướng các nàng nơi này chạy tới. Tẩu tử, chúng ta tại đây. Nhị nha gọi vào, a a a a. Còn có hai đứa nhỏ tiếng kêu, xem ra mọi người đều nghe được, xảo chi kéo đại phúc tay cũng triều bọn họ chạy tới, cứ như vậy người một nhà ở trong núi nơi nơi loạn xuyến, nhìn đến có cái gì có thể trích liền trích về nhà, đến cuối cùng đại gia hái được một đống nấm. Cỏ cây, cái này nấu canh hảo uống nha. Anna nói. Biết, chúng ta hôm nay buổi tối có thể ăn nướng BBQ, đại gia nhạt nhạt, nhị nha, các ngươi đi đem các bạn nhỏ tìm tới, đại gia cùng nhau náo nhiệt chút. Xảo Chi nói. Không thành vấn đề, đại gia nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Nhị nha vui vẻ nói. Hảo, hiện tại chúng ta ăn trước cơm trưa, chờ một chút làm mạnh tẩu tử nhóm cùng nhau ướp đồ ăn, như vậy buổi tối mới có thể ăn nha. Hảo Nga, ta còn muốn ăn nướng tôm. Lý Phú nói. Hảo, vậy các ngươi đến đi bắt tôm Nga, bằng không buổi tối nhưng không có ăn. Xảo Chi nói. Không thành vấn đề, còn có cá nướng, này đó tất cả đều bao cho chúng ta. Lý Phú nói, mấy ngày nay Lý Cường bị Phương Đông Phu tử chọc tới đương cu ly, cấp bọn học sinh giảng bài, còn có chính mình một ít khảo thí kinh nghiệm, rốt cuộc năm nay cũng có một ít hài tử muốn vào tràng khảo thí, đến nỗi kinh thành trung lưu lại Lý Gia Thôn hài tử, phỏng chừng còn muốn lại chờ cái 3 năm mới có thể vào bàn, rốt cuộc muốn thảo trạng nguyên không phải dễ dàng như vậy. Đại Phúc ca, buổi chiều ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi ra ngoài đi. Dù sao những cái đó sống cũng dùng không đến nhà mình tướng công đi làm, hắn nhiều nhất chính là chạy ra đi xem trong đất tình huống, Lý Gia Thôn cũng có khoai tây hạt giống, cái này lúc trước Đại Phúc làm cho bọn họ vẫn trở về, lần này cũng dạy người trong thôn sao nhóm gieo trồng. Hảo, bồi ngươi nhưng hảo. Lý Đại Phúc nhìn tức phụ làm nũng bộ dáng nói, này tiểu tức phụ có đôi khi, thật đúng là tính trẻ con đâu. Hai người trở lại trong phòng ngủ, xảo chi ghé vào đại phúc trên người, đại phúc vuốt tức phụ tóc, hai người có một câu không một câu trò chuyện, dần dần xảo chi tiến vào mộng đẹp, đại phúc nhìn ghé vào chính mình trên người tiểu tức phụ, hắn không đành lòng đánh thức, vì thế điều chỉnh một chút vị trí, làm tức phụ ngủ đến thoải mái chút, chính mình cũng đi theo cùng nhau ngủ. Đại tẩu, thời gian không còn sớm, có thể thiêu cháy, các bạn nhỏ đều tới. Nhị nha nói đã biết, các ngươi thật là, đi hỏi một chút mạnh gia tẩu tử thang thiêu hảo không có, tốt hơn một chút chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Xảo chi xuyến rau dưa, nàng tương đối thích ăn nướng rau dưa, nướng nấm này đó đều là nàng yêu nhất, Anna tuy rằng cũng ăn qua nướng BBQ, chính là nàng cử đến chính mình làm ra đồ vật ăn lên sẽ càng hương, vì sợ đại gia ăn không đủ no, xảo chi còn làm nấu sơn tra cháo, dễ bề tiêu hóa. Cỏ cây, ta phát hiện cùng ngươi cùng nhau thật tốt, có ăn ngon, cũng có hảo ngoạn, ta về sau muốn vẫn luôn đi theo ngươi. Anna nói. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, nếu ngươi vẫn luôn đi theo ta, đến lúc đó tiểu ca nhất định sẽ đuổi giết ta. Xảo Chi nói. Mới sẽ không đâu, vũ thương ngươi đều không kịp. Anna nói, công tôn vũ chính là một cái muội khống, nếu chính mình cùng muội muội chi gian, thứ này nhất định sẽ lựa chọn chính mình muội muội. bất quá chính mình chưa bao giờ sẽ làm hắn làm cái này lựa chọn, nếu hắn thích cái này muội muội, nàng liền càng thích cái này muội muội thông minh nữ nhân, biết gãi đúng chỗ ngứa. 68. Người tới Tiểu ca bọn họ đối ta trừ bỏ là thiệt tình yêu thương ngoại, còn có chính là ta trước kia chịu khổ, bọn họ đau lòng, kỳ thật bọn họ không cần như thế, người một nhà tương thân tương ái liền hảo, kỳ thật có đôi khi, người trải qua một ít khốn khổ chưa chắc là chuyện xấu, tựa như ta, nếu không phải bởi vì từ nhỏ mất đi, cũng sẽ không gặp được đại phúc ca, trong nhà đệ muội còn có lý gia thôn người, tuy rằng bị khổ, chính là có câu ngạn ngữ không phải nói khổ tận cam lai ta hiện tại có người nhà yêu thương trượng phu thương tiếc đệ mùa nhóm tôn kính còn có hai cái đáng yêu bảo bối về sau còn sẽ có cùng nhiều hài tử ngươi nói nhân sinh như vậy có phải hay không cũng rất thú vị xảo chi lạc quan nói cỏ cây ta cảm thấy ngươi giỏi quá bị như vậy nhiều khổ cũng có thể như vậy xem đến khai khó trách mọi người đều như vậy thích ngươi anna nói ngươi cũng rất tuyệt a à, vì ái nhân không xa ngàn dặm chạy tới dũng khí đáng khen nga khó trách ta tiểu ca thích xảo chi nói cái này niên đại tuy rằng phiên bang vẫn là tương đối mở ra nhưng là làm một cái công chúa có thể vì ái chạy tới này vẫn là muốn dũng khí có khả năng bởi vì nàng hành động mà làm chính mình mất đi công chúa danh hiệu trục xuất khỏi gia môn chính là nàng lại không để bụng nếu đặt ở hiện đại cam nguyện vì ái từ bỏ chính mình quyền lực địa vị người tuy rằng có nhưng là vẫn là không nhiều lắm cái này cô nương xứng tiểu ca vừa lúc mới không phải đâu bất quá ta có điểm tưởng vũ không biết hắn đang làm cái gì đâu anna có điểm mất mát nói tuy rằng mấy ngày nay có ăn có chơi chính là chính mình vẫn là sẽ tưởng người kia yên tâm đi hắn trừ bỏ kiếm tiền cưới vợ sẽ không làm gì đó xảo chi cười nói ta hảo tưởng có người đang nói ta nga lúc này công tôn vũ thanh âm truyền đến hai cái nói chuyện với nhau nữ nhân quay đầu thật là thứ này tiểu ca ca vũ Anna ném xuống trên tay xuyến xuyến, vọt qua đi bảo vệ công tôn vũ, Anna, ngươi tay. Xảo chi lắc đầu nói, gia hỏa này đầy tay dầu mỡ, tiểu ca ca là cái có điểm thói ở sạch người, bất quá tình nhân trong mắt giống như cái gì đều là có thể chịu đựng. Công tôn vũ nhìn Anna tay, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, chờ một chút đi đổi đi, vũ, ngươi biết ta tưởng ngươi đúng hay không? Anna cười nói, ân, ta lỗ tai vẫn luôn nóng lên, phỏng chừng là người nào đó vẫn luôn đang nói ta đâu, làm ta không thể không ngẫm lại là ai đâu công tôn vũ nói giỡn nói ta nhưng không có nói ngươi nói bậy nga anna ngượng ngùng nói biết hảo đi rửa rửa tay ta muốn thay quần áo thật sự không có cách nào chịu đựng như vậy dầu mỡ xảo chi ở bên cạnh nhìn này hai người quả nhiên tiểu ca ca thói ở sạch chứng vẫn là đã phát nga anna không tình nguyện buông ra công tôn vũ nàng cũng biết người nam nhân này là có thói ở sạch lạp có thể làm chính mình ôm lâu như vậy thời gian đã không tồi, nghĩ đến đây, có điểm mất mát tâm lập tức sống lại đây, trừ bỏ chính mình giống như còn không có người có thể cho vũ chịu đựng lâu như vậy thời gian đâu, vì thế nhân gia Anna cao hứng đi rửa tay. Ngươi Nga, mau đi thay quần áo đi, bọn nhỏ đã bắt đầu lại ăn, ngươi có lộc ăn thật đúng là không tồi bởi vì nướng BBQ cũng không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng đại gia thích ăn, nhưng là xảo chi vẫn là quy định một đoạn thời gian chỉ có thể ăn một lần, bởi vậy đại gia mỗi lần nướng BBQ đều sẽ không sai quá, nghe xong, công tôn vũ gật gật đầu liền đi chính mình phòng dù sao ở nhà mình muội tử trong nhà đều có chính mình một gian phòng các ngươi mấy cái cho ta nướng chín ăn ăn sinh tiêu chảy ta cũng mặc kệ xảo chi cười nói này đàn tiểu tử mỗi lần đều như vậy lần này lại tới nữa rất nhiều trong thôn hài tử tự nhiên là vui vẻ chỉ là tuy rằng trong thôn điều kiện hảo muốn mỗi ngày ăn thịt giống như còn không có đạt tới cái này trình độ ai làm cái này niên đại quá lạc hậu trừ bỏ làm ruộng mặt khác chỉ là phụ trợ kiếm tiền khả xảo chi lại không như vậy cho rằng, có đồng ruộng cố nhiên hảo, không có kỳ thật cũng là sinh hoạt thực tốt, bất quá đối quy dẫn người tới nói, ý nghĩ của chính mình. Phỏng chừng là không bị nhận đồng. Tiểu ca ca, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tới? Xảo chi hỏi, cái này tiểu ca ca nhưng không có nhàn đến chạy tới thời điểm, trong kinh thành phải làm sự tình cũng không ít. Smith tới. Công tôn vũ nhàn nhạt nói, sau đó đâu? Nếu chỉ là Smith tới nói, tiểu ca ca nhất định sẽ dẫn hắn cùng nhau tới trong nhà còn mang theo một người nói là anna vị hôn phu người được chọn công tôn vũ nói lúc này anna chính ăn thịt nướng nhưng nghe thấy cái này lời nói thịt đều rớt anna nhìn công tôn vũ kia nhàn nhạt bộ dáng ta cùng người nọ không có quan hệ anna vội vàng biện giải nói ta biết như vậy mặt hàng ngươi như thế nào sẽ coi trọng xem ra người nào đó muốn xui xẻo hắn tới làm gì Sảo chi không cho rằng là tùy tiện tới thị uy. Quyết đấu. Công tôn vũ nói, chê cười, công tôn gia tuy rằng không phải võ tướng, đều là quan văn, nhưng trong nhà từ nhỏ đều là học võ, loại này phiên ban kỹ năng đó là chính mình đối thủ, chính là nhân gia nói, phải làm Anna mặc cùng chính mình quyết đấu, làm Anna nhìn một cái chính mình là cỡ nào vô năng, liền quyết đấu đều không phải chính mình đối thủ, người này tám phần đầu óc có vấn đề, liền bởi vì chính mình trường một bộ thư sinh dạng hắn liền cho rằng chính mình không được khó trách khi đó chính mình ở phiên ban gia hỏa này liền một bộ khinh thường người sắc mặt ngu ngốc cái gì ngươi không cần để ý đến hắn ta lại không cần gả cho hắn hắn dựa vào cái gì muốn cùng ngươi quyết đấu ở anna xem ra công tôn vũ không phải người nọ đối thủ vì gia tộc nhiều thế hệ là tham gia quân ngũ đều là thực có thể đánh vũ liền một cái thương nhân trong nhà trên dưới đều là quan văn đó là yêu đối thủ tiểu nha đầu hạt nhọc lòng người này ta còn không bỏ ở trong mắt, chờ mấy ngày nữa sau nhóm sau khi trở về, ta liền cùng hắn quyết đấu. Chê cười, hiện tại chính mình còn không thể bại lộ chính mình ngươi, làm tên kia khoe khoang một chút hảo, bất quá cũng làm người nhìn chầm chầm tên kia, đừng đến lúc đó ở kinh thành bên trong gặp rắc rối, đây chính là hoàn thành, hơn nữa võ công cao cường người cũng không ít, đừng bởi vì hắn tự đại, bị người cấp tấu đã chết, chính mình nhưng không đến chơi. Anna, đừng lo lắng, ngươi lại không phải không biết tiểu ca ca, hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, chờ lần này quyết đấu sau khi kết thúc, làm ca ca mang theo xính lễ đi nhà ngươi đem hôn sự cấp định rồi, đến lúc đó xem ai còn có chuyện nói. Xảo chi tự nhiên là biết người trong nhà duỗi tay, lúc trước trong nhà mấy cái hài tử nhưng đều là công tôn gia người giáo, liền chính mình còn sẽ mấy tay, chỉ là không tin thông thôi. Cỏ cây, view thật sự rất lợi hại, ta từng nay xem hắn đem một cái hai trăm nhiều cân người đánh thành đầu heo. Anna bất an nói. Anna, ngươi phải tin tưởng nhà ta tiểu ca ca view ở các ngươi nơi đó có lẽ rất lợi hại chính là ở chúng ta này phỏng chừng cũng chính là giống nhau chúng ta này người tuy rằng không tôn trọng võ công nhưng là cường thân kiện thể vẫn phải có hắn phỏng chừng đều là lấy sức lực cùng tốc độ là chủ chúng ta đây chính là có bốn lạng đẩy ngàn cân võ công nga những cái đó quyền anh gì đều không có quá lớn tác dụng xảo chi an ủi nói thật sự anna không tin nhìn huynh muội hai cái anna phải tin tưởng ngươi coi trọng người không phải nạo loại, phế vật, ta nhất định sẽ đánh bại người nọ, yên tâm hảo. Công tôn vũ đem trên tay nướng tốt thịt đưa cho Anna, Anna tiếp nhận thịt nướng, gật gật đầu, đúng vậy, chính mình ánh mắt nhưng sự nhất lưu, tin tưởng vũ, nghĩ thông suốt sau, ăn uống cũng hảo, trên tay thịt xuyến thực mau liền tiêu diệt, ăn xong chính mình lại đi đoạt lấy nhị nha, làm cho nhị nha nhìn đến liền chạy. Chậm một chút, đừng quan ngã, nơi này còn có. Xảo chi bất đắc dĩ nói, nhìn nhìn lại chính mình tiểu ca ca, vẻ mặt sủng nịch. Tức phụ, cấp. Lý Đại Phúc nhìn tức phụ có điểm hâm mộ ánh mắt, chính mình còn chưa đủ sủng nàng sao, xem ra chính mình có điểm sơ sẩy chính mình tức phụ, cũng may sự tình cũng mau kết thúc, đến lúc đó lại bồi tức phụ đi một chút, nếu mấy cái hài tử sự tình có thể sớm một chút đính xuống tới thì tốt rồi. Cảm ơn Đại Phúc ca. Xảo Chi tiếp nhận nướng nấm, chính mình yêu nhất ăn lên, hương vị vừa lúc. Tiểu ca, ngươi kia không thành vấn đề đi lý đại phúc nhìn công tôn vũ không có việc gì cái loại này mặt hàng gì cũng không phải như vậy kiêu ngạo người đến cho hắn chút giáo huấn hơn nữa smith giống như cố ý mượn lần này sau so người bị đánh chết hắn nhuệ khí bọn họ uy gia ở phiên bang cũng không phải là thành thật hóa công tôn vũ nói smith tới không lâu liền tìm hắn đơn độc nói qua hiểu rõ hắn là tương đối hy vọng chính mình muội muội gả cho hắn chính là uy gia tộc bọn họ ở bổn quốc vẫn là rất có uy vọng chỉ có thất bại bọn họ nhuệ khí mới có thể thái bình kế tiếp sự tình tự nhiên là từ chính mình ca ca đi xử lý yêu cầu hỗ trợ thời điểm nói một tiếng ta không gì đại bản lĩnh nhưng sức lực không nhỏ lý đại phúc nói đã biết người đến lúc đó hộ hảo xảo chi thì tốt rồi người nọ đôi mắt nhưng bất chính công tôn vũ nói tên kia cho chính mình ấn tượng đầu tiên chính là một cái sắc quỷ hạ lưu phôi cái này ta đã biết dám khi dễ ta tức phụ ta liền phải hắn đẹp lý đại phúc nói tức phụ cũng không thể đã chịu thương tổn. Nhà ngươi phần mộ tổ tiên sự tình làm cho thế nào? Công tôn vũ nói. Đã mau hảo, mấy ngày nay cũng muốn kết thúc, hơn nữa chúng ta cũng tính toán lại khảo thí trước chạy trở về, lão nhị đã có như vậy tính toán, chúng ta cũng toàn lực phối hợp hắn. Lý Đại Phúc nói, kỳ thật làm tức phụ làm cái này cái gì bộ ngoại giao bộ trưởng, hắn còn không phải đặc biệt duy trì, chính là không có cách nào, vị trí này giống như lại chỉ có xảo chi tới chế hành, vì thế hắn cũng chỉ có thể duy trì hơn nữa tuy rằng là cái gì bộ trưởng giống như không cần làm quá nhiều sự tình này liền có thể chờ nàng đem này bộ ngoại giao mang lên quỹ đạo phỏng chừng cũng có thể toàn thân mà lui nghĩ có thể cùng nhà mình tức phụ ẩn cư lý gia thôn chính mình liền rất chờ mong tức phụ gả cho chính mình bọn họ hai người giống như còn không có chân chính đơn độc ở chung quá đâu này mấy cái tiểu tử cô nương như thế nào liền lớn lên sao chậm đâu vì thời điểm mới có thể chân chính lớn lên không cần tức phụ nhọc lòng đâu người nào đó a, à, ngươi còn muốn chậm rãi chờ đâu, nhà ngươi kia hai cái bảo bối cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, còn có kia không có xuất thế, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Đâu? 69. Hồi Kinh Tuy rằng nói có một ít không khoái hoặc sự tình phát sinh, chính là vẫn là không có có thể ảnh hưởng mọi người hảo tâm tình, tất cả mọi người tận tình hưởng thụ ở Lý Gia Thôn một mảnh an bình. Ở phần mộ tổ tiên tu hảo sau, người một nhà đi tế bái những cái đó chết đi thân nhân, này đó thân nhân đối lý gia tới nói đều là phi thường quan trọng người. Gia gia, nãi nãi, cha mẹ, nhị thúc, nhị thẩm các ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại đều quá rất khá, các ngươi không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, chỉ là này từ biệt khả năng sẽ thực mau trở lại, cũng có thể còn muốn quá thật lâu, bất quá mặc kệ chúng ta đi đến nào đều sẽ nghĩ các ngươi. Lý Đại Phúc quỳ gối nơi đó nói, sau đó dập đầu lạy ba cái, những người khác cũng đi theo dập đầu, nghi thức không phải thực phức tạp, nhưng cũng thực trang trọng người một nhà thượng quá mồ sao tuy rằng có chút mất mát khổ sở nhưng là đại gia vẫn là thực mau khôi phục bởi vì muốn chuẩn bị trở lại kinh thành lý đại phúc tính toán ở trong thôn bãi cái yến hội làm đại gia cuối cùng lại tụ tụ đại phúc ca như vậy thực hảo yêu cầu chúng ta làm cái gì sao xảo chi hỏi không cần tiểu ca nói liền từ trấn trên tủ lầu thỉnh đại sư phó lại đây đến đổi món ăn cũng từ tửu lầu cùng nhau thống nhất lộng thì tốt rồi chỉ cho các ngươi ở chỗ này lại hảo hảo chơi chơi, nhìn xem có hay không muốn mang đi đồ vật, chuẩn bị một chút, hai ngày sau chúng ta liền xuất phát. Lý Đại Phúc nói, kỳ thật là kinh thành nơi đó thúc giục đến tương đối cấp, cái kia yêu ở kinh thành đã nháo ra sự tình, chủ yếu là gia hỏa này coi trọng một cái cô nương bên đường liền đoạt, này còn lợi hại, dân bản xứ vốn dĩ bị gia hỏa này làm đã chọc giận, lần này còn bên đường đoạt cô nương, lúc ấy cô nương này ca ca, phụ thân đều ở, đem yêu tấu một đốn, vốn đang cho rằng chẳng qua là một ít nông danh, ai biết đánh lên tới cũng không thua cho hắn, cái này yêu tiên sinh lấy ra đao đen. Người cấp bị thương, này còn lợi hại, thiên tử dưới chân, cho dù ngươi là phiên bang tới cũng không thể thương tổn bổn quốc người, vốn đang là hắn khơi màu sự tình, vì thế Smith nghiêm trị hắn, cũng đối nông hộ làm ra bồi thường, nhưng Will vẫn là không hấp thụ giáo huấn, còn ở nháo sự, đối này, Smith tính toán trước tiên trở về, tỉnh lại mất mặt, bất quá thứ này sau khi trở về chính mình nhất định sẽ sửa chữa hắn đương nhiên quyết đấu là nàng nhất muốn làm vì thế smith phái người lại đây làm công tôn vũ mau chóng trở lại kinh thành tuy rằng tiểu ca cùng lý đại phúc không có cùng trong nhà các nữ nhân nói cái gì nhưng là xảo chi trong lòng rõ ràng phỏng chừng kinh thành nhất định là ra vấn đề bằng không sẽ không đi như vậy cấp đã biết ta sẽ cùng đại gia nói một chút dù sao cũng không có gì đồ vật lần này cũng không tính toán mang cái gì dù sao trong nhà đều có xảo chi nói chỉ là lần này trong thôn mặt có chút nhân gia tưởng chính mình mang mấy cái nha đầu đi kinh thành đối xảo chi tới nói cái này là không thể thực hiện đem lợi hại quan hệ cùng lý thẩm nói một chút tuy rằng kinh thành cơ hội nhiều chút chính là cũng không phải chúng ta những người này gia có thể xứng đôi hơn nửa núi cao hoàng đế xa cho dù gã hảo nhân gia như thế nào biết người có bao nhiêu hảo đâu bị khi dễ cũng tìm không thấy hậu trường chính mình tuy rằng ở kinh thành vốn dĩ cũng rất nhiều người muốn bắt chính mình nhược điểm nếu bị người lợi dụng chẳng phải là hủy hoại các cô nương cả đời. Ngươi nói rất đúng, nha đầu, này đó cá nhân bị trước mắt kích lợi cấp môn mắt bị mù, ngươi không cần để ý tới, ta sẽ đi nói. Sau lại việc này chính là lý thẩm ra mặt cấp thuyết phục, vốn dĩ trong thôn quá đến cũng không tồi, nếu lại địa phương tìm hảo nhân gia cũng là có thể, đừng mí mắt mỏng nghĩ những cái đó không thực tế. Hảo, ta đi an bài, cùng thôn trưởng đại thúc đi thương lượng một chút, ngày mai liền làm. Lý Đại Phúc nói một chút sau đã có thể rời đi, Sảo chi nhìn rời đi Lý Đại Phúc, mấy năm nay người này cũng là trở nên phi thường lão luyện, làm việc cũng trầm ổn, cái này làm cho xảo chi cũng là phi thường vui mừng, chính mình cũng không cần như vậy nhọc lòng. Lý Đại Phúc đi rồi, xảo chi cũng đi an bài người sửa sang lại hành trang, vương phi, chúng ta đây là khi nào trở về a? À? Đào Hoa hỏi. Quá hai ngày, trong kinh thành sự tình cũng tương đối nhiều, chúng ta cũng không thể lại trì hoãn, tuy rằng có chút không tha, chính là không có cách nào, sự tình vẫn là muốn phân chia nặng nhẹ nhanh chậm đã biết vương phi đào hoa các nàng đi sửa sang lại công tôn vũ đã mang theo anna vào núi đi chơi nha đầu này đến từ lần trước chơi qua sau liền vẫn luôn muốn đi trong núi chơi xảo chi cũng không ngăn cản này liền đương vợ chồng son hẹn hò hảo cỏ cây chúng ta đã trở lại nhìn xem chúng ta mang theo cái gì đã trở lại anna thanh âm truyền tới thứ này trên tay phủng thật nhiều đồ vật còn có mặt sau đi theo công tôn vũ hai người đem trong núi đánh cướp sao? Có con thỏ, gà rừng, con hoảng, còn có thật nhiều cá. Các ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy? Xảo chi làm hạ nhân lập tức cấp này hai người đem đồ vật bắt lấy tới. Cỏ cây, ta muốn ăn nướng thỏ hoang, còn muốn ăn canh cá, còn có gà quay. Anna gần nhất là bị mấy thứ này cấp thuyết phục, trên cơ bản mỗi ngày đều phải ăn. Hảo, cho ngươi ăn, ngươi sẽ không sợ béo vì sao, đến lúc đó xuyên tân nương trang chính là không xinh đẹp nha. Xảo chi nói giỡn nói. Vũ nói hắn không thèm để ý, đúng hay không? Anna nhìn công tôn Vũ nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại quá gầy, ăn nhiều một chút, thích ăn ta ngày mai lại đi trảo. Công tôn Vũ sủng nịch nói, xảo chi lắc đầu, hai người kia thật là, đương chính mình cái này bóng đèn không ở sao. Hảo, các ngươi hai cái, mau đi tẩy tẩy, dơ muốn chết. Cái này tiểu ca gần nhất bồi Anna đi trên núi, làm dơ đều không để bụng, xem ra tình yêu thật là có thể thay đổi một người đâu đã biết Anna vui vẻ lôi kéo công tôn Vũ đi xuống rửa mặt chải đầu xảo chi lắc đầu kẻ dở hơi ngày hôm sau mở tiệc chiêu đại đại Nhật tử vốn dĩ tính toán ở trong nhà làm sau lại thôn trưởng đề nghị liền đến trong thôn công cộng địa phương đi làm nơi đó địa phương đại tất chứa người cũng là rất nhiều bởi vậy sáng sớm thôn danh nhóm liền bắt đầu bận rộn dọn cái bàn ghế dựa còn có nồi chén cáo bồn Tuy rằng Tửu lầu sẽ chuẩn bị yến hội dùng đồ ăn chính là nồi chén gáo bồn lấy tới bắt đi cũng phiền toái, liền từ các gia lấy là được, còn có lâm thời bể bếp, những cái đó đại sư phó. Cũng là làm quán, đem ngươi lên cũng là thuận buồm xuôi gió, thôn phụ nhóm hỗ trợ rửa rau sắc rau, nhưng thật ra xảo chi nhà bọn họ người không có gì sự tình làm, bởi vì đều bị người trong thôn phân phối đi rồi. Thím, hôm nay đại gia vất vả. Xảo chi nói. Nói cái gì đâu, đại gia đây là cùng ăn tết giống nhau, các ngươi phải đi, đại gia còn không bỏ được đâu. Lý Thẩm nói. Ta cũng không bỏ được các ngươi, nếu không phải trong kinh thành có việc, chúng ta thật đúng là tính toán ở chỗ này nhiều đãi chút thời gian đâu, bất quá không quan hệ chỉ cần chúng ta có thời gian liền sẽ trở về, đến lúc đó Lý Thẩm cũng không nên ghét bỏ chúng ta nha. Xảo Chi làm quái nói. Ngươi nha đầu này, ghét bỏ các ngươi, ta là hoa nghênh các ngươi còn không kịp đâu. Hư nha đầu. Lý Thẩm điểm một chút giấc giờ đầu. Ta liền biết, Lý Thẩm đau nhất ta. Xảo chi ôm Lý Thẩm nói. Ngươi Nga. Đại gia vừa nói vừa cười, vì xây dựng không khí, này khối đất trống còn bị trang điểm đèn lồng, xảo chi bọn họ là an bài giữa trưa cùng buổi tối, tiệc cơ động, muốn ăn liền có thể ăn, bởi vậy hôm nay đại gia cũng phi thường vui vẻ, tiểu hài tử nhóm càng là chơi đùa vui vẻ, có ăn có chơi, có thể không vui sao. Đại Phúc ca, đại gia thật vui vẻ. Xảo chi ôm ở đại phúc bên người nói. Đúng vậy, hy vọng như vậy nhật tử vẫn luôn tồn tại lý đại phúc cảm khái nói trước kia ở chính mình lại trong thôn tuy rằng bị đại gia ghét bỏ nhưng đại gia không có chân chính khi dễ bọn họ chính là sao lại tức phụ tới giúp đại gia thay đổi cái nhìn cấp trong nhà cũng mang đến sung sướng người trong thôn sinh hoạt cũng hảo tất cả mọi người sinh hoạt ở vui sướng chung đây là chính mình trước kia chưa từng có nghĩ tới chính là bên người nữ nhân này cho bọn hắn cả nhà mang đến sung sướng cảm ơn ngươi tức phụ lý đại phúc lại xảo chi bên tai nói đồ ngốc xảo chi biết người nam nhân này đang nói cái gì gợi ý hắn thật không cần có ý nghĩ như vậy có thể ở chỗ này gặp được chính mình thiệt tình tương đãi người cũng là vô cùng may mắn cảm tạ trời cao cho hắn xuyên qua các ngươi hai cái đừng nị oai mau tới ăn công tôn vũ nhìn hai người thật là nhiều người như vậy cũng không biết thu liễm một ít liền ngươi nói nhiều thật là xảo chi nói sau đó lôi kéo đại phúc cùng nhau ngồi vào vị trí trong bữa tiệc đại gia cho nhau kính rượu, nói các lời nói, lẫn nhau cố gắng. Xảo chi nhìn mọi người, chờ trở về kinh thành không biết có cái dạng nào cục diện, bất quá mặc kệ gặp được cái gì đều sẽ không ảnh hưởng cái này gia, bởi vì tất cả mọi người là một lòng, mặc kệ phát sinh cái gì, đại gia nhất định có thể giải quyết. Yến hội liền ở náo nhiệt trung kết thúc, xảo chi bọn họ cũng rời đi lý gia thôn, rời đi thời điểm, toàn thôn người đều tới đưa tiễn, mạnh gia người vẫn là lưu tại lý gia thôn, nhà bọn họ tiểu tử cùng bọn nha đầu ở Lý Gia Thôn cũng muốn nhìn nhân gia, còn có quanh thân thôn, bởi vậy cũng không nghĩ rời đi Lý Gia Thôn, mà nơi này xảo chi cũng xác thật yêu cầu người tới xử lý, mạnh gia là nhất thích hợp. Cỏ cây, ta sợ quá, cái kia yêu là cái hỗn đảng đâu. Anna bất an nói. Anna, không cần lo lắng, tin tưởng chúng ta, ta cùng tiểu ca tuyệt đối sẽ không làm ngươi có vấn đề, cuối cùng ngươi sẽ chỉ là tiểu ca tân nương, xảo chi kiên định nói. Ân, ừ cỏ cây cảm ơn các ngươi. Anna biết gia nhân này có bao nhiêu đoàn kết, mấy ngày nay đi trong núi đi săn, nàng cũng thấy được, công tôn vũ hắn không phải mặt ngoài văn nhược thư sinh, hắn võ công rất mạnh, còn sẽ mang chính mình phi, này cũng làm nàng định hạ tâm tới. Sau khi trở về, ngươi khả năng mau chân đến xem Smith, còn có cái kêu yêu ta nhưng thật ra cũng tưởng gặp mặt, xem là cái dạng gì một người, như vậy kiêu ngạo, ở chúng ta địa giới la lối khóc lóc. Xảo Chi nói, ở cùng Lý Đại Phúc nói chuyện trung cũng Đức quản chỉ đạo một ít người nọ ở trong kinh thành hành động, rất là khinh thường loại người này, nói trắng ra là chính là cái ức hiếp người nhà, bắt nạt kẻ yếu, còn cùng tiểu ca quyết đấu, sẽ không sợ bị chỉnh chết, tiểu nhân một cái. 70. Kế hoạch Đương xảo chi bọn họ đoàn người trở lại kinh thành thời điểm, Smith đã ở vương phủ đợi. Ca ca Anna nhìn đến chính mình cái này ca ca, vui vẻ chạy qua đi. Smith ôm ôm chính mình muội muội, sau đó nhìn về phía xảo chi bọn họ đã lâu không thấy smith nhìn lý gia hai vợ chồng này hai người hiện tại là càng thêm bất phàm cái kia bình thường nam nhân trải qua tôi luyện hiện tại đã biến phi thường tự tin vương tử điện hạ ngươi hảo lý đại phúc cho hắn còn lễ hảo đừng nói như vậy nhiều đại gia đi trước rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi trong chốc lát smith chúng ta chờ một lát bàn lại được không cái này smith cũng thật là mọi người đều vừa trở về hắn liền tới rồi người khác còn muốn nghỉ ngơi đâu, gia hỏa này lúc này tới không phải tìm người phiền. Các ngươi làm những người khác đi trước nghỉ ngơi, bất quá công tôn vũ cùng vương gia muốn lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Smith nói, nhìn Smith nghiêm túc bộ dáng, xảo chi biết sự tình không có đơn giản như vậy, cũng không rối rắm, mang theo Anna cùng bọn nhỏ cùng nhau đi xuống. Sao lại thế này? Công tôn vũ ngồi xuống, hạ nhân đã bưng trà phóng thượng, công tôn vũ uống một ngụm. Viu hậu thiên muốn cùng ngươi quyết đấu, hơn nữa không biết hắn từ nơi nào lộng xảo chi bức họa tuyên bố đánh bại ngươi sau muốn đem xảo chi cũng đoạt lấy đi smith nói hắn đánh trắm lão tử trước phế đi hắn lý đại phúc lập tức liền hỏa đi lên chính mình tức phụ tên hỗn đảng kia tẫn nhiên muốn cướp không biết là cái cái dạng gì phế vật kiêu ngạo đến trình độ này hắn cốt xấu cũng là một cái vương gia nếu tiểu tử này như vậy không lên đường như vậy liền cho hắn một cái trí mạng đã kích ngươi không cần cấp chuyện này ta tới xử lý ta sẽ đem nàng đánh ngã công tôn vũ nói tên hỗn đảng kia ngay từ đầu liền xem hắn không vừa mắt hiện tại thứ này lại ở đánh nhà bọn họ bảo bối chủ ý ta nói smith thứ này nhà các ngươi liền không có biện pháp xử lý sao công tôn vũ nhìn smith nói ta cũng không tham chính nhà bọn họ ở quốc gia của ta cũng là tương đối có nội tình ca ca ta nhóm cũng tưởng xử lý chính là hiện tại không phải tìm không thấy lấy cớ sao smith sờ sờ cái mũi nói kỳ thật ta và các ngươi nói này đó chủ yếu là muốn lợi dụng chuyện này cho bọn hắn gia một cái trí mạng đã kích, phá hư ban giao, khơi mào sự tình. Người như vậy ở chúng ta quốc gia là phi thường nghiêm trọng tội, cho nên muốn các ngươi làm xảo chi ân hơi chút hy sinh một chút. Smith biết lời này vừa ra lập tức trước lấy hai cái nam nhân lửa giận. Ngươi hỗn đảng này, đừng làm cho ta đánh ngươi. Ta tức phụ không thể mạo một chút nguy hiểm, ta nói cho ngươi đừng nghĩ đem chủ ý đánh tới ta tức phụ trên người, bằng không ta bổ ngươi. Lý Đại Phúc càng thêm tức giận, cũng phí tức phụ vẫn luôn đem hắn đương bằng hữu hắn tẫn nhiên muốn lợi dụng chính mình tức phụ các ngươi trước không cần sinh khí ta đã kế hoạch hảo tuyệt đối sẽ không làm xảo chi xảy ra chuyện smith nói đó là các ngươi việt nhà quan chúng ta đánh trắm ta nhưng cùng ngươi giảng kia hỗn đảng nếu lại chúng ta quốc gia sàng bậy ta nhất định sẽ phế đi hắn không nói cái khác tức phụ cũng là triều đình một cái quan viên hoàng đế cũng sẽ không làm nàng dễ dàng thiệp hiểm công tôn vũ nói các ngươi không cần tranh ta đồng ý smith kế hoạch lúc này truyền đến xảo chi thanh âm tức phụ ngươi như thế nào có thể đáp ứng đâu lý đại phúc bắt lấy xảo chi tay nói các ngươi nghe ta nói nếu gia nhân này gia ở smith quốc gia như vậy có thế lực tương lai tiểu ca cưới anna khẳng định sẽ lọt vào bọn họ vây công đến lúc đó khả năng kết quả sẽ càng tao ta không nghĩ chuyện này phát sinh nếu ta hiện tại có thể hơi chút thiệp hiểm có thể giải quyết hậu hoạn có cái gì không thể hơn nữa cái này là ở chúng ta quốc gia người này nếu thật sự động thủ, chúng ta còn không thể ngăn cản hắn sao, còn có thể làm hắn thực hiện được không? Xảo Chi nói, sau đó nhìn Lý Đại Phúc, nàng biết, nam nhân nhà mình không gật đầu, nàng là không có khả năng giúp được Smith cùng Anna bọn họ. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái kêu yêu rốt cuộc là cái cái dạng gì nam nhân, như thế nào như vậy chọc người chán ghét. Tức phụ. Lý Đại Phúc đáng thương hề hề nhìn chính mình tức phụ, hắn không đồng ý chuyện này, chính là tức phụ giống nhau quyết định sự tình là rất khó thay đổi đại phúc ca yên tâm hảo ta sẽ chiếu cố hảo chính mình tên kia nhất định chiếm không đến tiện nghi xảo chi nói lý đại phúc cuối cùng gian nan gật gật đầu công tôn vũ cũng biết chính mình cái này muội muội nếu tính tình quật lên thật đúng là không ai có thể khuyên lại cảm ơn ngươi xảo chi smith nói đừng tạ quá sớm ta cũng không phải là không có điều kiện xảo chi nói ngươi nói điều kiện gì đều đáp ứng smith hứa hẹn nói chúng ta công tôn gia cùng lý gia từ các ngươi kia tiến sở hữu hóa, về sau muốn ở hiện có cơ sở thượng lại cho ta đánh giảm 40%. Xảo chi nhưng không muốn làm lỗ vốn mua bán. Xảo chi, ngươi cũng quá lợi hại đi, vốn dĩ liền không như thế nào kiếm các ngươi tiền. Smith nói, ngươi kiếm bao nhiêu tiền mọi người đều hiểu rõ, chúng ta tiến vài thứ kia ngươi lại không phải không biết, phí tổn gia liền về điểm này, ngẫm lại cho các ngươi diệt trừ một cái tai họa, cho các ngươi hoàn thất đổi lấy bao lớn ít lợi, cái này cũng không phải là tiền có thể cân nhắc huống chi cùng chúng ta quốc gia lui tới mậu dịch ta cũng không có làm ngươi giảm giá a xảo chi nhìn smith tiểu dạng muốn chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm không điểm ích lợi chính mình lại không ngốc như thế nào sẽ không cần đâu thành ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít đi smith cuối cùng khẽ cắn môi nói chúng ta đồ vật giá cả hàng nhưng đừng cho ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu xảo chi nói yên tâm đi phẩm chất tuyệt đối sẽ không so hiện tại kém. Smith nói, gia nhân này thật là chưa bao giờ có hại, bất quá cũng hảo, nếu muội muội gả cho công tôn gia, cũng là người trong nhà, không cần thiết như vậy so đo. Hảo thành giao, ngươi kế hoạch là cái gì, ngày mai rồi nói sau, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Một hồi đến từ gia tướng công cùng ca ca phải đến như vậy tin tức, phỏng chừng hiện tại là thể xác và tinh thần mỏi mệt nếu làm hoàng đế đại thúc biết tính toán của chính mình nhất định sẽ đến mắng chính mình một hồi. Hảo, ta hôm nay liền không quấy rầy các ngươi, ngày mai lại đến tìm các ngươi thương lượng những việc này. Smith cũng thực thức thời, Lý Đại Phúc cùng công tôn vũ sắc mặt đều không tốt, hắn nhưng không nghĩ lại kích thích bọn họ, cùng đại gia chào hỏi, liền rời đi. Tức phụ, ngươi một hai phải làm như vậy nguy hiểm sự tình sao, Lý Đại Phúc một ngày đều không vui, làm cho trong nhà hài tử đều tránh hắn, sợ hắn phát giận. Đại Phúc ca, ta biết lần này có điểm mạo hiểm, nhưng là tin tưởng ta, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, ta có ngươi, ta yêu nhất người, còn có bọn nhỏ, còn có các đệ đệ muội muội, còn có gia gia nải nải bọn họ, ta biết nếu ta bị một chút thương tổn, các ngươi nhất định sẽ thương tâm khổ sở, lần này làm như vậy, là không nghĩ tiểu ca bọn họ tương lai quá đến quá vất vả, mấy năm nay, tiểu ca cho chúng ta chính là dùng không ít tâm, hắn thật vất vả tìm cái người yêu, chúng ta hy vọng hắn. Có thể hạnh phúc, lần này nho nhỏ mạo hiểm có thể đem tên kia xử lý chúng ta không có gì không tốt hơn nữa từ smith chúng ta đây cũng bắt được thấp nhất giá cả về sau chúng ta phải hảo hảo quá chúng ta nhật tử ngươi có chịu không xảo chi ôm ở cái này nam nhân trong lòng ngực nói tức phụ ta sợ yên tâm như vậy một lần sẽ không có việc gì xảo chi phủng nam nhân mặt nói sau đó hôn đi xuống lý đại phúc rất ít đã chịu tức phụ chủ động đối đãi thực mau liền đắm chìm ở tức phụ ôn nhu hương, có một số việc vẫn là chính mình an bài một chút tương đối hảo, Lý Đại Phúc cuối cùng đối chính mình nói, tức phụ mệnh tuyệt đối không thể giao cho trên tay người khác. Ngày hôm sau Smith sáng sớm liền tới rồi, mang theo xảo chi, Đại Phúc cùng công tôn vũ vào thư phòng, một đám người nói đã lâu, đến giữa trưa thời điểm mới ra tới, Smith ăn cơm trưa sau, liền rời đi đi bố trí. Nha đầu, chuyện này ngươi không cần thiện làm chủ trương biết không? Hết thảy ta cùng Đại Phúc sẽ khống chế công tôn vũ biết cái này muội muội là một lòng vì chính mình chính mình cũng không thể làm nàng xảy ra chuyện ngày mai quyết đấu chính mình nhất định phải thắng bằng không tên hỗn đảng kia liền có cơ hội thực hiện được bởi vì xảo chi sự tình công tôn vũ cũng biết biết nhà mình gia gia ai biết hoàng đế cũng ở biết xảo chi quyết định cái thứ nhất giết đến vương phủ xảo chi lúc ấy chính bồi mấy cái hài tử chơi đâu người tốt xấu là cái quan viên như thế nào làm việc liền như vậy không suy xét chu toàn đâu Ngươi không biết người nọ chính là cái hỗn đảng sao, gần nhất hắn chính là nhận được không ít như vậy khiếu nại, hắn tưởng mau chóng đem người nọ cấp đuổi đi, nha đầu này khen ngược, còn cùng Smith bọn họ chỉnh ra chuyện như vậy. Đại thúc, chính là bởi vì ta là quan viên, nếu nam nhân dám động thủ, ngươi nói không phải khơi màu sự tình sao. Người như vậy lưu trữ chỉ sợ cũng là một cái tai họa tới, còn không bằng thừa hiện tại giải quyết rất tương đối hảo. Nói nữa, người nọ ở chỗ này làm sằng làm bậy, chúng ta chính là muốn phải về lợi tức cũng không thể làm hắn tiêu dao xảo chi nói ngươi nha đầu này vô luận khi nào đều là ngươi có lễ hiên viên hoành nói nha đầu này thật là không cho người bớt lo đại thúc ta biết ngươi là đau ta nhưng là ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hảo chính mình xảo chi nói đại thúc chờ chuyện này sau khi kết thúc ngươi đến lúc đó cho chúng ta tiệm cơm tây cắt băng được không xảo chi hỏi vì mượn sức cái này hoàng đế bọn họ trả lại cho hắn một thành cổ phần danh nghĩa đâu gia hỏa này làm hắn ra điểm lực cũng không phải vấn đề. Hảo, không có vấn đề. Hiên viên hoành nói, cầm tiệm cơm tây của phần danh nghĩa, chính mình đi cắt băng cũng là hẳn là, làm nhà ăn cấp bậc cao hơn một tầng, đến lúc đó lợi nhuận sẽ cùng nhiều, chính mình phân cũng nhiều, có bạc lấy sự tình, chính mình là sẽ không chối từ. Nha đầu, khảo thí sự tình tính toán khi nào? Suy xét đến gần nhất sự tình, không biết cái này nha đầu muốn hay không lại kéo một chút thời gian. Đúng hạn cử hành đi, Chúng ta kéo lâu lắm, đúng rồi lần này bệnh thủy đậu có bao nhiêu hài tử xảy ra chuyện. Cho tới nay xảo chi cũng không hỏi, nam nhân nhà mình nhóm đều không nói cho chính mình. 71. Quyết đấu Còn hảo, trừ ngay từ đầu chưa kịp trị liệu, không sai biệt lắm liền năm cái, các nơi khu cũng đăng báo, không có tử vong, đây đều là ngươi công lao. Thiên viên hoành nói Khi năm cái hài tử trong nhà nên nhiều thương tâm a. À. Xảo chi nói Đã làm tương ứng bổ cứu, hoàng đế nói đại thúc ta cảm thấy chúng ta hẳn là có chuyên môn cấp tiểu hài tử xem bệnh đại phu xảo chi tới nơi này sau phát hiện đều là xem thành nhân bệnh tiểu hài tử bệnh thực dễ dàng bị che giấu ta cũng tưởng chính là chúng ta này cũng không có chuyên trách người như vậy a à. hiên viên hoành cũng lĩnh giáo lần này như vậy cục diện nếu không phải xảo chi biết kia chính là muốn ra vấn đề lớn ta suy nghĩ đến lúc đó tiểu ca không phải muốn đi anna cái kia quốc gia sao mang mấy cái nguyện ý tiếp thu tân sự vật đại phu đi phiên bang học tập thứ này cũng không phải một ngày hai ngày có thể học được yêu cầu ở nơi đó một đoạn thời gian hơn nữa muốn thông ngôn ngữ ngài xem có thể tìm được người như vậy sao xảo chi đem tính toán của chính mình cùng hoàng đế nói một chút cái này ta tới ngẫm lại có thể suy xét một chút này ngôn ngữ muốn rẻ lại thông y thuật thật đúng là không nhiều lắm thiên viên hoành nói ngươi tìm xem xem đi dù sao ta tiểu ca đi phiên bang cũng vẫn là muốn một đoạn thời gian xảo chi nói dù sao có một số việc cũng không phải đặc biệt cấp cấp cũng cấp không tới đã biết hiên viên hoành nhìn xem cái này tiểu nha đầu nha đầu ngươi tính toán lần này như thế nào làm xảo chi biết hắn đang hỏi yêu sự tình vì thế nàng đem kế hoạch cùng hiên viên hoành nói một chút hiên viên hoành nhìn nhìn nàng cũng chưa nói cái gì đến lúc đó chính mình lại phái một ít người cho nàng âm thầm bảo hộ đi nha đầu này thật đúng là không phải đèn cạn dầu ngươi liền như vậy tự tin người nam nhân này sẽ thượng câu hiên viên hoành nhìn cái này tự tin nha đầu hỏi nếu người này thật là như vậy tự phụ nói lần này quyết đấu nếu thua hắn sẽ càng cần nửa tìm đột phá khẩu phát tiết kia lúc này ta là hắn tốt nhất mục tiêu xảo chi nói nếu thắng liền càng không cần phải nói ở trong mắt hắn một cái kẻ thất bại muội muội càng làm cho hắn kéo dài thắng được thắng lợi vui sướng loại người này kỳ thật chính là có chút tâm lý thay đổi đi bất quá không quan hệ ở hiện đại hiểu biết đến biến thái nhiều đi, thứ này còn không tính cái gì, chính mình nhất định có thể ứng phó. Vạn sự vẫn là cẩn thận, đến lúc đó, ta cũng sẽ phái người ở bên cạnh ngươi bảo hộ, không chuẩn không cần, ngươi chính là ta quan trọng thần tử. Hiên viên hoành thấy xảo chi muốn phản đối, lập tức bác bỏ. Khi cảm ơn đại thúc, hôm nay ta xuống bếp, lưu tại này ăn cơm bái. Xảo chi nói, lần này trở về từ quê quán mang theo củ sen, liền nghĩ làm điểm ngó sen bánh, đường ngó sen linh tinh, Thứ này dù sao hương vị cũng không tồi, này còn may mà quê quán người chứa đựng Hảo, bằng không hiện tại nhưng không thứ này ăn. Hảo, ta đây hôm nay cần phải có lộc ăn. Khiên Viên Hoành Phi thường vui vẻ, sau đó liền đi tìm hai cái tiểu gia hỏa đi chơi, nghĩ đến kia hai đứa nhỏ, chính mình vô cùng thích, sau nhà mình những cái đó tôn tử Hảo chơi nhiều, này hai hài tử chính là cái hạt dễ cười, bất quá cũng không phải bạch bạch làm ngươi vui vẻ, này hai tiểu tử nhất định sẽ từ ngươi kia được đến chỗ tốt vì cái này hắn còn cùng hai tiểu tử đấu trí đấu dũng đâu, ngẫm lại chính mình cũng thật ấu trĩ. Khi hai tiểu gia hỏa đâu? Hiên viên hoành hỏi. Ở trong vườn chơi, ta làm nha đầu mang ngươi đi, theo trúc, mang đại thúc đi tìm các bảo bối đi. Theo trúc tiến vào đem hiên viên hoành mang đi, xảo chi tắt hướng phòng bếp phương hướng tiến quân, buổi sáng đã chiếu cố một ít đồ vật như thế nào thao tác, bất quá chính mình vẫn là muốn nhìn, rốt cuộc tài liệu không nhiều lắm, làm tạp liền không đẹp. Giữa trưa thời điểm, xảo chi nhìn cười ha hả hai đứa nhỏ liền biết hôm nay đại thúc lại bại cấp này hai tiểu tử không biết lại bị chỉnh đi gì đồ vật không phải nói đại thúc chỉ số thông minh vấn đề mà là làm trưởng bối đối tiểu bối yêu thương cái này ngàn năm cáo già như thế nào sẽ làm tiểu hài tử dễ dàng như vậy thực hiện được đâu còn không đều là hắn nhường các ngươi này hai tiểu tử lại khi dễ đại thúc gia gia xảo chi nhìn các bảo bối nói ngươi này hai tiểu tử quá thông minh ta nhưng cùng ngươi nói tốt làm cho bọn họ về sau cấp triều đình làm việc. Hiên viên hoành gấp cái ngó sen viên, ô ô ăn ngon thật, ngoại giòn nộn, lại gấp một con tắc trong miệng, tại đây trong nhà ăn cái gì cũng không thể từ từ ăn nga, đều phải dựa đoạt. Cái này ta cũng không thể đáp ứng, vạn nhất trường tàn, hoặc là không có hứng thú kia nhưng không không xong, hơn nữa ngươi xem bọn họ bộ dáng này, đừng cho ngươi toàn bộ tham quan ra tới, kia nhưng không mỹ diệu. Ngươi đừng nói như vậy bọn họ, này hai tiểu tử ta là đã nhìn ra, bọn họ chính là cái loại này quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, tuyệt đối không phải là cái loại này vi phạm pháp lệnh người. Hắn cũng không ngừng ở thí nghiệm này hai tiểu tử, nếu này hai tiểu tử thua, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở dây dưa, thuộc về bọn họ, bất luận kẻ nào đều không thể lấy đi, nhưng là không thuộc về bọn họ, bọn họ có thể xem đều không xem. Vậy ngươi về sau cùng bọn họ nói đi, ta cũng mặc kệ. Đứa nhỏ này lựa chọn vẫn là làm hài tử chính mình quyết định, nàng sẽ không can thiệp này đốn cơm trưa đại gia ăn đến độ thực vui vẻ, mọi người ăn thật nhiều ngó sen viên, hiên viên hoành còn mang theo một ít ngó sen viên cùng đường ngó sen trở về, nói là cho hoàng hậu nếm thử, thiết, cuối cùng còn không phải vào hắn miệng, thật là, luôn là tìm lấy cớ này. Ngày hôm sau chính là quyết đấu thời gian, quyết đấu là đặt ở hoàng gia sang viên, ở chỗ này hiên viên hoành cũng không có tham gia, chính là thái tử ngồi thẳng, Smith cũng ngồi ở hắn bên người, xảo chi người một nhà cũng ở đội ngũ, mà cái kia kêu yêu nam nhân cũng vẫn luôn nhìn chính mình, cặp mắt kia làm chính mình thật sự thực bổ thoải mái, Lý Đại Phúc lúc này đã sắp tức giận đến nổ tung, đã nắm chặt nắm tay muốn tấu hắn. Đại Phúc ca, ngươi để ý đến hắn làm cái gì, chính là cái tinh trùng thượng não người. Xảo Chi nói, nhìn nhà mình tướng công, này nam nhân chỉ sợ muốn bạo tẩu, này không thể được đâu, còn có trò hay muốn trình diễn đâu. Vị này chính là công tôn đại tiểu thư đi. Người nam nhân này ai cũng không xem, cũng chỉ xem xảo chi, xảo chi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiên sinh, ta là Lý Phu Nhân, phiền toái tôn xưng ta vi Phu Nhân. Xảo chi nói. Công tôn đại tiểu thư, thực mau liền không phải là. Nguyên ngạo mạng nói, nữ nhân này lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nghe nói vẫn là làm buôn bán năng thủ, nếu lộng sau khi trở về, có thể giúp chính mình đánh thiên hạ, nữ nhân này tuyệt đối có thể, bằng không Smith tên kia cũng sẽ không như vậy coi trọng, tuy rằng Smith không đem hắn đương một chuyện, chính là hắn biết Smith không phải một cái đơn giản nhân vật, tuy rằng chỉ thích kinh thương, nhưng không đại biểu hắn ánh mắt không được, kinh thương vốn dĩ liền có thức người bản lĩnh, đối một nữ nhân. Như thế coi trọng, vậy nhất định là nàng có bất đồng người thường địa phương. Người gia hỏa này nói cái gì đâu. Lý Đại Phúc bạo tẩu, đứng lên. Đại Phúc ca. Xảo Chi lôi kéo hắn, tiên sinh, người hôm nay hình như là yếu quyết đấu đi. Xảo Chi nhắc nhở người nam nhân này, chờ một chút làm tiểu ca chuyên môn tấu hắn mặt, ai làm gia hỏa này dựa vào gương mặt kia nơi nơi rêu rao, tuy rằng lấy phiên ba người diện mạo, này nam nhân xác thật có thể xem như cái mỹ nam tử, nhưng là hắn cặp kia tùy tiện đôi mắt lại bán đứng hắn, chỉ cần có điểm đầu óc người, là sẽ không lựa chọn hắn. Thi đấu bắt đầu đi. Hiên viên thái tử nói, cái này yêu ở kinh thành làm chuyện tốt, chính mình cũng đã nhẫn đủ rồi, yêu cấp xảo chi được rồi cái thân sĩ lễ, đại tiểu thư, nhìn ta như thế nào đánh bại ca ca ngươi đi. Này nam nhân xấu xa cười. Công Tôn Vũ cũng chuẩn bị đi hướng sân thi đấu, ở trải qua đại phúc bọn họ bên này thời điểm, tiểu ca, hung hăng tấu hắn, đặc biệt là gương mặt kia, tấu đến hắn nương đều không quen biết hắn. Công Tôn Vũ gật gật đầu, vốn dĩ liền không có tưởng buông tha hắn, hỗn đảng đồ vật, nếu chỉ là vì Anna cùng chính mình quyết đấu, hắn vẫn là có thể tiếp thu, làm nam nhân yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nhưng thứ này tự nhiên đánh lên chính mình muội muội chủ ý, đừng nói muội muội gã chồng, liền tính không có gã chồng, loại này mặt hàng cũng đừng nghĩ mơ ước chính mình muội muội tiểu bạch kiểm cẩn thận chờ một chút đừng khóc cha kêu nương Huy dùng một cái nhanh chóng đoạn quyền đánh lại đây đây là quyền anh nhưng đối với dùng võ thuật công tôn vũ thời điểm thực dễ dàng liền né tránh mấy cái hiệp xuống dưới mưu căn bản là không có đạt tới công tôn vũ nhưng thật ra bị công tôn vũ đánh thật nhiều hạ đặc biệt là gương mặt kia bị tấu thật nhiều hạ tiểu tử ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu tôn quý nhưng ở chỗ này phải dựa theo chúng ta quy củ hành sự. Nói xong công tôn vũ cũng liền không đấu người nam nhân này, một cái phi chân, đá vào nam nhân kia trên mặt, khi nam nhân bị đá đi ra ngoài, viêu ngã trên mặt đất, phun hai khẩu huyết. Hừ, phế vật. Công tôn vũ nhìn ngã trên mặt đất Will, Will thử bò dậy, nhưng là giống như có điểm khó khăn, mẹ nó, ai nói tiểu tử là vô dụng gia hỏa tới, mẹ nó, lần này chính mình chính là tái, nghỉ ngơi một chút, lung lay bò lên. Còn muốn lại đánh sao? nhìn kia trương đủ mọi màu sắc mặt công tôn vũ còn tưởng lại đánh chính là hắn biết thứ này phỏng chừng đã đánh bất động chính mình lại ra tay sẽ muốn mạng người ta thua anna ta từ bỏ thiếp một cái vô dụng tiểu nha đầu hắn còn không thèm để ý đâu bất quá ngươi muội muội ta nhất định phải được nhìn thoáng qua xảo chi sao liền lui ra ngoài chữa thương bất quá ở chữa thương thời điểm đường phố bí mật bày mưu đặt kế thái y chính là cấp thứ này thượng nặng nhất dược cũng là nhất đau còn có gương mặt kia càng là dùng một ít đặc thù phương thuốc, làm hắn không nhanh như vậy ra tới gặp người. Vũ, ngươi quá tuyệt vời. Anna chạy qua đi ôm công tôn Vũ cười nói. Hảo, ngươi nha đầu này, này cái gì trường hợp? Smith ra tới nói chuyện, chính mình muội muội hôn sự rốt cuộc đính xuống tới, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp liền xem kia hóa có thể hay không thượng câu, bất quá vừa mới rời đi khi, hắn nhìn xảo chi một bộ nhất định phải được ánh mắt khi, hắn biết cái này xuẩn trứng vẫn là sẽ thượng câu, vậy cho các ngươi gia tộc đã chịu nên có trừng phạt đi. 72. Hôn mê Bởi vì Will bị đánh thực thảm, bởi vậy trở lại bọn họ trụ địa phương, Will đã phát một hồi tính tình. Công tôn vũ, thi đấu bại bởi ngươi, nhưng là còn có ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Will đến từ thấy được xảo chi, trong đầu đều là nữ nhân kia, so Anna đều phải xinh đẹp, hơn nữa nữ nhân kia đối nàng nam nhân cười khẽ, loại này cười làm người đặc biệt thoải mái, kế tiếp thời gian nhìn như tương đối bình tĩnh, chính là cái này uy mang đến người vẫn luôn âm thầm giám thị xảo chi một nhà. Công tước, Tấn Vương Phi ngày mai muốn đi trong miếu dân hương, nghe nói chính là mấy cái nữ quyến. Một cái người hầu cùng uy hội báo đến. Thực hảo, ngày mai chúng ta liền đi xem, có thể hay không đem người cấp bắt. Vì thế vài người ở nơi đó cộng lại bọn họ kế hoạch, lại không biết ngoài cửa sổ đã có người đã biết bọn họ kế hoạch, chỉ thấy hắc ảnh mấy cái hạ xuống biến mất ở trong bóng đêm. Này đàn gia hỏa thật sự nói như vậy, tính toán nắm quyền cố tới che giấu sự thật, đem tức phụ bắt đi. Lý Đại Phúc tức giận hỏi. Đại Phúc ca, bình tĩnh một chút, nếu biết bọn họ kế hoạch, chúng ta cũng liền tương kế tự kế bái, dù sao loại người này cũng không cần lưu, hắn muốn tạo thành thương tổn, chúng ta làm hắn tự thực hậu quả xấu, các ngươi tiếp tục theo dõi bọn họ, nếu có bất hảo, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất quá chỉnh chuyện nhất định phải làm xinh đẹp, làm tên kia chính mình bại lộ ra tới. Đúng vậy, hắc y nhân lại lần nữa biến mất đại phúc ca ngươi sinh khí làm cái gì chúng ta không phải đã sớm biết sao xảo chi nói biết là một chuyện tình chính là lúc ấy cũng không biết hắn sẽ lộng như vậy hung hiểm đồ vật a à, thương đến ngươi làm sao bây giờ lý đại phúc ông chính mình tức phụ nói đồ ngốc ta sẽ không có việc gì ta lại không ngốc hắn muốn bắt liền chụp tới xảo chi nhìn người nam nhân này mỗi lần đều như vậy khẩn trương đúng là vạn nhất chính mình ngày nào đó biến mất hắn làm sao bây giờ như thế nào đột nhiên nghĩ đến này thật là nàng tin tưởng trời cao sẽ không như vậy đối nàng chính là thật đúng là người định không bằng trời định lần này nàng chỉ sợ không có trước kia may mắn dựa theo kế hoạch vốn dĩ xảo chi muốn cùng trong nhà nữ quyến cùng đi chính là bởi vì khả năng lại nổ mạnh linh tinh nguy hiểm xảo chi cuối cùng chính mình mang theo mấy cái sẽ vỏ công nha đầu cùng đi tức phụ ta bồi ngươi đi Lý Đại Phúc nói Đại Phúc ca chúng ta không phải nói tốt sao thật là vì thuyết phục nàng chính mình tối hôm qua chính là thực ra sức làm cho chính mình buổi sáng thiếu chút nữa khởi không tới tức phụ lý đại phúc vẫn là không bỏ được ngoan thực mau liền sẽ trở lại xảo chi nói nói xong mang theo bọn nha đầu lên xe ở nàng đi rồi không lâu lý đại phúc cùng công tôn vũ mang theo người cùng nhau đuổi kịp đồng thời hoàng đế phái người cũng cùng nhau cùng đi qua tới rồi trong miếu xảo chi cấp bồ tát thượng hương quỳ lạy các ngươi đi xuống đi ta một người đi một chút sảo chi biết này chùa miếu hậu hoa viên vẫn là rất có xem đầu bất quá nàng hôm nay chính là không phải tới ngắm phong cảnh là chờ người nào đó xuất hiện sảo chi ở vườn đi đi dừng dừng chỉ chốc lát sau không thể tưởng được sảo chi có cái này nhã hứng không bằng ta bồi ngươi đi Will đột nhiên xuất hiện ở sảo chi trước mặt sảo chi nhìn nhìn trước mắt nam nhân bởi vì bị tiểu ca ca đánh chính là mặt hiện tại vẫn là ngũ thải ban lan đâu sảo chi muốn cười cuối cùng vẫn là nhìn xuống quá ghê tởm còn làm cái loại này tự cho là soái khí động tác Quyêu tiên sinh ở chỗ này bái Phật sao? Không phải, ta là đặc biệt vì xảo chi mà đến đâu. Nói còn không quên hướng xảo chi vứt mị nhãn, xảo chi nhìn thật muốn phun, âm thầm quan sát Lý Đại Phúc thật muốn lao ra đi tấu hắn một đốn. Muội phu, đừng xúc động, từ từ. Công tôn vũ nhìn Lý Đại Phúc nói, hiện tại đi ra ngoài, hết thảy đều ngâm nước nóng. Quyêu tiên sinh, trai đơn gái chiếc còn thỉnh ngươi tránh ra. Xảo chi nhìn người nam nhân này, chống đỡ chính mình đường đi, thật không biết hắn buổi sáng chiếu không chiếu gương xấu rối tinh rối mù còn ra tới rêu rao xảo chi ngươi bộ dáng này nhưng không đối nga đúng là trai đơn gái chiếc mới hảo a à. nói càng hướng xảo chi tới sát will đừng ở chỗ này giả ngây giả dại ly ta xa một chút đại phúc phỏng chừng đã muốn vỡ tổ ngươi ta nhất định phải được nói xong lắc lắc tay đưa tới người một nhà hôm nay ta liền đem ngươi mang đi dẫn ta đi nhưng không dễ dàng như vậy nói xong xảo chi nhất chân liền cho hắn một chút, đá vào mệnh căng tử thượng, người nam nhân này nhảy dựng lên, cho ta bắt lại. Người tới kia, có người. Xấu a à. Liền ở bọn họ muốn bắt thời điểm, một cái nha đầu lao tới kêu lên, nàng lại không ra tấn vương gia chính là muốn bảo nổi, nhưng cho dù là như thế này, xảo chi vẫn là bị bọn họ cấp bắt. Đi. Will bắt lấy xảo chi liền chạy, mau buông ra, ngươi tên hỗn đảng này, buông ta ra. Buông ra nàng đại phúc chính là không thể lại đợi, nhìn tức phụ bị người bắt, hắn kia trong lòng phi thường hoảng loạn, cũng mặc kệ kế hoạch gì đó, hắn cần thiết đem tức phụ cứu tới, tức phụ chính là hắn mệnh A. À. Tướng công, ta không có việc gì, ngươi đừng hoảng hốt. Xảo chi biết người nam nhân này đối chính mình như thế nào coi trọng, vốn dĩ chuyện này cũng là chính mình mạo hiểm. Các ngươi đừng tưởng rằng có thể ngăn cản ta, nữ nhân này ta nhất định phải mang đi, cho dù mang không đi, ta cũng sẽ hủy hoại hắn. Will cười nói, hắn chính là không sợ, chính mình lão cha thực mau liền phải bức vô thoái vị, chính mình chính là trữ quân, bọn họ có thể đem chính mình thế nào, xem ra có chút người chỉ số thông minh thật đúng là kham ưu. Liền ở Will cùng Đại Phúc nói chuyện thời điểm, xảo chi xem chuẩn thời cơ, cắn một chút Will, Will ăn đau, nhẹ buông tay, xảo chi lập tức liền chạy, chính là không chạy bao lâu liền nghe được, giết nàng. Liền ở ngay lúc này, chỉ nghe được ầm vang một chút, xảo chi chạy phương hướng bị chôn, mà cái này là trước đó không biết đến, tuy rằng không có tạc đến xảo chi, nhưng vẫn là bị lan đến gần, những người khác đều trợn tròn mắt, mấy sóng người chạy tới, vẫn là không có che chở xảo chi, đại phúc ông xảo chi, tức phụ, ngươi thế nào, tức phụ, ngươi tỉnh tỉnh, trả lời ta a à. Đại phúc, trước đem nha đầu mang về, đem yêu cho ta áp nhập đại lao. Đoàn người lập tức phản hồi tấn vương phủ, thái y được đến tin tức đã đang đợi, công tôn gia người cũng đều đã ở kia chờ. Tức phụ, ngươi tỉnh tỉnh đại phúc đem xảo chi ôm không chịu buông ra chính mình cập vì cái gì phải đáp ứng tức phụ mạo hiểm nếu chính mình không đáp ứng tức phụ liền sẽ không đã xảy ra chuyện đại phúc ngươi trước buông ra nha đầu làm thái y chẩn bệnh một chút lý đại phúc vừa nghe thái y lập tức đem tức phụ đặt ở trên giường thái y ngươi nhìn xem tức phụ thế nào tấn vương phi không có mặt khác ngoại thương có lẽ là nổ mạnh khi bị lan đến gần gần nhất mấy ngày khả năng sẽ vẫn luôn hôn mê nhưng sẽ không lan đến sinh mệnh thái y nói đến yêu cầu dùng cái gì dược thái y ngươi chỉ lo nói công tôn lão phu nhân nói đến để ngừa vạn nhất ta này sẽ xứng một ít hóa ứ tán phòng ngừa có cái gì ám thương là chúng ta không có ra được lão thái y ngươi thỉnh ta làm người cấp cùng ngài đi lấy thuốc công tôn lão phu nhân làm chính mình bên người ma ma đi lấy thuốc những người khác hắn nhưng không yên tâm các ngươi đều đi xuống đi các ngươi mấy cái ở ngoài cửa chờ công tôn lão phu nhân mang theo người rời đi nói rốt cuộc là chuyện như thế nào smith nhìn cái này lão phu nhân nhìn nhìn lại những người khác sau đó liền đem kế hoạch của chính mình cùng lão phu nhân bọn họ nói một chút hoang đường các ngươi này nhóm người có hay không đầu óc lại hoàn toàn đối sách đều có ra ngoài ý muốn thời điểm lần này nha đầu nếu thật ra tới sự tình gì các ngươi như thế nào lộng kia đại phúc như thế nào liền đồng ý nương ngươi lại không phải là không biết chỉ cần là xảo chi nói kia tiểu tử sẽ không phản đối đúng vậy nãy nãy đại phúc lúc ấy cũng là phản đối là nha đầu chính mình quyết định công tôn vũ nói các ngươi này đàn không bớt lo một cái hôn mê bất tỉnh một cái giống mất hồn phách bộ dáng các ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận công tôn phu nhân cũng không có cách nào đã nhiều ngày làm một đám hài tử đều đến ta kia đi đừng quấy rầy tới rồi nha đầu mặt khác cái kia yêu ta mặc kệ hắn ở bổn quốc cỡ nào tôn quý chỉ cần dám thương đến nhà ta nha đầu ta sẽ không làm hắn hảo quá các ngươi chính mình nhìn làm đừng làm cho ta ra tay lão phu nhân yên tâm ta đã truyền thư đi trở về nhất định cấp công tôn gia cấp cỏ cây một công đạo hôn mê trung xảo chi vẫn luôn không có tỉnh lại các thái y cũng không có cách nào tìm được nguyên nhân bệnh theo lý thuyết cũng nên tỉnh a à, kỳ thật trong lúc ngủ mơ xảo chi đối ngoại giới sự tình nàng đều có thể nghe được chính là chính là không thể tỉnh lại đây là có chuyện gì tướng công đừng khóc ta không có việc gì đáng chết rốt cuộc là chuyện như thế nào a à? ông trời ngươi chơi đủ rồi không có vô duyên vô cớ đem chính mình lộng tới cái này địa phương hiện tại lại không cho ta tỉnh lại ngươi đây là ý gì a à? xảo chi càng ngày càng nén giận mẹ nó ta chiêu này ai chọc ai thật vất vả có ngày lành qua còn làm chính mình nằm chính mình thân nhân tới một đợt lại một đợt cái kia ngốc tướng công mỗi ngày thủ chính mình cắt bảo bối cũng ở bên cạnh khóc lóc nghe đều đau lòng này đồ ngốc lại lại khóc xảo chi cảm giác được lệ tích ở chính mình trên mặt này đã không phải một lần vậy phải làm sao bây giờ a à? nha đầu này vẫn luôn không tỉnh này đại phúc cứ như vậy thủ thân thể như thế nào chịu được nha lão phu nhân nhìn trong phòng mặt lý đại phúc cũng không biết làm sao bây giờ nha đầu tuy rằng trước kia bị khổ nhưng là có một cái đau lòng chính mình trượng phu cũng là nàng tạo hóa chính là hiện tại cái dạng này thật là ma người a à. này hai đứa nhỏ cũng là mệnh khổ a à? lão phu nhân đại tiểu thư các nhân tự có thiên tướng thực mau đại tiểu thư liền sẽ tỉnh ma ma nói đến Hy vọng ông trời phù hộ, làm nha đầu mau chóng tỉnh lại. Nếu nha đầu không tỉnh, phỏng chừng cái này đại phúc cũng sẽ theo đi thôi. Tức phụ, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi ngủ thật lâu, ngươi đã nói còn muốn ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, đi xem thế giới này còn có tiểu ca hôn sự, ngươi nói ngươi muốn cùng đi cầu hôn, Tức phụ, ngươi mau tỉnh lại được không? Đại Phúc nhìn chính mình Tức phụ, nắm tay nàng. 73, kết cục. Theo tương lai hôn mê, tất cả mọi người lâm vào khẩn trương trạng thái đại phúc càng là một tấc cũng không rời, chính là thái y tới một đợt lại một đợt, nha đầu này chính là không tỉnh, làm sao bây giờ? Mọi người đều cấp A, mấy cái hài tử mỗi ngày đều bồi, chính là cũng không thấy người từ hôn mê trung tỉnh lại. Đây đều là tình huống như thế nào, vì sao còn không có tỉnh? Hoàng đế đại thúc đều không bình tĩnh, nha đầu này nếu có cái tốt xấu làm sao bây giờ, ở chung một đoạn thời gian xuống dưới, hắn cũng đem xảo chi đương chính mình hài tử, cái kia đại phúc ngày thường liền rất thích chính mình tức phụ, này nha hai ngày này đôi mắt đều không có bế quá liền ngây ngốc bồi xảo chi đại phúc ngươi đi nghỉ ngơi một chút nơi này có chúng ta nhìn xảo chi nương nói đến người nam nhân này hiện tại là đôi mắt ngơ ngác ai nói đều nghe không vào xảo chi nương nhìn nhìn vẫn là đi ra ngoài chuẩn bị một ít ăn vạn nhất nữ nhi tỉnh muốn ăn tức phụ ngươi mau tỉnh lại đi ngươi cũng ngủ đã lâu như vậy bọn nhỏ đều tưởng ngươi ta cũng tưởng ngươi tức phụ mau tỉnh lại đi như thế nào về quê đi Nơi này sự quá nhiều, tức phụ, ngươi mau tỉnh lại đi. Nói đem đầu vùi ở xảo chi gối đầu biên khóc lên, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Ai, ai đang nói chuyện, là Đại Phúc, đừng khóc, đừng khóc, ta ở đâu? Trong lúc ngủ mơ tương lai trước sau vô pháp tỉnh lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao chính mình không có cách nào tỉnh lại, các ngươi rốt cuộc là ai a, à? đem ta mang đến thế giới này, lại không cho ta hảo hảo sinh hoạt, các ngươi muốn làm sao? ta tướng công, hài tử còn có người nhà đều chờ ta đâu, mau phóng ta đi ra ngoài A, à, mặc kệ xảo chi nói như thế nào, đều không có người đáp lại, một lát sau, xảo chi cảm thấy chính mình hồn phách ở phiêu đảng, nhìn trước mắt đã bị chính mình phai. Nhạc cao ốc biêu điên, đây là lại muốn xuyên sao, không chính mình không thể xuyên qua, chính mình có trượng phu, hài tử, có một cái đại gia đình, không thể, không thể, ta phải đi về, ta phải đi về. Mộng loại, xảo chi ở dãy dụa, nàng khóe mắt chảy ra nước mắt, đại phúc cảm giác được nhìn tức phụ khóe mắt nước mắt tức phụ ngươi có thể nghe được đúng hay không tức phụ ngươi mau tỉnh lại a à, ngươi đừng khóc đừng khóc ta ở bên cạnh ngươi đừng sợ xảo chi nghe quen thuộc thanh âm ta không sợ có ngươi ở ta bên người ta không sợ xảo chi định hạ tâm tới mặc kệ ngươi là ai thỉnh phóng ta trở về ta cũng không tưởng trở lại hiện đại ta yêu ta trượng phu hài tử còn có người nhà của ta thỉnh phóng ta trở về ta sau này nhân sinh chính là ở ta trượng phu cùng hài tử bên người vượt qua, xảo chi lẳng lặng nghe chung quanh hết thảy, nghe được nhàn nhạt một tiếng thở dài, sau đó xảo chi phát hiện chính mình bị một cổ hút qua đi. Đại Phúc nắm xảo chi tay, phát hiện tức phụ ngón tay động một chút, hắn lập tức mở to hai mắt, tức phụ, tức phụ, ngươi tỉnh sao? Xảo chi chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ mặt nôn nóng nam nhân, tướng công, ta không có việc gì. Nói, duỗi tay sờ sờ người nam nhân này mặt, ngươi xem ngươi, vành mắt đều ô, mau lên giường tới nghỉ ngơi một chút. Đại Phúc nghe xong, cũng nghe lời nói lên giường, ông tức phụ, đôi mắt vẫn là nhìn xảo chi. Ngủ đi, ta sẽ không. Lại không tỉnh, về sau liền bồi ngươi cùng hài tử, nào cũng không đi. Đại Phúc gật gật đầu, ông tức phụ nhắm mắt lại, mấy ngày liền tới khẩn trương lập tức thả lỏng, thực mau cũng ngủ rồi, xảo chi cũng ngủ rồi, bởi vì nàng tuy rằng cũng là nhắm mắt lại, chính là hồn phách xác lại du đảng đâu, bởi vậy hiện tại cũng là phi thường mệt, Tiến vào công tôn lão nhân nhìn hai người, xem ra nha đầu là tỉnh, chính mình trước đi ra ngoài đi, đại gia ở biết được nha đầu khả năng tỉnh sau, cũng đều yên tâm, nên làm gì làm gì đi. Tới rồi buổi tối, hai vợ chồng người đều tỉnh, đại phúc nhìn xảo chi, tức phụ, ngươi đừng rời khỏi ta. Hảo, không rời đi, ta đã đói bụng. Xảo chi nói đến, người nam nhân này phỏng chừng gần nhất cũng không có hảo hảo ăn cái gì. Ta đây liền cho ngươi đi lộng. Nói, xuống giường liền đi chuẩn bị, thuận tiện tẩy tẩy, tức phụ thích nhất sạch sẽ. Đại gia nghe được vợ chồng hai người đều tỉnh, cũng sôi nổi tới xem xảo chi. Tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Xảo chi nương khóc lóc nói đến, đứa nhỏ này từ nhỏ liền trắc trở không ngừng, hiện tại còn trải qua như vậy một chuyến, hy vọng ông trời làm đứa nhỏ này có thể thái thái bình bình a. À. Gia gia, nãy nãy, cha mẹ, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Xảo chi nhìn người trong nhà, thật tốt, lại về rồi, nhìn nhìn lại chính mình các bảo bối, từng cái đều thực trắng chắc, này liền hảo, lúc này, đại phúc bưng đồ ăn vào được. Hảo, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, làm nha đầu cùng đại phúc ăn một chút gì. Này hai vợ chồng phỏng chừng có chuyện muốn giảng đâu. Các bảo bối ngoan, ngươi mẫu thân cũng muốn nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo là có thể cùng các ngươi. Công tôn lão gia tử nói, sau đó mang theo mọi người rời đi, vốn dĩ hai tiểu tử cũng tưởng lưu trữ, chính là nhìn đến mọi người đều đi ra ngoài, mẫu thân giống như thân thể còn không có hảo liền không có làm ầm ĩ, cùng những người khác cùng nhau rời đi. Tức phụ, ăn chút đi, nấu cháo, ngươi mấy ngày nay chưa đi đến thực, vẫn là uống điểm cái này. Hảo. Vợ chồng hai người lặng lặng ăn, ăn xong, bên ngoài nha đầu thu đi. Tướng công, làm ngươi lo lắng. Xảo chi nhìn chính mình gầy ốm không ít nam nhân nói đến, Lý Đại Phúc chỉ là ôm tức phụ, giống như vừa buông ra liền sẽ không thấy giống nhau. Tức phụ, chúng ta hồi trong thôn đi thôi, nơi này sự tình quá nhiều vẫn là trong thôn thái bình bởi vì hiện tại trong nhà tình huống nói thật ra ngươi không gây chuyện sự tình cũng sẽ tìm tới ngươi ân ừ, chờ tiểu ca hôn sự xác định hảo sau chúng ta liền trở về xảo chi cũng nghĩ tới vẫn là người trong thôn thật sự tuy rằng có chút cực phẩm linh tinh người tồn tại nhưng kia cũng là sinh hoạt điều hòa phẩm không giống nơi này một cái không cẩn thận chính mình chính là sẽ rơi vào vực sâu vốn dĩ đối quyết định của chính mình vẫn là rất có tin tưởng lần này chuyện này cho chính mình cũng kéo vang lên chung cảnh báo, về sau cũng không thể lại tự cho là đúng. Lúc sau Thái Y lại cấp xảo chi xác nhận một chút, đến ra kết luận là không có bất luận vấn đề gì, giai đại vui mừng, lúc này tiểu ca cùng Anna hôn sự cũng nhắc tới Nhật Trình lên đây, vốn dĩ xảo chi muốn đi theo cùng đi cầu hôn, chính là đại phúc như thế nào cũng không chịu, cái kia yêu sau khi trở về đã chịu trừng phạt nghiêm khắc, hơn nữa bọn họ toàn bộ gia tộc cũng ở ngay lúc này, bị người tố giác phản loạn hành vi, khiến bọn họ cả đời phiên không được thân nhưng cũng sợ lại dư đảng vẫn là an toàn khởi kiến làm xảo chi lưu tại kinh thành liền công tôn tiểu ca mang theo sính lễ cùng anna đi nàng quốc gia chờ đến công tôn tiểu ca lại trở về thời điểm cũng là tổ chức hôn lễ thời điểm bởi vì đường xá nguyên nhân ở anna quốc gia tổ chức một hồi hôn lễ đương nhiên là thập phần long trọng mang đi thập lý hồng trang lại bị tặng trở về mặt khác lại gia tăng rồi không ít cái này làm cho lần này công tôn gia hôn lễ đạt tới đỉnh núi vì phóng này đó của hồi môn, còn cố ý chuẩn bị một cái đại viện tử, còn an bài người 24 giờ nhìn, chính là sợ cái kia không biết sống chết người tới trộn. Nha đầu, lần này Smith cảm thấy thực xin lỗi ngươi, làm ta mang theo thật nhiều đồ vật cho ngươi, đều là chút đá quý, hắn nói ngươi tương đối thích, còn có một ít đặc thù đồ vật chế tác công nghệ, hắn nói ngươi nhất định có thể xem hiểu. Công tôn tiểu ca đem đồ vật cho xảo chi, xảo chi đối đá quý không có hứng thú, bất quá đối những cái đó đặc thù công nghệ nhưng thật ra thực để bụng, rốt cuộc phương tây nào đó công nghệ vượt qua bọn họ sao xem ra lại có thể hảo hảo chuyển một thời gian bất quá ngẫm lại tiểu ca đại hôm sau chính mình cũng muốn hồi thôn vì thế đem mấy thứ này liền cho lý cường bọn họ này mấy cái tiểu tử hiện tại ngoại ngữ trình độ cũng không phải là thổi cùng chính mình vẫn phải có một so bởi vì tiểu ca đi cầu hôn thời điểm mang theo bọn họ ba cái cùng đi này tam tiểu tử cũng không lãng phí thời gian cùng dân bản xứ chính là vẫn luôn giao lưu chờ trở về kia khẩu ngữ trình độ không cần quá lưu lại còn có mô hảo chút nguyên văn thư nói như vậy viết đều không phải cái gì vấn đề lớn tức phụ ngươi suy nghĩ cái gì đâu lý đại phúc nhìn chính mình tức phụ phát ngốc ta suy nghĩ bọn đệ đệ cũng đều lớn có chính mình nhân sinh lần này trở về rõ ràng thành thục không ít xảo chi nói đúng vậy bất quá này đó đều là ngươi công lao nếu không có ngươi chúng ta toàn gia còn không biết thế nào đâu lý đại phúc thật may mắn có như vậy một cái tức phụ ta cũng dữ dội may mắn gặp gỡ ngươi đâu. Xảo Chi ôm ở đại phúc trong lòng ngực. Bởi vì tính toán trở về, Xảo Chi còn muốn đem nơi này sự tình an bài một chút, lần này mấy cái chú em đều lưu tại Kinh Thành, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không phải cái gì không có việc gì làm người, hoàng đế nơi đó chính là muốn bọn họ phát triển công nghiệp đâu, đây là lần này những cái đó công nghệ phải có người phiên dịch, hơn nữa giải thích, Xảo Chi vốn là có thể làm, nhưng là ngẫm lại, vẫn là thiếu làm điểm, nếu không rời đi còn không biết khi nào đâu, chính mình nam nhân từ xảy ra chuyện sau liền rất thiếu rời đi chính mình bên người cho dù đi ra ngoài làm việc cũng là thực mau trở về tới tuyệt đối không hề bên ngoài lưu lại nha đầu ngươi thật sự phải đi về xảo chi nương hỏi đúng vậy mẫu thân ngươi cũng biết tuy rằng chúng ta có quyền thế có tiền tài chính là này cũng không phải ta nghĩ tới vô câu vô thúc sinh hoạt trước kia ở trong thôn ta muốn làm cái gì liền làm cái đó tự do tự tại cũng không cần luôn muốn có thể hay không bị người tính kế." "Sảo Chi nói." "Nương luyến tiếc các ngươi a." À. "Sảo Chi nương nói." "Nương, ta lại không phải không trở lại, dù sao trong thôn tới nơi này cũng phương tiện, chúng ta sẽ thường xuyên trở về nhìn xem." "Sảo Chi ôm chính mình mẫu thân nói." "Nhưng không cho gạt ta." "Sảo Chi nương biết cũng ngăn không được, cũng chỉ có thể tiếp thu." "Sảo Chi rời đi ngày đó, nhìn chính mình đoàn xe, nàng đều trợn tròn mắt, lại hoàng đế ban thưởng" các cung nương nương cấp, còn có chính mình gia gia nải nải ca ca tẩu tẩu cấp, chính mình cha mẹ cấp, nói là của hồi môn, trước kia không có cấp, hiện tại gấp bội cấp, xảo chi xem ra cũng không thể chối từ, chính mình trở về thời điểm, cũng đã cầm rất nhiều, lần này lại nhiều như vậy, chính mình còn như thế nào chỉnh, này dọc theo đường đi không bị người đánh cướp mới là lạ, bất quá nhìn xem mặt. Sau đi theo quân đội, cái này đều là hoàng đế làm cùng, bảo hộ bọn họ tới. Xảo chi nhìn này đó, cũng chỉ có thể tiếp thu, nhìn xem chính mình người nhà cùng bọn họ nhất nhất từ biệt, về nhà, thật tốt, bất quá công tôn lão gia tử cùng lão phu nhân vẫn là cùng xảo chi cùng nhau đi rồi, rốt cuộc nơi đó tương đối thanh tịnh. Tác giả có lời muốn nói, các vị, văn chương viết nói nơi này đã kết thúc, bởi vì chính mình tri thức mặt hữu hạn, có rất nhiều địa phương làm mọi người đều khó chịu, cũng thỉnh thứ lỗi, về sau ta sẽ nhiều hơn thu thập tư liệu, tranh thủ làm đại gia vừa lòng, bất quá có câu cách ngôn nói như thế nào, làm dâu trăm họ, ta chỉ có thể tận lực, này đó văn chương cũng chỉ là làm đại gia tiêu khiển một chút hy vọng thích thân nhóm có thể tiếp tục duy trì ta sau này còn sẽ lại văn chương ra lò